Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn. chương 181, Sào Huyệt. Trần Khoa Trường, các người không cần thiết nhìn chằm chằm vào ta. An toàn bộ môn có chút quy tắc, là nhất định phải tuân thủ. Tiêu Phàm chậm rãi nói. Trần Dương đôi mắt to xinh đẹp có chút híp mắt một chút, đồng bạn của nàng trên mặt thì hiện lên một sợi vẻ xấu hổ, cũng mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi. Tiêu Phàm nói rất đúng quy tắc, không phải kỷ luật, ý tứ trong lời nói, tất cả mọi người nghe được rõ ràng kỷ luật là đối công, quy tắc lại là bất thành văn. Tại một ít hoàn cảnh đặc định dưới, quy tắc so kỷ luật càng trọng yếu hơn. Tiêu phàm thân phận thực tế quá mẫn cảm, an toàn bộ môn nhằm vào tiêu lão gia tử đích tôn, tiêu trạm bộ trưởng trưởng tử tiến hành điều tra, đây là cái vấn đề rất nghiêm trọng, làm không được liền sẽ cùng sự kiện chính trị nhất lên liên quan. Cường lực cơ quan liên lụy chính trị đánh cờ, từ trước là tối kỵ. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, bởi vì cùng loại tình hình xảy ra vấn đề cường lực cơ quan cán bộ lãnh đạo, không chỉ một. Tiêu phàm cứ việc ở thế gia hào môn tử đệ bên trong bất tranh khí, không nhận thế gia trưởng bối coi trọng, nhưng thân phận của hắn còn tại đó, lại không phải giả. Trần Khoa Trường, có quan hệ cái này vụ án, qua mấy ngày ta sẽ cùng các ngươi liên hệ, làm một cái công đạo. Nhưng không phải hôm nay, ta hiện tại có chuyện trọng yếu phi thường, nhất định phải ngay lập tức đi xử lý, mời các ngươi tránh ra. Trần Dương hít một hơi thật sâu, nguyên bản liền 10 điểm cao cao phồng lên, lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Tiêu trưởng phòng, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không có muốn nhằm vào người nào đó ý tứ, chỉ là xin ngươi phối hợp điều tra. Mà lại, ta nhất định phải nhắc nhở Tiêu trưởng phòng, cái này phạm tội đội đều là chút cùng hung cực ác quốc tế phần tử phạm tội, trang bị tinh lương, 10 điểm hung hãn. Mời Tiêu trưởng phòng phải tất yếu chú ý an toàn của mình. Cùng chúng ta hợp tác là lựa chọn tốt nhất cũng là an toàn nhất ổn thỏa nhất con đường. Trần Dương ngữ khí trở nên không phải rắn như vậy, sắc mặt cũng lộ ra tương đối thành khẩn. Tiêu phàm sắc mặt lại là thoảng qua trầm xuống, có chút không vui, nói Trần Khoa Trường, kỹ thuật thủ đoạn cũng có giảng cứu, không thể tùy tiện sử dụng. Loại sự tình này, nhưng chỉ lần này thôi, không thể nghi ngờ, Trần Dương bọn hắn nghe lén điện thoại của hắn, cho nên Trần Dương rất rõ ràng Tiêu phàm hiện tại vội vã đi làm cái gì. Nhưng dạng này hành động, đã vượt qua tiêu phàm có thể tiếp nhận danh giới cuối cùng. Audio điện tử võ tấn bền Làm vì cán bộ quốc gia, phối hợp an toàn bộ môn điều tra là một chuyện, thân là lão tiêu nhà đích tôn bị người nghe lén điện thoại, kia lại là một chuyện khác, đây mới thực sự là cấm kỵ. Trần Dương sướng sờ ngơ ngác một chút, nàng vừa rồi đúng là có hảo ý, không hy vọng tiêu phàm đi mạo hiểm, không nghĩ tới không để ý, còn nói lỡ nghiệp. Tiêu phàm nói không sai, nghe lén điện thoại loại kỹ thuật này thủ đoạn, quả thật không thể tùy tiện sử dụng, nhất là không thể tùy tiện dùng tại lão tiêu gia tử đệ trên thân. Tiêu trưởng phòng, như vậy đi, nếu như ngươi kiên trì muốn đi, như vậy chúng ta cùng đi với ngươi. Trần Dương lui một bước, không nhắm rượu khí vẫn tương đối cường ngạnh, không giống lắm là cùng tiêu phàm thương lược, chỉ là hướng tiêu phàm thông báo một cái quyết định. Tiêu phàm mỉm cười, lắc đầu, nói Trần Khoa trưởng, như cùng ngươi mình lời nói, chúng ta muốn đối mặt là một đám cùng hung cực ác phần tử phạm tội, đến lúc đó ta sợ ta không thể phân tâm tới chiếu cố các ngươi. Trần Dương xinh đẹp liễu diệp lông mày lập tức liền dương lên, trên mặt lộ ra vừa tức giận lại là vẻ mặt buồn cười. Tiêu phàm nhìn qua như vậy nhã nhận, quả thực liền cùng những cái kia tại trong đại học khắc khổ ra sức học hành học vị tiến sĩ sinh không có gì khác biệt, thế mà đối nàng nói lời như vậy, tựa hồ nàng Trần Dương ngược lại thành vướng víu. Quả thực là nói đùa, tiêu trưởng phòng, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm một câu nói còn chưa dứt lời trước mặt màu đậm cửa kính xe bỗng nhiên liền thăng lên sa hoa đại bôn lập tức về sau vừa lui lại nhẹ nhàng lắc một cái sát thân thể của nàng lái đi trực tiếp đem trần dương cùng đồng bạn của nàng phơi ngay tại chỗ hỗn đàn trần dương nhất thời tức giận đến mày liếu đứng đấy giận không kềm được tay phải kìm lòng không đặng ngả vào bên hông lập tức cảm thấy không ổn vén lên hai đầu cặp đùi đẹp ba bước cũng làm hai bước thẳng đến xe Việt dã mà đi. Tiểu Cao, nhanh, đuổi theo. Trần Tỷ, trẻ tuổi đồng bạn đuổi theo, gọi một tiếng, mở cửa xe lại không lên xe. Thất thần làm gì, mau lên xe a." Trần Dương một tiếng gầm thét, "Trần Tỷ, dạng này không được a." Tiểu Cao cũng có chút tức giận, đứng tại cửa la lớn. "Làm sao không được rồi?" Trần Dương giận đùng đùng hướng Tiểu Cao quát, "Tiêu Phạm lời mới vừa nói, rất có đạo lý, chúng ta làm như vậy" không có đạt được lãnh đạo trao quyền, muốn phạm sai lầm. Mà lại cái này sai lầm còn vô cùng nghiêm trọng, phạm đừng sai lầm cũng có thể bị lãnh đạo tha thứ, phạm sai lầm như vậy, chỉ sợ ngay cả lãnh đạo chính mình cũng khó đảm bảo, ai đến tha thứ bọn hắn. Người có đi lên hay không? Trần Dương một gương mặt xinh đẹp tấm xuống dưới, lạnh lùng hỏi. Trần Tỷ, tiểu cao gấp đến độ kêu to, Trần Dương hung hăng huyết hắn một cái, dưới chân đạp cần ga, xe Việt giã một cái gấp rẽ ngoặt, liền hướng về phía trước biểu đi, lại một cái gấp rẽ ngoặt, lớn lái xe cửa mượn quen họ tác dụng, phanh một tiếng đụng tới. Tiểu cao ăn đầy đầu đầy mặt ô tô đuôi khói cùng cho bụi, gấp đến độ tải ngựa giữa đường dậm chân. Xe Việt giã nhanh như điện chấp hướng lấy phía trước đại bôn mau chóng đuổi mà đi. Xa hoa đại bôn ra tốc họ có thể tự nhiên xa tại bình thường hùn vốn xe Việt giã phía trên, làm sao con đường đường xá, cho dù tốt xe cũng rất khó thanh tốc độ chạy. Tân Lâm liếc kính chiếu hậu một chút, nhàn nhạt hỏi nàng đuổi theo muốn hay không vứt bỏ nàng tiêu phàm lắc đầu nói chỉ sợ không dễ dàng như vậy tân lâm cố nhiên kỹ thuật điều khiển cực dai nhưng trần dương thân là an toàn bộ môn điều tra viên kỹ thuật lái xe nhất định cũng không kém bao nhiêu tại con đường như vậy phía trên muốn vứt bỏ trần dương thật là không phải đơn giản như vậy để nàng đi theo tốt nàng thân thủ không yếu lại là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công ứng sẽ không phải cho chúng ta tạo thành quá lớn gánh vác tân lâm khẽ vuốt cằm không nói nữa hai chiếc xe một trước một sau thẳng đến tây ngoại ôm mà đi ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí tiêu phàm trong tay nhiều một cái trắng noãn mai rùa chính là vô cực môn trấn giáo tam bảo một trong huyền vũ giáp tiêu phàm tay phải cầm huyền vũ giáp tay trái ngón tay khinh động miệng lẩm bẩm phía trước phía bên phải nửa phút đồng hồ sau xe mercedes đi tới một cái phân chỗ ngã ba tân lâm đánh tay lái đại bôn phía bên phải bên cạnh xi măng trên đường cái chạy tới. Mười mấy phút trôi qua, hai chiếc xe đã lái ra nội thành, đi tới tương đối chật hẹp hồi hương trên đường lớn. Đây là một đầu thông hướng Tây Sơn nào đó cái biệt thự khu xi măng đường cái. Tây Sơn có không ít khu biệt thự, đều là những năm gần đây mở phát ra tới. Trần Dương nhếch lái xe Việt giã, cắn chặt đại bôn, như bóng với hình. Ven đường dân cư càng ngày càng ít, con đường dần dần bắt đầu hoang vu, đã là hoàn toàn đường núi. Lại một cái ngã ba đường, đại bôn phía bên trái, trực tiếp mở lên một cái sườn núi nhỏ, tại một chỗ bóng cây nồng đậm địa phương, đại bôn vô thanh vô tức ngừng lại. Xe Việt giã thắng xe gấp một cái, vững vàng dừng ở đại bôn phía sau 2 mét chỗ. Trần Dương nhảy xuống, nổi giận đùng đùng bước nhanh đến phía trước, mày liễu đứng đấy, lạnh lùng hỏi, tiêu phàm, người đây là ý gì? Tiêu phàm liếc nàng một cái, khẽ lắc đầu, nhẹ nói, Trần Khoa Trường, Ngươi nhất định đạt được thành tựu, ta cũng không ngăn trở ngươi, nhưng tiếp xuống, ngươi nhất định phải phục tùng chỉ huy của ta. Những cái kia phần tử phạm tội, không dễ đối phó như vậy. Phục tùng chỉ huy của ngươi? Tiêu Phàm không để ý tới nàng nữa, trực tiếp hướng sườn núi nhỏ trên đỉnh đi đến. Đuổi theo, Tân Lâm lãnh đạm chào hỏi một tiếng, lập tức đi theo Tiêu Phàm sau lưng, lên đỉnh núi. Trần Dương kiểm soát lúc xanh lúc đỏ, chỉ cảm thấy một cỗ khó mà ngăn chặn lửa giận đang giữa ngực bay lên hung tợn tiếp cận tiêu phàm thon gầy lại thẳng tắp bóng lưng người nào a à đây là cho là mình họ tiêu thì ngon a à. đây cũng không phải là đến dạo chơi ngoại thành đạp thanh mà là muốn đối phó một đám cực kỳ hung hãn quốc tế phần tử phạm tội nhưng mà tiêu phàm cùng tân lâm loại này thái độ lạnh nhạt làm cho trần dương lửa giận không chỗ phát tác rất hiển nhiên tiêu phàm tân lâm đều không có quá để ý tâm tình của nàng tốt hay là không tốt bọn hắn lực chú ý thả tại phía trước cách đó không xa một tòa trong núi biệt thự phía trên. Nhìn thấy sao, ngôi biệt thự kia, tiêu phàm đứng tại đỉnh núi, tiếp lấy cây cối yểm hộ, chỉ vào phía trước biệt thự, thấp giọng nói. Bọn hắn ngay tại trong biệt thự, làm sao người biết, Trần Dương hầm hừ hỏi ngược lại, không thể nào tin được. Có vẻ như vừa rồi nghe lén tiêu phàm trò chuyện, không có nghe đối phương nâng lên đàm phán địa chỉ, tiêu phàm trực tiếp cúp điện thoại. Chẳng lẽ nơi này, hắn trước kia tới qua, Tân Lâm hai tay ôm ngực, nhưng liếc Trần Dương, từ tốn nói, Trần Khoa trưởng, là một tên trải qua chuyên môn huấn luyện đặc công, người nhiều lắm. Trần Dương lập tức ngậm miệng lại, không quá đối hướng Tân Lâm ánh mắt, không có chút nào khách khí. Mặc kệ lúc nào, hai cái mỹ nữ đụng vào nhau, đều rất khó làm được. Mỹ nữ cùng mỹ nữ ở giữa, trời sinh liền là đối thủ. Trần Dương thừa nhận Tân Lâm nói rất có đạo lý, lại không có nghĩa là nàng đối Tân Lâm có hảo cảm. Tại Trần Dương xem ra, hai gia hỏa này quả thực không hiểu thấu. Tiêu phàm trong tay vẫn như cũ nâng trắng noãn huyền vũ giáp, hai mắt gấp nhìn chằm chằm ngoài mấy chục thước ngôi biệt thự kia, tay trái không ngừng bấm niệm pháp quyết, chốc lát, nhẹ nói, trong biệt thự hết thảy có tám người, trong đó hai cái tại lầu một đại môn tả hữu gian phòng bên trong, hai cái tại mái nhà, ba cái tại chủ khách sảnh, còn có một cái tại lầu hai bên trái gian phòng. Sáu nam hai nữ, đều mang theo vũ khí, Trần Dương không khỏi mở to hai mắt nhìn, nói đùa cái gì, người tại trong biệt thự trang sóng nhỏ giám thị hệ thống a chúng ta vị trí hiện tại đối diện biệt thự hậu viện đợi sẽ trực tiếp từ nơi này xuống dưới tươi tốt cây cối có thể cung cấp rất tốt hiểm hộ chỉ cần chúng ta đủ cẩn thận hẳn là có thể né qua mái nhà hai người giám thị nghiêm chỉnh mà nói chỉ cần tránh đi một người giám thị liền có thể một cái khác giám thị phạm vi là biệt thự ngay phía trước tiếp cận biệt thự về sau già nhi người phụ trách xử lý mái nhà hai tên gia hỏa lầu hai bên trái gian phòng cái kia giao cho ta sau đó ta đi chủ khách sảnh lầu một đại môn tả hữu gian phòng bên trong hai cái cũng từ ngươi phụ trách tiêu phàm bắt đầu phân công nhiệm vụ tân lâm nhàn nhạt gật đầu sắc mặt bình tĩnh như thường không khẩn trương chút nào vẻ kích động tựa hồ tiêu phàm đang cùng nàng đàm luận dạo chơi ngoại thành đạp thanh lộ tuyến vậy ta đâu trần dương rốt cục lấy lại tinh thần nhìn cái này tư thế tiêu phàm không giống như là nói đùa chẳng lẽ hắn thật sự có đặc gì công năng đứng ở chỗ này, liền có thể một chút xem thấu trong biệt thự hết thảy bố trí. Ngươi, tiêu phàm liền cười, ngươi ở lại đây, phụ trách tiếp ứng chúng ta. chương 182, nhìn nhầm. Nhìn Trần Dương kiểm bên trên biểu tình kia, nàng ngay cả một ngụm nuốt tiêu phàm tâm đều có. Trần Dương là cực kỳ mạnh hơn hiếu thắng họ cách, đánh từ lúc còn nhỏ bắt đầu, vô luận chuyện gì đều nỗ lực phấn đấu, mỗi cái học kỳ đều kiểm tra thứ nhất. Lấy thứ nhất tốt nghiệp tiểu học, thứ nhất tốt nghiệp trung học, thì đại học toàn trường tổng phân thứ nhất. Đến đơn vị về sau, cũng là mọi chuyện dành trước, dũng cảm tiến tới. Trước mắt tại an toàn bộ môn rất thụ lãnh đạo coi trọng, tuy còn trẻ tuổi, đã là một tiểu tổ người phụ trách. Trần Dương không phải an toàn bộ môn thành viên vòng ngoài, là hạch tâm bộ môn thành viên. Lấy nàng tuổi như vậy, lại là nữ đồng chí, có thể tại cục an toàn hạch tâm bộ môn phụ trách một cái hành động tiểu tổ, kia là phi thường không tầm thường thậm chí thống soái đạo đều đối nàng có phần coi trọng, ký thác kỳ vọng. Cho tới nay, nàng đã tham gia qua nhiều lần trọng yếu hành động, đều là bộ bên trong tổ chức. Mỗi lần hành động, Trần Dương biểu hiện đều biết tròn biết méo. Hiện tại, tiêu phàm cái này nhã nhận tiểu bạch kiểm cư nhiên như thế khinh thường nàng, để nàng trốn ở chỗ này phụ trách cái gì tiếp ứng, nói trắng ra chính là không tin được nàng, để nàng ở một bên xem kịch. Tiêu trưởng phòng, người có phải hay không tự đại qua được phân rồi? Trần Dương không khách khí chút nào quát hỏi, xinh đẹp mắt phượng bên trong, tia lửa tung tóe. Tiêu Phàm cũng không tức giận, chỉ từ tốn nói, Trần Khoa trưởng, ta không là xem thường ngươi, mà là ngươi không thích hợp tham gia cái này hành động. Đây là tư nhân hành động, không có đạt được trao quyền. Lấy thân phận của ngươi đến xem, ngươi tốt nhất là không nên dính vào tiến đến. Trần Dương là an toàn bộ môn tại chức cảnh sát, chưa thượng cấp trao quyền, tự tiện tham gia dạng này bạo lực hành động, một khi bị thượng cấp truy cứu, trách nhiệm cũng không nhỏ, làm không tốt liền sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng. Tiêu Phạm An bài như vậy, đúng là có hảo ý. Trần Dương khóe miệng cong lên, cười lạnh nói, Tiêu trưởng phòng, ta biết các ngươi những công tử ca này có bản lĩnh có năng lực, đặc quyền giai cấp nha. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ đối mặt không phải trong nước phần tử phạm tội, mà là quốc tế tội phạm. Những người này, cùng hung cực ác, nhưng sẽ không để ý bị giết nhà ai tử đệ. Tiêu ra Biển chữ vàng đối với bọn hắn mà nói, một điểm lực uy hiếp đều không có. Mọi người tuân thủ không phải cùng một cái quy tắc trò chơi. Người trong trò chơi, có lẽ là 100 cấp đại cao thủ, không đâu địch nổi, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi người tại trong cuộc sống hiện thực tia thân phận. Tân lâm bên miệng hiện lên một vòng ý cười. Lão tiêu ra tử đệ, bị một quốc gia nhân viên công tác như thế khinh bỉ, tân lâm hay là lần đầu đụng phải. Đoán trừng tiêu một thiếu là thật đem người ta trần khoa trưởng tức giận đến quá sức, cực kỳ trước ngực sóng cả chập trùng cho thấy phải trần dương chính đang cực lực áp chế mình trong ngực phẫn nộ chi ý tiêu phàm suy nghĩ một chút quả quyết nói trần khoa trưởng người muốn tham gia hành động của chúng ta cũng được nhưng người nhất định phải phục tùng sắp xếp của ta ta không hy vọng tại cái này hành động bên trong người phát sinh cái gì ngoài ý muốn người đi theo ta được trần dương lập tức gật đầu gọn gàng mục đích của nàng chính là muốn đi theo tiêu phàm mặt ngoài nhìn lại nàng đối tiêu phàm rất không khách khí, nhưng thân là an toàn bộ môn đặc công, nàng không có khả năng thật không để ý tới tiêu phàm thân phận. Truy tra tiêu phàm là nàng tự tác chủ trương, vẫn chưa đạt được lãnh đạo trao quyền, cái này đã rất không hợp quy củ, bị lãnh đạo biết được về sau, hậu quả khó giỏ, đoán chừng chịu một trận phê bình là nhẹ nhất. Vạn nhất tiếp xuống tiêu phàm nếu là xảy ra bất chắc, nhận một loại nào đó tổn thương, hoặc là dứt khoát bị người giết chết, cái kia phiền phức liền lớn, sa hoàn toàn không phải chịu một trận phê bình đơn giản như vậy làm không tốt nàng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tiêu lão ra tử một khi tức giận ai có thể ngăn cản được chỉ sợ ngay cả bộ trưởng của bọn họ đều quá sức về phần tân lâm trần dương tạm thời không có đi cân nhắc tân lâm nhìn qua kiều kiều sợ hãi phóc dáng so trần dương còn khéo léo hơn được nhiều bất quá nhìn nàng bình tĩnh thần sắc tựa hồ dưới tay rất có có chút tài năng hành động đi tiêu phàm thấp giọng nói một lời chưa tất Trần Dương thấy hoa mắt, nháy mắt liền không gặp Tân Lâm thân ảnh. Trần Dương không khỏi sướng sờ ngơ ngác một chút, định thần xem xét, Tân Lâm đã đến mấy mét bên ngoài, kiều tiểu, tiểu nhân thân thể nháy mắt chui vào trong rừng cây rậm rạp, lung lay hai cái, liền lại cũng không nhìn thấy. Đây là thân pháp gì? Trần Dương đôi mắt to xinh đẹp lập tức liền trợn tròn. Nàng không có xem thường Tân Lâm, cũng không nghĩ tới, Tân Lâm thân thủ nhanh nhẹn như vậy cùng Trần Dương ánh mắt từ dưới bên cạnh trong rừng cây thu hồi lại, lập tức lại lấy làm kinh hãi. Tiêu phàm cũng không thấy, Trần Dương có thể khẳng định, nàng chú ý tân lâm thời gian, tuyệt đối không cao hơn 3 giây đồng hồ. Thời gian ngắn như vậy, đặt tại người bình thường trên thân, khả năng còn đang tìm kiếm xuống núi con đường đâu, nhiều nhất có thể đi xa mấy mét gần. Liền tại cái này thoáng qua ở giữa, tiêu phàm liền đã biến mất. Trần Dương không dám tiếp tục trần chờ, lập tức vọt về phía chân núi nàng việc khẩn cấp trước mắt là nhất định phải lập tức tìm tới tiêu phàm. Nói xong đi theo người ta, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền cho mất dấu. Có đủ mất mặt, ngọn núi nhỏ này bao bên trên, căn bản cũng không có đường đường chính chính xuống núi con đường. Đây là cái mới khai phá khu biệt thự, trừ biệt thự chung quanh một chút xíu phạm vi đạt được cần thiết thanh lý, 2-3 mét bên ngoài, chính là một mảnh tạp nhạp rừng cây cùng lùm cây. Địa sản thương khai phát mới tòa nhà, thường thường là đem chủ yếu con đường cùng công trình kiến trúc trước làm, cái khác chậm rãi lại nói. May mà tiêu phàm không có đi phải quá xa, Trần Dương mới từ sườn núi nhỏ trên dưới đi, ngay tại mấy mét bên ngoài trong rừng cây nhìn thấy tiêu phàm, tiêu phàm hiển nhiên là đang chờ nàng. Cùng Trần Dương khẽ dựa gần, tiêu phàm liền thấp giọng nói, mặc dù biệt thự tầng cao nhất chỉ có một người là phụ trách giám thị chúng ta bên này, nhưng những người này đều tiếp thụ qua 10 điểm huấn luyện chuyên nghiệp. Người phải đặc biệt coi chừng, tận khả năng lợi dụng địa hình địa vật, yểm hộ mình, đừng để bọn hắn sớm phát hiện. Cùng già nhi bên kia đắc thủ về sau, chúng ta liền tương đối dễ dàng hành động. Trần Dương lúc này không có phản bác tiêu phàm lời nói, nhẹ khẽ gật đầu một cái, từ bên hông rút ra tiểu xảo tay súng. Xem ra chính mình đối tiêu phàm phán đoán, có rất nghiêm trọng sai lầm, gia hỏa này khả năng chỉ là nhìn qua như cái tiểu bạch kiểm, thực chất bên trong đầu, có lẽ là đầu đại khủng long thậm chí nhưng có thể vẫn là hung ác nhất mạnh nhất cái chủng loại kia bạo long tiêu phàm thoáng nhìn trong tay nàng súng lắc đầu nói đừng dùng súng không có ống giảm thanh người cái này súng một vang lập tức liền sẽ kinh động trong phòng tất cả mọi người trần dương hỏi ngược lại khỏi phải súng kia dùng vũ khí gì đi theo ta đừng tự tác chủ trương tiêu phàm không trả lời thẳng nàng chỉ là lần nữa phân phó một câu liền hướng về phía trước bên cạnh mà đi Trần Dương nhìn qua hắn cũng không khỏe mạnh bóng lưng, nhẹ nhàng cắn cắn đỏ trói bờ môi, trên mặt hiện ra cực kỳ cố chấp thần sắc. Có lẽ tiêu phàm vừa rồi lộ cái kia một tay, còn chưa đủ lấy chân chính để nàng say mê. Vẹn vẹn chỉ là động tác nhanh nhẹn chút, cũng không tính là gì. Trần Dương cũng rất nhanh nhẹn, bất quá Trần Dương hay là đem tay súng thu vào, tiêu phàm nói cũng không phải là không có đạo lý. Súng một vang, đánh lén liền biến thành cường công. Nếu như tiêu phàm không có nói sai lời nói, đối phương có 8 người, bọn hắn chỉ có ba cái. Mà lại đối phương là tránh trong phòng, đứng địa lợi, bọn hắn từ ra phía ngoài bên trong cường công, độ khó cực lớn. Đã tiêu phàm một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, vậy liền hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Nếu thật là tình huống không đúng, liền toàn lực ứng phó cam đoan tiêu phàm an toàn. Tiêu gia đích trưởng tôn không thể xảy ra ngoài ý muốn, cái này là danh giới cuối cùng. Bất quá rất nhanh, Trần Dương lại bắt đầu hoài nghi mình đối tiêu phàm phán đoán. Trong rừng cây, cỏ dại liên tục xuất hiện, các loại nhánh vụn vặt mạn sợi đằng, thấp bé có gai bụi cây khắp nơi đều là, ép căn bản không hề đường, ngay cả trong rừng đường mòn đều không có. Tiêu phàm vô thanh vô tức đi qua, nửa điểm đường nghiêng đều không đi. Đụng phải có bụi cây cản đường, tiêu phàm nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ lùm cây bên trên phiêu nhiên mà qua, có đến mấy lần, đụng phải chiếm diện tích khá rộng rộng bụi cây, mũi chân của hắn tại lùm cây bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, có chút một mượn lực, liền nhảy tới. Trần Dương nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết khinh công, mượn lực leo lên, tại Trần Dương mà nói, đây là cơ bản huấn luyện khoa mục. Nhưng kia cũng là vật cứng, tỉ như lấp kín tường vây, hoặc là trên vách tường một cái vật nhô lên, tuyệt không bao gồm bụi cây dạng này mềm mại thực vật. Dựa theo tình hình đến phỏng đoán, lùm cây đỉnh chóp, vô luận như thế nào cũng không thể chống đỡ lấy một người trưởng thành thể trọng. Dạng này khinh công, Trần Dương chỉ thỉnh thoảng nghe phụ thân nhắc qua, cái kia cần lấy cực kỳ nội lực thâm hậu làm căn cơ, tuyệt không phải là cái gì người trải qua huấn luyện đều có thể triển khai ra được. Chiếu Trần Dương lý giải, kia phải đang thi triển khinh công nháy mắt, vượt qua sức hút trái đất, cái này tại vật lý học bên trên, là cái 100% nghịch lý. Trần Dương chỉ là coi như một cái truyền thuyết tới nghe, không nghĩ tới hôm nay tận mắt chứng kiến đến. Mà lại là tại lão tiêu gia đích trưởng tôn trên thân nhìn thấy. Quá phá vỡ, Trần Dương cứ việc trong lòng không phục lắm, lại không thể học theo, thành thành thật thật tại trong rừng cây tìm kiếm tương đối bằng phẳng con đường, cố gắng đuổi theo tiêu phàm bộ pháp. Ngắn ngủi 100 mét thẳng tắp khoảng cách, riêng là đem Trần Dương chạy đổ mồ hôi lâm ly. Lại nhìn tiêu phàm, đã phía trước bên cạnh ngừng lại, mặt không đỏ hơi thở không gấp, có chút khom người tại một đám cỏ về sau, nhìn chăm chú lên biệt thự mái nhà động tính, tay trái bóp lấy cổ quái pháp quyết, bờ môi khinh động, không biết tại làm cái gì mê hoặc. Trần Dương cúi lưng xuống, đi tới tiêu phàm bên người, cũng hướng biệt thự mái nhà nhìn lại. Mái nhà phía trên, một tên cao lớn nam tử đi tới đi lui, thỉnh thoảng dừng bước, hướng bên này liếc nhìn vài lần. Trần Dương liền vội vàng đem đầu lại đè thấp một điểm. Tiêu Phạm ẩn thân cái này đám cỏ, che giấu phạm vi cũng không lớn, Trần Dương nhất định phải chăm chú cùng Tiêu Phạm kề cùng một chỗ, mới có thể ẩn nấp không bị đối phương phát giác. Ngay tại chỗ đồng hồ thẳng tắp khoảng cách mà nói, chỉ có không đến xa 10 mét gần, ẩn nấp không tốt thời có khả năng bị kia hán từ cao lớn phát hiện mánh khóe. Tiêu phàm chỉ cảm thấy cánh tay trái khủyu tay chỗ bỗng nhiên truyền đến một trận cực độ mềm mại cảm giác, lại là Trần Dương không cẩn thận, cao mất chạm đến cùi trỏ của hắn. Tiêu phàm quay đầu nhìn thoáng qua, Trần Dương gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng hướng bên cạnh thoảng qua tránh né một chút, thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Chờ, chờ, không đợi Trần Dương lấy lại tinh thần, mái nhà đại hán đã chuyển quá khứ, cách đó không xa lùm cây nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đầu xinh xắn thân ảnh nhanh như thiểm điện nhảy lên một cái, trong khoảnh khắc liền đến biệt thự cửa sau bên ngoài, ẩn thân ở cột cửa về sau. Chính là Tân Lâm, Trần Dương hít một hơi thật sâu, hai mắt kìm lòng không đặng bắt đầu hít mắt. Xem ra hôm nay thật nhìn lầm. chương 183, cực độ biến thái. Mái nhà đại hán lại quay lại, phía bên trái vừa đi đi. Ẩn thân ở cột cửa về sau Tân Lâm bỗng nhiên nhảy lên một cái, cao hơn 2 mét tường vây, không tốn sức chút nào liền lật lại. Ngay vào lúc này, mái nhà đại hán tựa hồ có cảm ứng, chợt dừng bước, hướng bên này trông lại, khi thấy Tân Lâm tiến vào hậu viện, lập tức biến sắc, còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, Tân Lâm tay một dương, ánh mặt trời vàng trói dưới, bạch quang lóe lên. Đại hán kia lập tức che cổ, nhào ngã quỷ, Tân Lâm phi thân lên, tại biệt thự tường sau bên trên một mượn lực, sinh sắn thân thể tại không trung xẹt qua một đạo mỹ diệu đường vòng cung, nhẹ nhàng hướng về biệt thự mái nhà bay đi. Biệt thự chỉ có hai tầng, mái nhà cách mặt đất cao 5-6 mét, tường vây cao hơn 2 mét, tân lâm tại trên tường rào mượn lực, lại tại lầu hai cửa sổ một mượn lực, thoáng qua ở giữa, liền muốn nhào lên lầu chót. Ngay lúc này, lầu hai cái nào đó cửa sổ bỗng nhiên mở ra, một tên đại hán xuất hiện tại cửa sổ, trong tay hàn quang lấp lóe, cầm một thanh sáng như tuyết trường đao, đại hán lập tức tung người bên trên bệ cửa sổ, vung vẩy trường đao, liền muốn hướng thân giữa không trung tân lâm đánh tới hỏng bét cách đó không xa trần dương không chịu được lên tiếng kinh hô tân lâm người giữa không trung hoàn toàn không chỗ mượn lực phần bụng chính đối đại hán hàn quang bắn ra bốn phía trường đao tình hình lập tức mạo hiểm đến cực hạn tại trần dương trong mắt tân lâm đã thân hãm tuyệt cảnh trần dương lấy tốc độ nhanh nhất nhổ súng ra khỏi vỏ cứ nói súng sẽ kinh động trong phòng những người khác nhưng trong lúc này đã không lo được nhiều như vậy cứu người quan trọng. Sau đó, Trần Dương trước mắt lại là hàn sáng lóng lánh, bén nhọn tiếng xé gió vang lên, trói mắt bạch mang, kéo lấy thật dài đuôi lửa, tại không trung chợt lóe lên. Tay cầm trường đao nam tử vừa mới nhảy lên bệ cửa sổ, trói mắt bạch mang nhàn rỗi liền đến trước mặt của hắn, nam tử thậm chí cũng không kịp có bất kỳ phản ứng nào, bạch mang trực tiếp thẳng xuất vào mắt trái của hắn. Tay cầm trường đao nam tử giống như bị người ngay ngực mãnh kích một quyền, không rên một tiếng, về sau liền ngã trùng điệp quẳng trở về nhà bên trong tân lâm vọt lên lầu chót lại nhoáng một cái liền không gặp bóng người điện quang thạch hỏa nháy mắt trần dương chỉ hoảng hốt nhìn thấy tiêu phàm ngón tay khẽ động ngay sau đó cầm đao nam tử liền bị giải quyết đạn chỉ thần thông cái này tiêu chuẩn nhất tiểu thuyết phó hiệp thuật ngữ lập tức tại trần dương trong óc nổi lên không sai chính là đạn chỉ thần thông vừa rồi cái kia đạo trí mạng bạch mang chính là tiêu phàm đạn đi ra thiên chân vạn xác Trần Dương tuyệt không hoài nghi ánh mắt của mình. Làm một tên nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, Trần Dương quan sát năng lực, hoàn toàn không phải người bình thường có thể so. Cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua, Trần Dương còn có thể khẳng định, mình vừa mới nhìn đến một màn, tuyệt đối là đạn chỉ thần thông. Cái này sao có thể? Mặc dù từ tiêu phạm ẩn thân chỗ đến biệt thự lầu hai bệ cửa sổ, thẳng tắp khoảng cách chỉ có khoảng 10 mét, tối đa cũng liền 12 mét, nhưng tại khoảng cách như vậy bên trên, lấy ngón tay bắn ra ám khí, Người chúng chết ngay lập tức, còn là vượt xa khỏi Trần Dương đối sự vụ bình thường nhận biết phạm trù. Đây chỉ là truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết, không có khả năng, Trần Dương trong đầu kêu loạn, trong lúc nhất thời đều không có cách nào bình thường tư duy. Tiêu Phàm đã vươn người đứng dậy, phóng qua ẩn thân lùm cây, trong nháy mắt liền đến biệt thự hậu viện tường vây đại môn trước đó. Tiêu Phàm không có giống Tân Lâm như thế leo tường tiến vào biệt thự, hắn là thoải mái đi tới. Trần Dương rõ ràng nhìn thấy biệt thự hậu viện tường vây cửa sắt bị một đầu đại đại dây xích sắt khóa lại hàn mang lóe lên xích sắt thô to tử lên tiếng trả lời mà ra tiêu phàm đưa tay mở cửa lớn ra quay đầu hướng trần dương chỗ ẩn thân nhìn một cái chậm rãi đi vào trần dương bỗng nhiên lung lay đầu tựa hồ muốn những cái kia loạn thất bát tạo ý nghĩ tất cả đều vãi ra hai tay cầm súng bước nhanh hướng biệt thự chạy tới nàng vừa mới đạp tiến vào biệt thự hậu viện biệt thự xa hoa khắc hoa gỗ lim cửa sau liền mở ra tân lâm thanh thú động lòng người đứng ở nơi đó. Tiêu phàm không chậm không nhanh đi gần, thấp giọng hỏi, đều giải quyết rồi. Tân lâm gật gật đầu, lạnh nhạt nói, chỉ còn lại chủ khách sảnh ba cái. Trần Dương lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm, như thế chớp mắt quang cảnh, tân lâm thế mà liền đem mái nhà cùng dưới lầu hai bên gian phòng ba cái đối thủ đều giải quyết hết, tăng thêm vừa rồi giải quyết hết hai cái, cả cái biệt thự bên ngoài phòng ngự hệ thống đã phá hủy hầu như không còn, từ Tân Lâm phát động công kích đến bây giờ, trước sau không quá mấy phút. Trần Dương đơn giản đánh giá một chút, coi như nàng đưa nàng tiểu tổ toàn bộ mang tới, mười mấy người võ trang đầy đủ, mang theo kiểu mới nhất trang bị, phải giải quyết rơi biệt thự phụ trách bên ngoài phòng ngự năm cái quốc tế phần tử phạm tội, cũng tuyệt không thể làm được như thế gọn gàng. Vận dụng súng ống hoặc là tên nỏ, kinh động trong phòng những người khác, cơ hồ là tất nhiên. Mà dưới mắt, Trần Dương đoán chừng chủ trong phòng khách ba cái phần tử phạm tội, chỉ sợ chưa ý thức được bọn hắn đồng bạn đã tất cả đều thành người chết trừ mảnh tiểu nhân ám khí trần dương không có tại tiêu phàm cùng tân lâm trên thân nhìn thấy cái khác trước tiến vào vũ khí nóng cực độ trần dương ở trong lòng cho tiêu phàm cái này tiểu bạch kiểm cùng kiều tiểu linh lung tân lâm làm ra cuối cùng bình phán tiêu phàm không thích giết người vô cực môn giáo nghĩa tuyệt đối cấm chỉ lạm sát tại ảnh hưởng của hắn dưới tân lâm mỗi lần xuất thủ cũng đều rất có chừng mực không sẽ hạ tử thủ nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ vô cực môn nhân từ tiêu phàm hiệp nghĩa tùy từng người mà khác nhau đối với cùng hung cực ác phạm án luy luy phần tử phạm tội tiêu phàm quyết sẽ không nhân từ nương tay diệt cỏ tận gốc đi thôi đi phòng khách tiêu phàm gật gật đầu nhẹ nói tân lâm không rên một tiếng đi theo tiêu phàm sau lưng trần dương bước nhanh đến phía trước cùng tân lâm sóng vai mà đi một cách tự nhiên cũng đi theo tiêu phàm sau lưng một trái một phải đúng như tiêu một thiếu thêm ra một vị thiếp thân nha hoàn Đằng phi vân xác thực còn không có phát giác được bên ngoài dị dạng không phải nàng quá chỉ độn mà là tiêu phàm cùng tân lâm động tác quá lưu loát năm tên thủ hạ đều đều là vừa đối mặt liền bị giải quyết hết thậm chí ngay cả mặt đều không có chiếu liền vô thanh vô tức chết tại tiêu phàm đạn chỉ thần thông phía dưới ai cũng không kịp cảnh báo chủ trong phòng khách có ba người tương đối mà nói trong ba người này có hai cái là không phải nhân viên chiến đấu. Một cái là đằng Phi Vân, một cái khác thì là một tên khoảng 40 tuổi thon gầy nam tử, là cái người da trắng, một cái to lớn mũi ưng, tướng mạo cùng ánh mắt đều cực độ hung ác nham hiểm, bờ môi rất mỏng. Như thế tướng mạo, nếu như đi diễn hấp huyết quỷ lời nói, cơ hồ khỏi phải bất luận cái gì trang điểm. Đây chính là cái hấp huyết quỷ. Giờ phút này cái hấp huyết quỷ lẳng lặng ngồi ở phòng khách xa hoa trên ghế salon, trong tay bưng một ly rượu đỏ hung ác nham hiểm ánh mắt theo đằng phi vân thân thể không ngừng di động đằng phi vân tại chủ trong phòng khách đi tới đi lui liền nghiêm mặt cực độ bực bội bất an nàng thực tế không nghĩ tới tiêu phàm sẽ trực tiếp treo điện thoại của nàng mà lại lập tức tắt máy rốt cuộc không đánh vào được cùng thủ đô con em thế ra liên hệ tại đằng phi vân mà nói cũng không phải một ngày hai ngày cùng nàng có gặp nhau hoàn khố nha nội số lượng không ít nhưng còn không có bất kỳ người nào giống tiêu phàm dạng này, đối nàng không chút khách khí. Đằng Phi Vân cảm giác phải tự ái của mình, nhận cực độ khiêu chiến. Đây là đằng Phi Vân muôn vàn khó khăn tiếp nhận, dù là đối phương là lão tiêu gia đích hệ tử đệ cũng không được. Lão tiêu gia uy phong huyền hách, chỉ có thể đối người nước hoa tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Đằng Phi Vân nguyên quán là châu Á, nhưng nhiều năm trước kia, nàng liền sinh hoạt ở nước ngoài, mà lại nhập ngoại quốc tịch. Thực chất bên trong đầu, nàng đã sớm không coi chính mình là làm là người nước hoa. Tại đằng phi vân trong mắt, châu Á những này hào môn thế gia tử đệ, đơn giản cũng chính là có thể bị nàng lợi dụng đối tượng. Chớ nhìn bọn họ hòa nói bên trong dạng chó hình người, một bộ cao cao tại thượng người trên người tư thế, chỉ cần một tên cô nương xinh đẹp, liền có thể để bọn hắn lộ ra nguyên hình. Cái này tiêu phàm cũng giống như vậy, tự cho là khó lường, hay là cái người xuất gia nhìn thấy Azelena còn không phải không rời nổi bước chân, chảy nước miếng lôi ra lão dài. Trang cái gì Trang, đại tỷ, an tâm chớ vội, mắt thấy đằng phi vân một mực chuyển không ngừng, hấp huyết quỷ như người da trắng nam tử cũng có chút nhịn không được, khẽ cười nói. Tiêu chuẩn tiếng phổ thông, không mang mảy may khẩu âm. Chỉ là hắn không cười còn tốt, một cười lên, thực tế quá khủng bố, lập tức cũng làm người ta nhớ tới đang chuẩn bị nhắm người mà phệ hấp huyết quỷ mở ra hắn kinh khủng huyết bồn đại khẩu. Tại nội bộ tổ chức, trừ đại lão bản, mỗi người đều tôn xưng đằng phi vân là đại tỷ. Mọi người đều biết đại lão bản đối nàng sủng ái, nhiều năm qua một mực chưa từng cải biến. Đằng phi vân dừng chân lại, nhàn rỗi chuyển qua thân thể, đối mặt hấp huyết quỷ nam tử, nhíu chặt song nghi, bực bội nói, Joseph, người nói tiêu phàm đến cùng là cái có ý tứ gì. Joseph mỉm cười lắc đầu, nói ta không biết, ta cho tới bây giờ đều không suy đoán. Ta chỉ biết, Azelena tại trong tay chúng ta, hắn nhất định sẽ hướng chúng ta khuất phục. Azelena như thế như là tiên nữ đẹp mắt nữ hài tử, không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể bỏ đi không thèm để ý. Đăng Phi Vân sắc mặt lúc này mới thoáng đẹp mắt một điểm, nói, người nói đúng, không hổ là chuyên gia đàm phán. Chỉ cần Azelena còn tại trong tay chúng ta, không sợ hắn không đầu hàng. Đại tỷ, bình thường đến nói, một cái nam nhân biểu hiện được 10 điểm cường ngạnh, chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn ngoài mạnh trong yếu, đang hư trương thanh thế. Thứ hai, hắn đạt được chỗ tốt còn chưa đủ. Joseph mỉm cười phân tích nói, Đăng Phi Vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói có đạo lý. Xem ra hắn có thể là muốn hướng chúng ta lại muốn điểm chỗ tốt. Những thế gia tử đệ này, đều là như vậy đức hạnh, tận dụng mọi thứ, nhạn qua nhổ mau. Joseph, vậy ngươi nói một chút nhìn, hắn khả năng muốn cái gì chỗ tốt. Joseph tiếp tục mỉm cười, lắc đầu, nói, đại tỷ, ta không biết. Nhưng là, hắn sẽ nói cho chúng ta biết căn cứ kinh nghiệm của ta đến phân tích chỉ cần xong mới có thể đạt thành nhất trí điều kiện liền có thể tiếp tục hợp tác hừ liền xem như tiếp tục hợp tác ta cũng muốn giáo huấn một chút hắn để hắn hiểu được chút quy củ hắn quá vô lễ đăng phi vân hừ lạnh một tiếng cắn hàm răng nói trên mặt lại hiện lên một vòng phẫn nộ chi ý đăng tiểu thư người dự định muốn như thế nào giáo huấn ta đây đúng lúc này tiêu phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên, ấm và bình tĩnh, phảng phất hắn liền đứng tại đằng phi vân bên người. Ai, đằng phi vân giật nảy cả mình, kêu lên, liên tục không ngừng nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy tiêu phàm cái bóng. Một mực đứng hầu ở bên một gã đại hán, thả người ngăn ở đằng phi vân phía trước, khẩn trương vô cùng tiếp cận chủ khách sảnh đại môn. Oanh, chủ khách sảnh khắc hoa gỗ lim đại môn bỗng nhiên bay lên. Bụi mù nổi lên bốn phía. Chương 184, đàm phán. Bảo tiêu đại hán vừa định có hành động, bạch quang lóe lên, liền rú lên một tiếng, lập tức che ít hầu, ngã xuống đất. Đăng phi vân cả kinh liền lùi lại mấy bước, sắc mặt đại biến. Bụi bằm tan hết, tiêu phàm, tân lâm cùng Trần Dương thân hình hiển hiện ra. Hôm nay chứng kiến quá nhiều kỳ tích, Trần Dương đã chết lặng. Nàng rõ ràng không nhìn thấy tiêu phàm xuất thủ, cứ như vậy đi qua, chủ khách sảnh hai phiến dày đặc đại môn liền đột nhiên bay ra ngoài. Trong chấp nhóm này, ngay cả Tân Lâm bước chân đều dừng một chút. Trần Dương càng là cảm thấy một cỗ to lớn cự lực đập vào mặt, sát na liền lùi lại hai bước, hô hấp không thông suốt. Trần Dương mình cũng nội công, đây là gia truyền, chính là bởi vì có cực tốt nội công cùng vốn võ thuật, tiến vào an toàn bộ môn làm việc về sau. Trần Dương các hạng đặc kỹ huấn luyện đều đều đứng hàng đầu, rất nhanh liền trổ hết tài năng, đạt được lãnh đạo cấp trên cao độ coi trọng. Nhưng Trần Dương tuyệt đối không hề nghĩ tới, nội công có thể đến trình độ kinh khủng như vậy niệm động lực sinh, kinh thiên động địa, đăng phi vân chưa lấy lại tinh thần, tiêu phàm đã đến phụ cận. Joseph con người màu xanh lam nhẹ nhàng có rút lại một chút. Tại nhìn thấy tiêu phàm nháy mắt, Joseph liền biết đại tỷ phạm cái sai lầm, phạm một cái rất đáng sợ sai lầm người đàn ông trẻ tuổi này, nước Cộng hòa một cùng đại hào môn đích trưởng tôn, tuyệt đối là cái đỉnh tiêm cao thủ. Joseph không có ham muốn qua đông phương võ thuật, lại là vị một cùng một quyền thuật hảo thủ. Tiêu phàm động tác, Nhìn qua vĩnh viễn là như vậy dù bận vẫn ung dung, cũng bất quá trong nháy mắt, liền từ cổng đến trước mặt. Đây mới thực sự là cao minh cảnh giới, buồn cười đại tỷ còn muốn lấy muốn giáo huấn người ta. Nếu như Joseph sớm một chút nhìn thấy Tiêu Phàm, như vậy hắn 100% sẽ không ở nơi này ngồi cùng Tiêu Phàm tới cửa, kia là chờ chết. Lấy Tiêu Phàm thân thủ, bên ngoài phụ trách cảnh giới 5 người hoàn toàn không cần hỏi lại, hạ chàng sẽ không so đổ vào đằng phi vân dưới chân tên kia đại hán tốt hơn chỗ nào khoan dung không xuất thủ, xuất thủ bất dung tình, như là đã không để ý mặt mũi, tiêu phàm nhất định sẽ không sau lưng mình lưu lại nửa điểm uy hiếp. Cường giả xuất thủ, chính là như vậy phong cách, điển hình bá chủ phong cách. Lấy thực lực tuyệt đối chấn nhiếp đối thủ, không dám hưng khởi mảy may lòng kháng cự. Tiêu, tiêu tiên sinh, thật lâu, đằng phi vân mới rốt cuộc chậm quá mức, lắp bắp nói, trên mặt tận lực gạt ra mỉm cười. Người ngồi xuống, tiêu phàm quay đầu nhìn nàng một chút, từ tốn nói, À, à, tốt tốt, Đăng Phi Vân không cần suy nghĩ, vội vàng tại một bên ghế sofa bên trong ngồi xuống, cố gắng thẳng tắp thân eo, nghĩ để cho mình ngồi đoan chính một điểm, bất kể như thế nào. Đằng Phi Vân phải gìn giữ mình làm đại tỷ một điểm cuối cùng phong độ. Tiêu tiên sinh, đây, đây là cái lầm hội. Đằng tiểu thư, từ giờ trở đi, ngươi ngậm miệng lại, không cho nói, không có đạt được ta cho phép, ngươi cũng không được lộn xộn. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nàng, từ tốn nói ngữ khí lại là không thể nghi ngờ đăng phi vân lập tức đóng chặt lại miệng không dám tiếp tục phát ra nửa điểm thanh âm nàng hiện tại rốt cục ý thức được mình phạm sai lầm lớn gây một cái tuyệt đối không nên dây vào người nàng tin tưởng tiêu phàm nói được làm được tại cúp máy điện thoại của nàng trước đó tiêu phàm liền đã cảnh cáo nàng hậu quả rất nghiêm trọng quả nhiên tân lâm vẫn như cũ lặng yên đứng tại tiêu phàm sau lưng trần dương lúc đầu dự định ngồi xuống thấy tân lâm bộ dáng như vậy do dự một chút, cuối cùng không có ngồi xuống, còn cùng vừa rồi đồng dạng, cùng tân lâm sóng vai đứng thẳng, đứng tại tiêu phàm sau lưng. Cái này cái nam nhân từ bên trong mà bên ngoài bạo phát đi ra kia cỗ khí phách, chẳng những chấn trụ đối thủ, cũng chấn trụ Trần Dương. Cùng đằng phi vân đồng dạng, Trần Dương ý thức được mình phạm sai lầm rất nghiêm trọng. Có chút nam nhân, mặc kệ hắn bên ngoài đồng hồ cỡ nào nhã nhặn nhu hòa, người mãi mãi cũng không thể xem thường hắn. Từ Trần Dương ký sự bắt đầu, còn chưa hề có bất kỳ nam nhân nào cho nàng tạo thành khổng lồ như thế rung động may mắn nàng không phải tiêu phàm địch nhân đây là duy nhất có thể để cho trần dương cảm thấy an tâm joseph khe khẽ thở dài hắn biết đại tỷ trêu ra cái này đại phiền toái nên do hắn ra mặt tới thu thập đáng tiếc là có thể hay không thu thập làm cho thỏa đáng hắn bây giờ không có nắm chắc nửa phần nắm chắc đều không có làm tập đoàn thủ tịch chuyên gia đàm phán Joseph chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, có như thế cảm giác vô lực. Gặp phải đối thủ thực tế quá mạnh, nhất là tại châu Á quốc cảnh bên trong, lão Tiêu nhà tuyệt đối là kinh khủng nhất quái vật khổng lồ một trong. Tội gì Tiêu Phàm bản thân đã cường hãn phải dạng này không hợp thói thường. Tiêu tiên sinh, ta gọi Joseph là tập đoàn công ty chuyên gia đàm phán. Azelena không ở nơi này, mắt thấy Tiêu Phàm ánh mắt quét tới, Joseph thẳng tắp thân thể, chậm rãi nói quả nhiên không hổ là chuyên gia đàm phán mới mở miệng liền thẳng đến trọng điểm trước mắt tình huống này tiêu phàm đã triệt để trưởng khống cục diện joseph mặc dù là một cùng một quyền thuật hảo thủ tại kiến thức tiêu phàm vừa rồi uy thế về sau đã sớm đem ý động thủ chìm xuống hắn đánh không đi ra riêng là tiêu phàm một cái hắn liền tự nghĩ không phải là đối thủ huống chi hắn vừa rồi thấy nhất thanh nhị sở ra tay giết rơi đằng phi vân cái kia tráng hán bảo tiêu là tiêu phàm sau lưng cái kia dáng người kiều tiểu linh lung cô gái trẻ tuổi. Vô thanh vô tức liền đem bên ngoài phụ trách cảnh giới 5 người giết không còn một mống, bọn hắn gần trong gan tất lại không hề có cảm giác. Như thế thực lực, tuyệt không phải một mình hắn có thể đối kháng được. Không cần phải nói bên người còn có đằng phi vân dạng này một cái vướng víu. Cùng nữ nhân bình thường tướng so, thậm chí cùng phổ thông nam nhân tướng so, đằng phi vân cũng coi như phải là cao thủ, hai ba tên tráng hán, chưa chắc là đối thủ của nàng nhưng ở tiêu phàm trước mặt nàng chính là cái vướng víu tiêu phàm nếu như muốn giết nàng nàng không có khả năng có nửa phân chống đỡ chi lực đem đằng phi vân vứt xuống tự mình một người chạy mất cái này tựa hồ là cái lựa chọn tốt nhưng joseph nghĩ đều chưa từng nghĩ như vậy qua nếu là hắn thật như vậy làm như vậy thiên hạ dù lớn sợ rằng sẽ lại khó có đất dung thân đại lão bản tuyệt đối sẽ không tha thứ loại này hèn nhát cùng phản bội hành vi phát sinh đối với lớn thủ đoạn của lão bản cùng thực lực không ai so Joseph hiểu rõ ràng hơn. Joseph mày may cũng không muốn đi nghiệm chứng một chút, hắn phải chăng có thể trốn được đại lão bản truy sát. Hiện tại duy nhất có thể đối tiêu phàm tạo thành uy hiếp, để hắn có chỗ cố kỵ, chỉ có Azelena. Xung quan giận dữ vì hồng nhan, Joseph đọc qua câu thơ này từ, hắn hoàn toàn có thể lý giải tiêu phàm hiện tại phẫn nộ, không có nam nhân kia có thể khoan dung người khác cầm nữ nhân mình yêu thích đến uy hiếp chính mình. Nhất là tiêu phàm loại này cường đại chi cực nam nhân. Ta biết, tiêu phàm lạnh nhạt đáp, tựa hồ đã sớm dự nghĩ tới điểm này, không có chút nào vẻ kinh ngạc. Joseph liền trệ một chút, xanh thẳm đôi mắt lập lè tỏa sáng, hiển nhiên đầu óc của hắn ngay tại cao tốc vận chuyển. Tiêu phàm biết rõ Azelena không ở nơi này, lại trực tiếp giết đến tận cửa, hắn mục đích ở đâu. Làm chuyên gia đàm phán, điểm trọng yếu nhất chính là phân tích tâm lý đối phương. Đối phương muốn cái gì, kiêng kỵ cái gì, hai cái này là phân tích tâm lý trọng điểm chỉ cần thăm dò ý đồ của đối phương bất kỳ cái gì đàm phán đều có thể thuận lợi đạt thành mục tiêu tiêu tiên sinh thật xin lỗi chúng ta sai chốc lát Joseph xếp thấp giọng nói ngữ khí cùng thần sắc đều phi thường thành khẩn cùng tiêu phàm dạng này người đàm phán Joseph xếp biết mình không thể suy nghĩ quá lâu suy nghĩ thời gian càng dài càng hiển ra bản thân xu hướng suy tàn tâm lý đối phương ưu thế càng rõ hiển đàm phán cũng cùng tác chiến đồng dạng khí thế rất trọng yếu Joseph xếp nhớ được châu Á có một vị nổi tiếng nhà quân sự đã từng nói một đoạn nổi tiếng trích lời, phu chiến, dũng khí. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Khí thế bên trên thua, cuộc chiến này cũng liền khỏi phải đánh. Hiện tại tiêu phàm chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn khống chế cục diện, điệu thấp là nhất định. Trước thành khẩn nhận sai nói xin lỗi, có lẽ còn có thể chiếm được một điểm đồng tình, để tiêu phàm hạ thủ lưu tình. Tiêu phàm chậm rãi nói, ta không phải đến cùng các người đàm đúng sai. Joseph tiên sinh, mời ngươi lập tức thông chi chủ nhân của ngươi. Trong vòng 24 giờ, ta muốn gặp được Azelena, mà lại hắn nhất định phải cam đoan Azelena không có có nhận đến nửa điểm thương tổn. Nếu không, ta đem khai thác càng thêm nghiêm khắc trả thù biện pháp. Azelena nhận bất cứ thương tổn gì, ta đều sẽ gấp 10 hoàn trả. Được rồi, tiêu tiên sinh, cái này ta ngay lập tức sẽ chuyển đạt. Joseph không chút do dự liền đáp ứng, trong lòng âm thầm thở phào một cái. Chỉ cần tiêu phàm nguyện ý ra điều kiện, vậy liền rất tốt. Chỉ ít tại nhìn thấy Azelena trước đó, hắn cùng đằng phi vân tạm thời là an toàn. Hắn cùng đằng phi vân trước mắt chính là tiêu phàm trong tay con tin, cùng hắn đại lão bản có kè mặc cả thẻ đánh bạc. Không có đạt thành mục đích, tiêu phàm sẽ không dễ dàng giết con tin. Joseph lúc này lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu quay số điện thoại. Điện thoại một nhóm liền thông, lão bản joseph rất kính cẩn gọi một tiếng joseph chuyện gì có phải là tiêu phàm cần đàm phán điện thoại bên kia truyền tới một trầm thấp giọng nam joseph cười khổ một tiếng nói đúng vậy lão bản tiêu tiên sinh bây giờ đang ở biệt thự của chúng ta ở trước mặt ta đừng liệt khoa phu bọn hắn đều chết rồi chỉ có ta cùng đại tỷ còn sống điện thoại bên kia lập tức không một tiếng động sau một lát mới lên tiếng bọn hắn đến mấy người xuất động quân đội rồi. Không có, liền ba người, trừ tiêu tiên sinh bên ngoài, còn có hai vị tiểu thư xinh đẹp. Không có sử dụng vũ khí nóng, đừng liệt khoa phu là bị phi đao giết chết. Đằng sau câu này, là nhất định phải bổ sung. Câu nói này nói chuyện, lão bản lập tức liền có thể đạt được hai cái kết luận. Thứ nhất, tiêu phàm lực chiến đấu của bọn hắn rất. Thứ hai, không có xuất động quân đội. Chính quy bộ đội đặc trùng hoặc là đặc công xuất chiến, bình thường đều sẽ vận dụng vũ khí nóng, mà không phải phi đao loại này cổ lão vũ khí. Lấy vũ khí lạnh cùng đừng liệt khoa phu bọn người giao chiến, bình thường cũng sẽ không là cái gì tốt chủ ý. Điện thoại bên kia lại rơi vào trầm mặc hiển nhiên, đại lão bản cần một chút thời gian đến ước định hắn gặp phải cục diện. Hắn cũng có chút ý không ngờ được, thế cục bỗng nhiên ở giữa liền trở nên như thế không xong. Tốt ra, hắn có điều kiện gì? Chốc lát, đại lão bản trầm thấp hỏi, ngữ khí hay là rất bình tĩnh. Tiêu tiên sinh yêu cầu, trong vòng 24 giờ, hắn muốn gặp được Azelena. Joseph trí nhớ siêu quần, đem tiêu phàm vừa rồi kia đoạn lời nói, một chữ không lò thuật lại cho đại lão bản. Có thể, đại lão bản không chút do so dự, lập tức đáp, Joseph lần nữa nhẹ nhàng thở phào một cái. chương 185, thần kỳ đông phương võ thuật. Joseph vừa mới để điện thoại xuống, Trần Dương điện thoại liền chấn vang lên. Trần Dương liền vội vàng đem điện thoại lấy ra xem xét, lập tức biến sắc, trần chờ không có ấn nút tiếp nghe khóa. Tiêu phàm nghiêng đầu lại, nhẹ giọng hỏi, là các người bộ bên trong đánh qua gọi điện thoại tới. Ừm, là nhà cục trưởng, chúng ta hai ván. Trần Dương vội vàng đáp, sắc mặt thoảng qua có chút mất tự nhiên. Đoán chừng là đồng bạn của nàng tiểu cao thấy tình huống không đúng, hướng cục lãnh đạo làm báo cáo. Lão tiêu gia đích trưởng tôn tự mình đi đối phó quốc tế phần tử phạm tội, vô luận như thế nào đều phải hướng cục lãnh đạo báo cáo. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn thật đảm đương không nổi trách nhiệm. An toàn bộ môn hai ván, tiêu phàm tự nhiên biết là phụ trách phương diện nào. Hai ván tại an toàn bộ môn nội bộ sắp xếp như thế gần phía trước, nó trọng yếu họ không cần nói cũng biết. Hai ván cục trưởng nhạc thu phong, tiêu phàm cũng đã được nghe nói. Tiêu phàm nghĩ nghĩ, hướng Trần Dương vươn tay, nói, điện thoại cho ta. Trần Dương lập tức liền đưa điện thoại di động đưa tới, nàng đang giàu không biết nên như thế nào hướng nhà cục trưởng giải thích đâu càng là tranh cường háo thắng họ cách, thì càng sợ hãi bị phê bình bình. Trần Dương, chuyện gì xảy ra? úm, người thật to gan, tiêu phàm vừa một ấn nút tiếp nghe khóa, bên kia liền vang lên một người trung niên nam tử gào thét, thanh âm chấn động màng nhĩ, tiêu phàm không thể không đem ống nghe rời chút. Tại sao không nói chuyện? Tâm điếc rồi, mau nói, hiện tại tiêu phàm ở nơi nào, hắn tình huống thế nào? Nhạc thu phong tiếp tục gào thét như sấm, trong giọng nói, mang theo rõ ràng lo nghĩ bất an nhạc cục trưởng, ta là tiêu phàm, ta rất tốt, cảm ơn người quan tâm. Cùng nhạc thu phong thở đứng không, tiêu phàm chậm rãi nói, ngữ khí bình thản. Điện thoại bên kia lập tức cũng không có thanh âm, nhạc thu phong thực tế không nghĩ tới, là tiêu phàm trực tiếp nghe điện thoại. Tiêu trưởng phòng, người tốt, ta, ta là nhạc thu phong. Chốc lát, trong loa lại vang lên lần nữa nhạc thu phong thanh âm, hiển nhiên nhạc thu phong cũng ngay tại tổ chức từ ngữ. An toàn bộ hai ván cục trưởng, tại toàn bộ hệ thống an toàn đều là cái nhân vật không tầm thường, tiêu phàm cố nhiên là lão tiêu gia đích hệ tử đệ, nguyên bản nhà thu phong cũng không đến nỗi khẩn trương như vậy, mấu chốt hôm nay việc này, thật là có chút hiểu lầm. An toàn bộ môn đặc công, truy tung tiêu lão cháu trai hành tung, nghe lén điện thoại của hắn, một khi lan truyền ra ngoài, nhà thu phong thực tế không tiện bàn giao. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, tiêu trưởng phòng, người bây giờ tại vị trí nào, ta lập tức chạy tới. Nhạc Thu Phong dù sao không phải nhân vật bình thường, rất nhanh liền điều chỉnh tốt ý nghĩ của mình, rất khách khí nói. Tiêu Phàm nói, nhà cục trưởng, như vậy đi, chuyện bên này, ta cơ bản xử lý xong, người không cần vội vã tới. Ta đợi chút nữa đi bộ bên trong bái phỏng, chúng ta ở trước mặt nói một chút. Hảo hảo, hoan nghênh hoan nghênh, Nhạc Thu Phong cũng là vô cùng có quyết đoán, nghe Tiêu Phàm ngữ khí, tựa hồ cũng không có đặc biệt đừng nóng giận ý tứ, trong lòng trước liền bình yên mấy phân, lập tức đáp ứng. Trước mắt tốt nhất sách lược chính là chờ lấy Tiêu Phàm chủ động đưa yêu cầu, Nhạc Thu Phong có thể thỏa mãn liền tận lực thỏa mãn, chỉ cần có thể đem chuyện này hóa giải mất là được. Tiêu Phàm cúp điện thoại, mặt hướng Joseph. Joseph vội vàng rất thẳng người, rất chân thành nhìn qua Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cùng nhạc cục trưởng đối thoại, hắn nghe được rất rõ ràng, Trần Dương đối Nhạc Thu Phong giới thiệu, hắn càng thêm nghe được rất rõ ràng hai ván cục trưởng Joseph đương nhiên biết Nhạc Thu Phong là cái nào hai ván cục trưởng. Nghe Tiêu Phàm cùng Nhạc Thu Phong đối đáp, Joseph mới xem như yên lòng. Xem ra Azelena tại Tiêu Phàm trong lòng, quả nhiên phân lượng cực nặng, Tiêu Phàm cự tuyệt cường lực cơ quan nhúng tay việc này. Chỉ cần không khỏi an toàn bộ môn đến tham gia, tình huống như vậy không coi là hỏng bét tới cực điểm, còn có chỗ để đàm phán. Joseph tiên sinh, chúng ta muốn đổi chỗ khác, tốt, hết thảy đều nghe theo Tiêu tiên sinh an bài. Joseph không có nửa điểm ý kiến, liền thế cục trước mắt mà nói, tốt nhất cách đối phó chính là hết thảy đều dựa theo tiêu phàm phân phó đi làm, 10 triệu không thể chọc giận hắn, để tránh phức tạp. Trần Dương sáng ra tay còng tay, tiêu phàm lắc đầu, nói, người còng lại nàng, cái này còng tay đối với hắn không dùng. Joseph lại cười khổ một cái, tiêu phàm quả thật liệu địch như thần, dạng này phổ thông còng tay, đừng bảo là một bộ, chính là cho hắn còng lại 10 bộ, cũng không hề có tác dụng hắn có là biện pháp trong thời gian ngắn nhất đem còng tay mở ra. Trần Dương cũng không nhiều hỏi, trực tiếp quá khứ, cùng cục một tiếng, còng lại đằng Phi Vân. Từ đầu đến cuối, đằng Phi Vân đều không có kháng cự, càng không có nói nửa chữ. Nàng thực tế không dám vi phạm tiêu phàm chỉ lệnh, có lẽ tiêu phàm chỉ là hù dọa nàng, nhưng nàng một chút đều không muốn đi nghiệm chứng mình phỏng đoán phải chăng chuẩn xác. Một khi phỏng đoán sai, hậu quả khá là nghiêm trọng. Joseph tiên sinh, nhìn ra được ngươi là quyền thuật hảo thủ, cho nên tiếp xuống khoảng thời gian này, ngươi muốn ủy khuất một chút." Tiêu Phàm từ tốn nói, hết thảy lấy tiêu tiên sinh ý chí làm chuẩn, Tiêu Phàm đứng dậy, đi tới Joseph bên người, trong tay hàn quang lóe lên, nhiều một viên liễu diệp tiểu đao, Joseph còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trên thân có chút nhói nhói, lập tức liền cảm thấy huyết dịch cả người tựa hồ cũng trở nên cực kỳ đặc dính, lưu động không thông suốt, tất cả lực lượng đều bị giam cầm ở tiêu tiên sinh, cái này, đây chính là trong truyền thuyết, Đông phương võ thuật điểm nguyệt sao? Joseph vừa hãi vừa sợ, cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Dạng này kỳ diệu cảm giác, hắn hay là lần đầu nếm thử. Joseph tiên sinh đối Đông phương võ thuật hiểu rất rõ nha. Không dám không dám, chỉ là nghe thấy, không nghĩ tới thật sự có loại này thần kỳ võ thuật. Bội phục, bội phục, cái này lớn lên giống hấp huyết quỷ nói tai man người, tại Hán ngữ bên trên tạo nghệ sắc thực không thấp còn vẻ nho nhã cho tiêu phàm khoe chữ. Trần Dương nhịn không được có chút buồn cười, bất quá nụ cười kia lóe lên liền biến mất, lập tức lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay việc này, thế mà lại là kết quả như thế, hoàn toàn ý không ngờ được. Già nhi, người dẫn hắn hai đi trước, ta đi hai ván nhìn một chút nhà cục trưởng. Ừm, Tân Lâm nhẹ gật đầu, lập tức áp lấy Joseph cùng đằng phi vân hướng bên ngoài biệt thự vừa đi đi, đem xe Mercedes chìa khóa lưu cho tiêu phàm, từ trong biệt thự lái đi một đài xe van. To lớn biệt thự, lập tức trở nên yên tĩnh. Trần Dương liếc qua ngã trên mặt đất đại hán, máu đen đã chảy xuôi một chỗ, mùi máu tanh gai mũi. Trần Dương không khỏi nhíu nhíu mày lại, nói, nơi này làm sao bây giờ? Tiêu phàm một bên đi ra ngoài, vừa nói, không sao, nơi này rất vắng vẻ, có rất ít người đến, nhất thời bán hội không có người sẽ phát hiện dị thường. Đồng nghiệp của ngươi sẽ đến thanh lý hiện trường. Trần Dương yên lặng đi theo tiêu phàm sau lưng, Hỏi, ngươi vì cái gì cự tuyệt chúng ta tham dự? Dù sao có chúng ta tham dự lời nói, hệ số an toàn cao hơn một chút, ngươi cũng không cần thiết mạo hiểm. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp, ta sợ bọn họ chó cùng rứt dậu, ta nhất định phải bảo đảm Azelena an toàn. Trần Dương cắn cắn kiểu diễm môi đỏ, bỗng nhiên lại hỏi, ngươi thật như vậy thích cái kia Azelena sao? Tiêu Phàm chậm rãi hướng về phía trước, không có vội vã trả lời vấn đề này, ra biệt thự cửa sau, mới nhẹ nói, nàng là vô tội ta không hy vọng nàng lại nhận tổn thương gì. Trần Dương lại cắn môi một cái, nhìn qua tiêu phàm bóng lưng, không nói gì thêm. Như mê nam nhân, rất nhanh, hai người liền trở lại phía sau sườn núi nhỏ, leo lên xe Mercedes, hướng thành khu chạy tới. Cùng tiêu phàm đi tới nhạc thu phong văn phòng, đã qua đi tới một giờ. Cái này một giờ đối với nhạc thu phong đến nói, tương đương gian nan. Trên cơ bản, hắn chính là trong phòng làm việc xoay quanh tử, trong cái gạt tàn thuốc đầu màu thuốc lá, lấy tốc độ cực nhanh trồng chất. Không biết tiêu phàm sẽ là cái thái độ gì, khi cửa ban công bị gõ vang thời điểm, nhạc thu phong cơ hồ là tiểu chạy tới mở cửa. Tiêu phàm đứng tại cửa ra vào, Trần Dương đứng tại phía sau hắn, cúi đầu, không dám nhìn tới nhạc thu phong con mắt. Xem chừng nhà cục trưởng thật rất tức giận, bất quá nhạc thu phong hiện tại không để ý tới gian dậy nàng, cười ha hả hướng tiêu phàm vươn hai tay, luôn miệng nói, chào ngươi chào ngươi, tiêu trưởng phòng, hoan nghênh, hoan nghênh. Tiêu phàm mỉm cười cùng nhạc thu phong bắt tay, đến, tiêu trưởng phòng, mời tiến vào, mời tiến đến ngồi. Tạ ơn nhà cục trưởng, tiêu phàm hồi phục ôn tồn lễ độ thần sắc, ai có thể nghĩ đến, ngay tại một giờ trước, có sáu cái cùng hung cực ác phần tử phạm tội, chết tại hắn cùng tân lâm trong tay. Nhạc thu phong đem tiêu phàm nghênh đến đãi khách ghế sofa khu ngồi xuống. Tương đối quốc gia khác các bộ và ủy ban trung ương chính ván cấp cán bộ mà nói, nhạc thu phong văn phòng hơi có vẻ hẹp tiểu chút. Bất quá trong phòng bố trí đơn giản thanh thoát, không mất cứng rắn tác phong. Không đợi nhà cục trưởng phân phó, Trần Dương chủ động xung làm phục vụ viên, cho tiêu phàm dâng lên nước trà, lại đem nhạc thu phong chén nước đầu quá khứ. Nhạc thu phong trừng mắt, cả giận nói, Trần Dương, người A, liền là ưa thích tự tác chủ trương. Trần Dương vội vàng cúi đầu xuống, làm ra khiêm tốn tiếp nhận phê bình dáng vẻ, linh xảo đầu lưới cực nhanh liếm một chút mình môi dưới, lại cực nhanh thu về. Tiêu Phàm khoát tay áo, nói: nhà cục trưởng, chuyện này cũng không trách Trần khoa trưởng, nàng cũng là tại thực hiện chức trách của mình." Ngữ khí không chậm không nhanh, ôn hòa rộng lượng, Nhạc Thu Phong bận biểu tức nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là chừng Trần Dương một chút. Trần Dương đầu rủ xuống phải thấp hơn, "Tiêu trưởng phòng, thật xin lỗi a, à, đây chính là cái hiểu lầm." Tiểu Trần vừa tới chúng ta bộ bên trong đi làm không bao lâu, phương diện kinh nghiệm có khiếm khuyết mời tiêu trưởng phòng nhiều hơn tha thứ lời nói này thật tốt không uyển chuyển tiêu trưởng phòng lúc này a à, căn bản chính là trần dương tên tân binh này viên tại hồ nháo nàng không hiểu quy củ tuyệt không phải chúng ta trong cuộc muốn nhằm vào ngươi tiêu trưởng phòng càng không phải là muốn nhằm vào lão tiêu nhà tiêu phàm cười cười nói nhà cục trưởng ta có cái yêu cầu tiêu trưởng phòng thỉnh giảng chuyện này tạm thời do ta đến xử lý quý ván không muốn tham dự chờ ta xử lý xong về sau vụ án này đến tiếp sau phải làm thế nào điều tra và giải quyết từ quý ván tiếp nhận ta sẽ không lại tham dự vào có thể chứ không có vấn đề hết thảy đều dựa theo tiêu trưởng phòng an bài đến xử lý nhạc thu phong cũng rất sảng khoái một ngụm liền đáp ứng lập tức lại hỏi tiêu trưởng phòng có cần chúng ta hiệp trợ địa phương sao yêu cầu khác không có cái kia hiện trường mời nhạc cục trưởng phái người dọn dẹp một chút không muốn gây nên không tất yếu khủng hoảng đương nhiên đương nhiên cái này chúng ta khẳng định sẽ dọn dẹp xong. Vậy là tốt rồi, tạ ơn nhà cục trưởng, không khách khí không khách khí. Nhạc Thu Phong rốt cuộc thoáng qua an tâm, cứ như vậy điều kiện, quá dễ làm, thực tế là có chút ra ngoài ý định. Chương 186, Uyển Thiên Thiên khả năng gặp được phiền phức. Chỉ thủy xem mật thất, Tiêu Phàm không giống như ngày thường ngồi xếp bằng, mà là tại tàng kinh thất đọc qua điển tịch. Tại Khánh Nam trong núi sâu 6 tháng điều dưỡng, tiêu phàm chịu nội thương cơ bản khỏi hẳn, chân khí trong cơ thể vẫn như cũ tràn đầy, đoán chừng không bao lâu, liền có thể khôi phục tại hạo nhiên chính khí phía trên tu vi. Hắn hiện tại chính thức phiền phức ở chỗ thuật pháp cảnh giới bên trên rơi xuống. Đây là nói tổn thương, chỉ dựa vào tính tọa suy nghĩ, trong thời gian ngắn khó mà phục hồi như cũ, y theo ban đầu con đường lại tu luyện từ đầu đến luân hồi tướng cảnh giới viên mãn, không có 3 năm năm công phu là khả năng không lớn. Tiêu phàm những này thời gian, một bên lịch hồng trần kiếp, một bên đọc qua vô cực thuật tà ngãn như yên hải điển tịch, ý đồ tìm tới một đầu mặt khác tu luyện con đường, khôi phục nhanh chóng tại thuật pháp bên trên tu vi. Tiêu phàm chủ yếu đang tìm kiếm luân hồi thiên thất lạc thiên trương manh mối. Từ vô cực môn đời thứ 36 trưởng giáo bắt đầu, bởi vì luân hồi thiên độ dài tán giật, lịch đại vô cực môn trưởng giáo chân nhân cùng môn hạ đệ tử kiệt xuất, đang tu luyện luân hồi tướng thời điểm, cố nhiên hữu hơn 10 vị tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhưng tiêu phàm căn cứ tự thân tình huống đến phỏng đoán chỉ sợ những tổ sư này tu luyện tới cái gọi là cảnh giới viên mãn đều là có thiếu nhiều nhất là tu luyện tới tiểu cảnh giới viên mãn không phải chân chính cảnh giới đại viên mãn dù sao luân hồi kia có gần hai thành độ dài không tại cái này thất lạc thiên chương chư vị tu luyện luân hồi tướng vô cực môn truyền nhân chỉ có thể dựa vào mình cảm mộ đi tiến hành phỏng đoán nói cách khác bằng tưởng tượng đang tu luyện cái này đương nhiên cũng vẫn có thể xem là một loại tốt phương pháp vô cực môn truyền thừa, vốn chỉ tại không ngừng hoàn thiện bên trong, lịch đại tổ sư đều tại hoàn thiện bản giáo truyền thừa. Cho nên lưu truyền đến nay, có quan hệ luân hồi thiê phương pháp tu luyện, ngược lại so độ dài tán giật trước đó còn nhiều hơn. Nhưng những này từ lịch đại tổ sư cùng kiệt xuất môn nhân dựa theo mình cảm ngộ biên soạn ra đến độ dài, đều tồn tại một cái cộng đồng vấn đề không có hệ thống họ, rất khó thay thế nguyên văn. Thật giống như nuôi ong người, tại mùa đông mật hoa rất ít thời điểm, lấy nước chè thay thế mật hoa nuôi nấng ong mật, cũng có thể sống qua ngày đông giá rét. Nhưng cho ăn nước chè ong mật cất chế ra mật ong, nó chủ yếu thành phân hay là đường trắng, không phải chân chính mật ong. Cùng thu thập thiên nhiên mật hoa nhưỡng tạo nên mật ong, có bản chất khác nhau. Nếu có thể tìm tới luân hồi thiên tán giật độ dài nguyên văn, dù là chỉ tìm tới một bộ phân, tiêu phàm cho rằng, đối với mình lại tu luyện từ đầu về luân hồi tướng cảnh giới viên mãn, nhất định sẽ có lớn lao giúp ích. Tại nguyên văn bên trong, có lẽ có thể tìm tới cái khác càng thêm hữu hiệu tu luyện con đường tiêu phàm thậm chí phỏng đoán nếu như có thể dựa theo cổ pháp đem luân hồi tướng tu luyện tới chân chính không thiếu sót cảnh giới đại viên mãn có lẽ thật sự có thể đẩy ngược thiên nhân tướng chỉ ít cũng có thể lược quy môn kính tỷ như trước đó hắn cùng vô cực môn lịch đại tổ sư đồng dạng lấy độ dài không hoàn toàn luân hồi thi âm luân hồi tướng tu luyện tới có thiếu cảnh giới viên mãn so sánh với không phải cảnh giới viên mãn liền có khác nhau rất lớn mặc dù không phải chân chính không thiếu sót đại viên mãn cảnh, cũng có thể phát huy ra rất lớn uy lực. Lấy không thiếu sót đại viên mãn luân hồi cảnh đẩy ngược thiên nhân cảnh, dù coi như không phải chân chính thiên nhân cảnh, nghĩ đến uy lực hay là không nhỏ, có lẽ có thể phát huy ra chân chính thiên nhân tướng 4, 5 phần 10 uy lực cũng chưa biết chừng. Chỉ là, vô cực chín tướng thiên độ giải tán giật không phải một ngày hai ngày, mà là hơn một ngàn năm. Cái này hơn một ngàn năm đến, lịch đại trưởng giáo tổ sư cùng môn hạ đệ tử kiệt xuất, Ai chưa từng dốc hết toàn lực tìm kiếm thất lạc thiên chương? Hơn một ngàn năm không thu hoạch được gì, bây giờ muốn tìm về những này thiên chương, nói nghe thì dễ. Nhưng tiêu phàm cũng cho rằng, mọi thứ không thể cua đúa cả nắm. Xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật hưng thịnh, giao thông phát đạt, nhất là tin tức sản nghiệp cao độ phát triển, đều lúc trước không có tiện lợi điều kiện. Đổ về đi mấy chục năm, coi như tại sư phụ hắn chỉ thủy tổ sư vị trí niên đại, muốn ra lội xa nhà thực tình không dễ dàng. Đường cái giao thông, đường sắt giao thông cực độ không phát đạt, lại càng không cần phải nói máy bay, tăng thêm mấy năm liên tục chiến hỏa, khói lửa đầy đất, ra lội cửa ngay cả thân người an toàn đều không có bảo hộ. Mà bây giờ, đừng bảo là trong nước các nơi, muốn đến thì đến, đi máy bay một ngày liền đến, dù coi như ra ngoại quốc cũng hào không làm khó dễ. Một chút tin tức thẩm tra cùng thu hoạch, cũng không phải quá khứ niên đại có thể so. Chỉ thủy xem liền có tuyến cùng điện thoại sợi dây gắn kết tiếp. Tiêu Phàm kế hoạch trong thời gian kế tiếp, muốn mời người đem vô cực thuật tàng toàn bộ ghi vào trong máy vi tính, lấy bản văn điện tử hình thức, đem cái này tràn đầy ba phòng tàng thư điển tịch tất cả đều copy xuống tới. Đương nhiên, một chút cực kỳ phức tạp đồ án, chỉ sợ còn phải lấy giấy chất hình thức bảo tồn. Máy tính vẽ kỹ thuật ở phương diện này, theo cô có chút không đáng tin cậy, liền xem như quét hình, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn phục chế nguyên đồ. Tân Lâm làm bạn trong danh sách, cũng tại đọc qua điển tịch, Vô cực thuật tàng đối Tân Lâm là hoàn toàn mở ra, tại Tân Lâm trước mặt, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì tiểu bên trong hẹp hòi diễn xuất, hắn đối Tân Lâm tín nhiệm là vô điều kiện. Có lẽ, đây cũng là Tân Lâm cảm mến với hắn một nguyên nhân. Nam nhân khí quyển cùng tín nhiệm, từ trước là hấp dẫn nhất nữ hài tử yếu tố mấu chốt. Bình thường mà nói, Tân Lâm Dĩ Vãng tại mật thất đọc qua vô cực thuật tàng sẽ không đi đụng những cái kia có quan hệ thuật pháp tu luyện thiên chương. Nàng xem không hiểu lại nói tiêu phàm đối nàng tiến nhiệm là một chuyện nàng cũng muốn xứng đáng tiêu phàm tiến nhiệm không đi nhìn trộm vô cực môn thuật pháp chi đạo trước kia tân lâm đọc qua bình thường đều là vô cực thuật tàng trong phụ lục có quan hệ võ thuật luyện đan các phương diện biển tịch cùng nàng tu luyện thất diệu cung tuyệt kỳ ấn chứng với nhau lấy thừa bù thiếu nhưng bây giờ tân lâm đọc qua chính là giật văn đây cũng là vô cực thuật tàng phụ lục bên trong thiên chương vô cực môn lịch đại môn nhân đệ tử xuất sư về sau du lịch giang hồ, cách một đoạn thời gian sẽ trở lại về sư môn, đem mình trên giang hồ kiến thức cùng tu luyện vô cực môn thuật pháp nội tức phó công cùng các phương diện tâm đắc ghi lại ở sách. Những này giang hồ chuyện lý thú, liền thu nhận sử dụng tại giật văn bên trong. Tân Lâm nghĩ đến, có lẽ có thể từ những này giang hồ giật văn bên trong, tìm tới có liên quan manh mối. Thất diệu cung là thuần chính giang hồ truyền thừa. Tân Lâm đối với mấy cái này giang hồ giật văn hứng thú, so tiêu phàm phải lớn. Tiêu phàm ngay tại nghiêm túc đọc qua giật Phan Tân Lâm bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiêu phàm là đang ngồi, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Tân Lâm một chút, Tân Lâm đứng tại một loạt gỗ tử đàn giá sách trước đó, mặc màu trắng váy ngắn, hai đầu thon dài cặp đùi đẹp thẳng trắng noán, phấn quang tinh tế, tóc đen như thác nước, bộ ngực sữa cao ngất, từ khía cạnh nhìn, tại mật thất ánh đèn dịu dịu dưới, quả nhiên là tựa như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tia nhu hòa mỉm cười. Tân Lâm cũng hé miệng cười một tiếng, trong lòng ngọt ngào, bước liên tục khoan thai, đi tới, tại tiêu phàm bên người hai đầu gối ngồi quỳ chân, đưa trong tay bưng lấy sách đóng chỉ bày ở tiêu phàm trước mặt trên bàn nhỏ, rũi ra thon dài trắng nõn ngón trỏ, chỉ vào trong đó một đoạn văn tự, nhẹ nói, người nhìn một đoạn này. Giống như có chút ý tứ, tiêu phàm liền ngang nhiên xông qua, một cách tự nhiên đưa tay nắm ở Tân Lâm mềm mại eo nhỏ, sử nữ mùi thơm xông vào mũi, khiến người biết bao tâm thần thanh thản. Một đoạn này văn tự, ghi lại là nhiều năm trước một vị vô cực môn tiền bối du lịch giang hồ kiến thức, nói là cùng một vị nổi danh trộm mộ uống rượu với nhau, nghe vị kia trộm mộ nói tới, hắn đã từng đào móc qua một tòa cổ mộ, tựa hồ cùng hán đại đại nho đông phương sóc có quan hệ. Tại kia tòa cổ mộ bên trong, trộm mộ tìm được một thiên thẻ tre, giống như ghi lại chính là một chút tướng thuật phương diện phương pháp tu luyện. Đáng tiếc tên kia trộm mộ không hiểu ý tưởng, tùy tiện liền đem cái này thẻ tre đưa cho một vị tinh thông tướng thuật bằng hữu vị kia vô cực môn tiền bối về sau đi tìm qua trộm mộ lời nói tinh thông tướng thuật bạn bè, đáng tiếc không có tìm được. Quyền thiên thiên không phải nói, nàng phát hiện một tòa cổ mộ, giống như cũng cùng đông phương sóc có quan hệ sao. Tân lâm thoảng qua nghiêng đầu, ôn nhu tựa ở tiêu phàm trên vai, thấp giọng nói. Tiêu phàm liền sướng sờ ngơ ngác một chút, mấy ngày nay sự tình tương đối nhiều, một cọc liên tiếp một cọc, hắn đều đem Uyển thiên thiên việc này ném đến sau đầu đi. Uyển đại đương ra họ cách, quả thật có chút để tiêu phàm đau đầu. Uyển Thiên Thiên không giống Tân Lâm, Tân Lâm nghe hắn, Uyển Thiên Thiên độc lực họ quá mạnh. Cái này cũng khó trách, Tân Lâm mặc dù là thất diệu cung đương đại cung chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất, thất diệu cung thiếu chủ, nhưng thành tài chi nói, liền là đi tới chỉ thủy xem cùng hắn làm bạn, trên cơ bản còn không có trưởng quản một môn phái kinh nghiệm, đáng làm họ phi thường cao. Uyển Thiên Thiên không giống, nàng chấp trưởng Yên Chi xã đã có rất nhiều lúc nói, thủ hạ một đám lớn hung hãn huynh đệ tỉ muội tung hoành giang hồ sát phạt quyết đoán là có tiếng ma nữ thứ nhất bình thường người muốn trưởng khống nàng kia là trắng nói nằm mơ huyền thiên thiên luôn mồm gọi tân lâm vì tân tỷ tỷ kỳ thật mảnh bàn về đến có lẽ huyền thiên thiên nhiên kỳ so tân lâm còn muốn lớn hơn một chút chỉ là huyền thiên thiên thích làm tiểu cô nương trang phục để người không mò ra lai lịch của nàng tân lâm so với nàng trầm ổn được nhiều lại không nói nhiều lộ ra ngược lại muốn thành thục mấy phân a à, ngươi nếu không sách ta đều quên cái này gốc dạ. Thật sao, tân lâm ngẩng đầu, nhìn hắn một chút, giống như cười mà không phải cười. Nàng xinh đẹp như vậy, lời này liền mang theo ba phân ghen tuông, xinh đẹp nữ hài tử có rất nhiều, tiêu phàm cũng lơ đánh, mỉm cười nói, ôm vào tân lâm bên hông tay, thoảng qua gấp một chút. Tân lâm liền biển liếu biển miệng nhỏ, khóe miệng hiện lên một vòng nhàn nhạt tiếu văn, phản qua tay đi, cũng ôm tiêu phàm. Sau một khắc, tiêu phàm tay phải khẽ nhúc nhích, Nụ cười trên mặt nhàn rỗi ở giữa ẩn liếm không gặp, song nghi có chút nhau. Làm sao rồi, Tân Lâm cứ việc không nhìn thấy tiêu phàm giờ phút này trên mặt biểu lộ, lại có thể cảm nhận được hắn cảm xúc bên trên biến hóa rất nhỏ. Hơn ba năm thời gian, ở chung một phòng, sớm đã hình thành tâm linh ăn ý. Ta không tính được tới uyển thiên thiên tình huống, tiêu phàm thấp giọng nói. Ừm, Tân Lâm kìm lòng không đặng ngồi thẳng người, sắc mặt hơi có vẻ kinh ngạc lấy tiêu phàm tại thuật pháp bên trên cao thâm tạo nghệ, thế mà đẩy không tính được tới uyển thiên thiên tình huống, cái này tại dĩ vãng thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy tình hình. Chuyện gì xảy ra đâu, không rõ ràng, khí tức của nàng giống như bị một loại nào đó trời cơ chi lực che phủ lên, hoàn toàn không cách nào suy tính. Ngay cả nàng đại khái phương hướng, đều không có chút nào mánh khóe mà theo. Chẳng lẽ, kia tòa cổ mộ thật cùng đông phương sóc có quan hệ? Tân lâm liền ngưng trọng lên, nhíu mày hỏi. Nếu kia tòa cổ mộ xác thực cùng Đông Phương Sóc có quan hệ, Uyển Thiên Thiên cũng đã tiến vào trong cổ mộ, như vậy bị Đông Phương Sóc bố trí đến thuật pháp trận thế che đậy trời cơ là hoàn toàn có khả năng. Nếu quả thật là như vậy, Kiều Uyển Thiên Thiên phiền phức liền lớn. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, thấp giọng nói, hai đạo mày kiếm vặn thành chữ xuyên. Liền ở thời điểm này, Tiêu Phàm điện thoại chấn vang lên. Chương 187, Tiêu Tiên Sinh, người thắng điện thoại không phải huyền thiên thiên đánh tới. Tiêu tiên sinh, người tốt, ta là thi đấu vũ. Điện thoại bên kia, truyền tới một trầm thấp thanh âm nam tử, tràn ngập uy nghiêm. Yêu mới cảm giác là thi đấu vũ. Viễn đông chi hổ, chính là đằng phi vân cùng ước sắt phu đại lão bản, cũng là phía sau màn thảo khống Azelena cùng một nhóm đáng thương nữ hải vận mệnh nhân vật cường thế. Phương Bắc nước láng giềng Tân Hải thành thị lớn nhất hắc bang thủ lĩnh trước KGB mạnh nhất đặc công một trong hiện tại rốt cuộc chủ động gọi điện thoại đến tìm tiêu phàm. Thi đấu vũ tiên sinh, người tốt, tiêu phàm nhàn nhạt đáp lại một tiếng, tân lâm rời đi ngực của hắn, lặng lặng quỳ ngồi ở một bên. Tiêu tiên sinh, rất xin lỗi, ta không thể cùng ngươi ngay mặt đàm, nguyên nhân ngươi nhất định biết đến. Tiêu phàm không lên tiếng, thi đấu vũ sẽ không chạy đến thủ đô đến cùng gặp mặt hắn, điểm này là hắn đã sớm dự liệu được. Tại đã kinh động an toàn bộ môn tình huống phía dưới, làm bị cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức truy nã toàn cầu nhất đại hắc bang đầu mục một trong, thi đấu vũ sẽ không như vậy náo tàn chủ động chạy đến thủ đô đến từ ném la. Tiêu tiên sinh, kỳ thật, giữa chúng ta phát sinh một điểm nho nhỏ hiểu lầm. Chúng ta đưa Azelena đi quý quốc thủ đô, mục tiêu cũng không phải là ngươi. Thi đấu vũ thanh âm vẫn như cũ không chậm không nhanh, mang theo nhẹ nhẹ ngạo khí. Câu nói này lời ngầm chính là, trước đó, người bất quá là cái không nhận ra tộc trưởng bối chào đón bất tranh khí tử đệ, tứ cửu thành bên trong, so người có phân lượng hào môn hoàn khố hàng hiệu nha nội nhiều đi. Tiêu phàm từ tốn nói, hiện tại đã cùng ta có quan hệ. Có phải là hiểu lầm, thì đấu vô tiên sinh một người không cách nào dưới cái kết luận này. Tiêu tiên sinh, người giết ta sáu thủ hạ, đó là bởi vì, người chỉ phái mấy người như vậy tới. Nếu như người phái thêm mấy cái tới, ta không ngại giết nhiều mấy cái điện thoại bên kia liền bắt đầu trầm mặc, có thể gặp nhau, Viễn Đông Chi Hổ hiện tại khẳng định rất phẫn nộ. Tung hoành Viễn Đông nhiều năm như vậy, thế lực khắp toàn cầu các nơi, hắn trước kia thật không có có nhận đến qua như thế nghiêm trọng mà trực tiếp khiêu chiến. Cái này gọi tiêu phàm người trẻ tuổi, hoàn toàn không thèm để ý hắn quyền uy, đối với hắn phái qua thủ hạ, nói giết liền giết, nói quan liền quan. Tiêu tiên sinh, người để ta cảm thấy không thoải mái. Mời người không được quên, Azelena còn trong tay ta, nàng lúc đầu liền là người của ta ta nghĩ tiêu tiên sinh là người thông minh nhất định không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện a tiêu tiên sinh hẳn là đa số lệnh tổ lệnh tôn danh dự suy nghĩ mới là thi đấu vũ lạnh lùng nói tiêu tiên sinh lấy thân phận của ngươi trời mấy nữ nhân không tính là gì nhưng nữ nhân này nếu như cùng ta thi đấu vũ tương quan cùng chúng ta tập đoàn tương quan sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy đi huống chi ngươi còn kinh động an toàn bộ môn có cần thiết này sao? Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một sợi mỉa mai chi ý. Kinh động an toàn bộ môn cũng không phải hắn tiêu phàm, vừa vặn là thi đấu vũ cùng hắn tập đoàn. Thi đấu vũ tiên sinh, người qua phân đánh giá cao mình. Những năm gần đây, người tại chúng ta trong nước làm những tiểu động tác kia, người cho rằng an toàn bộ môn cho tới hôm nay mới có phát giác. Không có lập tức động thủ đối phó các ngươi, chẳng qua là cảm thấy thời cơ không thành thục mà thôi. Mà lại, người không cảm thấy uy hiếp của người quá ngây thơ sao? Người nghĩ rằng chúng ta tiêu ra danh dự, dễ dàng như vậy chịu ảnh hưởng. Thi đấu vũ lại trầm mặc xuống, liền thế cục bây giờ mà nói, hắn bài trong tay thực tế không nhiều, lại càng không cần phải nói vương bài. Duy nhất một lá vương bài, chính là Azelena. Hơn nữa còn xây dựng ở tiêu phàm rất để ý Azelena cơ sở phía trên, mới có thể đối tiêu phàm tạo thành nhất định uy hiếp. Nếu không, Azelena lá vương bài này cũng sẽ mất đi hiệu lực. Về phần cái gọi là ảnh hưởng tiêu gia danh dự, thi đấu vũ mình cũng biết bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Tiêu phàm bản thân thân phận, trùng hợp để thi đấu vũ cái này uy hiếp khó mà có hiệu quả. Tiêu phàm cũng không tại thể chế bên trong phát triển, hắn là cái nghiên cứu đạo học tông giáo nhân sĩ, mặc dù cũng họ tiêu, cũng tuyệt đối không thể thay đồng hồ tiêu gia chủ lưu. Nếu như vậy nam nữ chuyện xấu, nhất là nữ chính còn cùng quốc tế tập đoàn tội phạm có quan hệ, đặt tại uông thuật đều như thế lập trí tại hoạn lộ phía trên có thành tựu con em thế gia trên thân đúng là đại sát khí nhưng mà đặt ở tiêu phàm trên thân cơ bản không có ảnh hưởng quá lớn nhiều nhất chính là thế gia hào môn tử đệ sinh hoạt cá nhân thối nát không cẩn thận bên trên quốc tế tập đoàn tội phạm hợp lý mà thôi an toàn bộ môn xuất mã quét ngang hết thảy phần tử phạm tội cuối cùng giáo dục một chút tông giáo cục phó xử cấp cán bộ tiêu phàm đồng chí việc này liền tính quá khứ lớn không được lại cho tiêu phàm một tổ chức chỗ phân. Tiêu phàm trong tay, lại cầm hai tên nặng cần con tin, một cái là thi đấu vũ sủng ái nữ nhân, một cái là hắn thủ tịch chuyên gia đàm phán. Tại thi đấu vũ lãnh đạo đội bên trong, đại tỷ cùng ước sắt phu phân lược, hoàn toàn không phải Azelena có thể chịu được so sánh. Cùng Azelena đồng thời tiếp nhận huấn luyện thành tích hợp cách nữ hài tử, liền có sáu cái nhiều. Dù là cái này sáu tên cô nương tất cả đều tổn thất hết, thi đấu vũ cũng có thể tại trong vòng mấy năm lại bồi dưỡng một nhóm ra thi đấu vũ tiên sinh không liên quan lời nói liền không cần nhiều lời yêu cầu của ta rất đơn giản azelena hoàn hảo không chút tổn hại trở lại bên cạnh ta từ nay về sau cùng các ngươi lại không có bất cứ quan hệ nào ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan về sau không lại quấy rầy cuộc sống của nàng như vậy chuyện này cá nhân ta có thể không truy cứu nữa thi đấu vũ lạnh lùng nói tiêu tiên sinh đây là đàm phán. Thỏa mãn điều kiện của ngươi, đối ta có chỗ tốt gì? Trao đổi con tin không phải như vậy trao đổi, ta hiện tại có thể đem Azelena trả lại cho ngươi, nhưng về sau sự tình, ta không có thể bảo chứng. Thật sao, thi đấu vũ tiên sinh, ngươi bây giờ chỉ sợ còn có chút không thanh tỉnh A. Ta đã làm rất lớn nhượng bộ, nếu như ngươi kiên chỉ muốn chơi đi xuống, ta cam đoan với ngươi, ngươi nhiều năm như vậy tại thủ đô kinh doanh ra toàn bộ quan hệ đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị diệt trừ phải không còn một mảnh. Từ hôm nay trở đi, người cùng người bất luận cái gì thủ hạ đều sẽ không có thể bước vào nước ta một bước. Không phải, ta sẽ đích thân bắt ngươi, tự tay bắt ta. đúng, mà lại ta cam đoan, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. coi như ngươi trốn ở nơi ở của ngươi, tránh ở ngoại quốc, tránh ở chân trời góc biển, ta cũng nhất định có thể bắt được ngươi. chẳng những ngươi, bao quát người chỗ có thủ hạ, ta đều sẽ từng cái thanh trừ hết. Chảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Tiêu phàm thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Thi đấu vũ nhẹ nhàng hít một hơi hơi lạnh, tiêu phàm là đang uy hiếp hắn, nhưng cái này uy hiếp, lại 10 điểm hữu lực. Hắn biết rõ lưu tại biệt thự bảo hộ đằng phi vân cùng ước sắt phu 6 người, là loại thực lực nào. Mặc dù còn chưa nói tới là hắn trong tập đoàn cường hãn nhất nhân viên chiến đấu, cũng đã không hề kém. Joseph ở trong điện thoại nói đến thanh thanh sở sở, tiêu phàm chỉ ba người, mặt khác hai cái hay là nữ, trong nháy mắt, liền đem hắn lưu lại sáu cái bảo tiêu thu thập phải không còn một mảnh, thậm chí ngay cả cảnh báo cũng không kịp phát ra. Không có sử dụng vũ khí nóng, thi đấu vũ không lo lắng an nguy của mình, điều kiện tiên quyết là hắn ở lại nước ngoài, lưu tại nơi ở của hắn, phương bắc nước láng giềng đông bộ cái kia Tân Hải thành thị. Nếu như hắn bước vào nước Cộng hòa quốc cảnh, chỉ sợ liền không như vậy bảo hiểm nơi này là lão tiêu nhà cùng cùng lão tiêu nhà cùng loại cái khác hào môn phạm vi thế lực tiêu phàm xuyên quốc gia đối với hắn và hắn tập đoàn khai thác giết chóc hành động có lẽ chẳng phải đáng tin cậy mà ở châu á bên trong hắn cùng bọn thủ hạ của hắn xác thực đem không an toàn nữa tiêu phàm thậm chí đều khỏi phải thân tự xuất thủ chỉ cần lấy lão tiêu ra lực ảnh hưởng thúc đẩy cường lực cơ quan toàn lực đuổi bắt bọn hắn cục diện liền sẽ trở nên phi thường hỏng bét hắn những năm này tại châu Á thủ đô khổ tâm kinh doanh quan hệ, tại lão tiêu nhà chấn nộ thời điểm, chỉ sợ không thể giúp bao nhiêu bận biểu. Tốt ga, à, tiêu tiên sinh, lần này ta nhận thua, người thắng. Bất quá ta hy vọng, tiêu tiên sinh có thể giúp ta một chuyện, thành đầu kia thuyền thả. Để báo đáp lại, ta sẽ nói cho tiêu tiên sinh, có quan hệ Azelena thân thế, ta tin tưởng tiêu tiên sinh sau khi nghe, chắc chắn sẽ không thất vọng. Trầm mặc thật lâu, Thi đấu vũ rốt cục thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trầm giọng nói. Viễn đồng Chi Hổ ở trước mặt nhận thua, tại thi đấu vũ lịch trình cuộc sống bên trong, khả năng cũng vẫn là lần đầu. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nói tạ ơn, thi đấu vũ tiên sinh, không cần như thế. Azelena thân thế, ta biết, người biết, thi đấu vũ liền nở nụ cười. Không có khả năng, tiêu tiên sinh, ngay cả Azelena chính mình cũng không biết, nàng lúc còn rất nhỏ, liền đã rời quê hương, không có khả năng hướng người cung cấp bất luận cái gì tin tức có giá trị. Azelena còn tại đi học lúc, liền đã bị thi đấu vũ thủ hạ bắt đi. Những năm này, Azelena sớm đã cùng lúc đầu gia đình cùng thân nhân mất đi liên hệ. Tiêu phàm lại tại dọa người, lớn lắc lư, nhưng là Azelena thân thế xác thực không phải bình thường. Ta lúc đầu dự định qua chút thời gian, liền đem nàng từ bên cạnh ngươi tiếp đi, hiện tại chỉ có thể tiện nghi tiêu tiên sinh. Tiêu tiên sinh, cái này trao đổi, người tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Ngươi nếu là biết Azelena chân chính thân thế, ngươi liền sẽ rõ ràng, giá trị của nàng xa hoàn toàn không phải một đầu thuyền buôn lậu có thể so sánh. Coi như đằng phi vân cùng ước sắt phu, cũng không đủ cùng Azelena trao đổi. Nghe vào, thi đấu vũ không giống như là đang nói láo, thả đi Azelena, viễn đông chi hổ tựa hồ rất thịt đau. Tiêu phàm căn bản cũng không cùng hắn tiếp tục đàm luận cái đề tài này, bình tĩnh nói thi đấu vũ tiên sinh, người còn có 15 tiếng. Xế chiều ngày mai, nếu như ta không gặp được Azelena, đằng phi vân cùng ước sắt phu người cũng liền mãi mãi cũng không gặp được. Thi đấu vũ khe khẽ thở dài, tiêu tiên sinh, người thật cố chấp, tiêu phàm giữ im lặng, tốt ga, à, tiêu tiên sinh, khỏi phải đợi đến ngày mai, tối nay, Azelena liền sẽ trở lại các người cái kia ấm áp tiểu ra. Ta cam đoan nàng lông tóc không tổn hao, ta cũng cam đoan từ nay về sau, ta người sẽ không lại đi quấy giày nàng. Nhưng là ta cũng hy vọng, Tiêu Tiên Sinh có thể hết lòng tuân thủ ngươi lời hứa của mình. Chuyện này trôi qua về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Có thể, ta gặp được Azelena về sau, sẽ thả Đằng Phi Vân cùng ước sắt phu, mà lại ta cam đoan bọn hắn an toàn rời đi. Nhưng chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiêu Phàm không chút do dự đáp, điện thoại bên kia lại rơi vào trầm mặc, Viễn Đồng chi hổ không có vội vã tắt điện thoại. Tiêu Tiên Sinh ta thật không muốn cùng ngươi thành làm đối thủ, đây có lẽ là thiên ý đi. Tiêu tiên sinh, ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ có gặp lại một ngày. Sau một lát, thi đấu vũ chậm rãi nói, tiêu phàm lẳng lặng đè xuống treo máy khóa. chương 188, người tự do. Cách tinh ngữ quán ba không xa nơi nào đó khu dân cư nhỏ, một cái hai phòng ngủ một phòng khách tiểu phòng xếp, phòng khách lóe lên ánh đèn dịu dịu. Tiêu Phàm lặng lặng ngồi tại hiện đại gió phòng khách ghế sofa bên trong thưởng thức trà. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đây là Azelena thuê lại tiểu phòng xếp. Tiêu Phàm tại Hán Hải Hào Môn mua bộ kia ba phòng ngủ hai phòng khách phòng ở, chính đang sửa chữa bên trong, tạm thời còn không thể vào ở. Cái này tiểu phòng xếp, Tiêu Phàm có chìa khóa, hắn thỉnh thoảng sẽ ở đây qua đêm. Đương nhiên, cùng Azelena chia phòng ngủ, cho tới nay, Tiêu Phàm vẫn chưa cướp đi Azelena xử nữ chi thân. Bởi vì tiêu phàm có khi sẽ ở đây ngủ lại, Azelena chuẩn bị thượng đẳng lá trà. Trừ uống trà, tiêu phàm không có khác ham mê, không hút thuốc lá cũng không thích rượu. Bất quá đối Azelena chủ nghệ, tiêu phàm ngược lại là rất thưởng thức. Sau khi bị thương, cảnh giới rơi xuống, tiêu phàm không còn tích cốc, thường xuyên sẽ hưởng dụng chút mỹ thực. Azelena nhận qua cực kỳ hệ thống huấn luyện, chủ nghệ 10 điểm cao minh, sẽ làm rất nhiều loại khác biệt phong vị thế giới món ăn nổi tiếng. Azelena dốc hết toàn lực, muốn lấy lòng tiêu phàm. Đại tỷ đã từng đã phân phó, tốt nhất là có thể cho tiêu phàm sinh đứa bé. Cứ như vậy, địa vị của nàng liền vững chắc. Mặc dù Azelena biết đại tỷ dụng ý khó dò, chỉ là muốn mượn này đến chói chặt tiêu phàm. Nhưng ở Azelena ở sâu trong nội tâm, lại thời thời khắc khắc bị ý nghĩ này dụ hoặc lấy. Không vì cái gì khác, liền vì nàng chân chính thích tiêu phàm, cam tâm tình nguyện vì hắn hiến thân, vì hắn nối dõi tông đường. Thế nhưng là tiêu phàm từ đầu đến cuối đối nàng 10 điểm khách khí, trừ thỉnh thoảng sẽ kéo tay của nàng, xoa xoa đầu của nàng, lại không có tiến thêm một bước thân mật động tác. Azelena nhìn ra được, tiêu phàm ánh mắt phi thường thuần khiết, vẫn chưa mảy may nhục dục. Tại Azelena trong mắt, tiêu phàm là một cái thần bí nam nhân, khó mà giải đọc. Chỉ là, nữ hài tử như thích một cái nam nhân, cho tới bây giờ đều qua loa đại khái, các nàng bằng cảm giác yêu đương, tuyệt sẽ không xâm nhập đi tuân hỏi mình, đến cùng thích cái này cái nam nhân cái gì. Thích liền là ưa thích, không có lý do có thể nói. Nhưng bây giờ, cái này tiểu phòng xếp rất quạnh quẽ, chỉ có tiêu phàm một người, lặng yên thưởng thức trà. Ngay cả tân lâm đều không tại bên cạnh hắn, khóa cửa bỗng nhiên cùng cục một vang, cửa phòng lập tức bị mở ra đến, một đạo mềm mại bóng người, bỗng nhiên nhào tới, một cái lảo đảo, té ngã trên đất, kiều kiều sợ hãi tiểu thân thể, nhẹ nhàng không ngừng run rẩy. Chính là mặc màu đen mỏng áo len, màu đen dây nhung tiểu váy ngắn Azelena. Tiêu phàm bước nhanh tiến lên, đem Azelena đỡ lên. Azelena ngẩng đầu, có chút mơ hồ nhìn hắn một cái, bỗng nhiên hoa một tiếng, nhào vào trong ngực hắn, khóc lớn lên, hai tay ôm thật chặt ở tiêu phàm eo, nước mắt trong khoảnh khắc liền ướt nhẹp tiêu phàm trắng noãn áo thun. Ẩm ướt, nhu nhu, từ khi nhập thế về sau, tiêu phàm liền không thường thường xuyên đường trang. Tiêu phàm một tay nắm ở nàng mềm mại tinh xảo vòng eo, một tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng hơi có vẻ đơn bạc lưng, thấp giọng nói, Azelena, không khóc, ta ở chỗ này đây. Không gì làm không được tiêu chân nhân tiêu lão đại, duy chỉ có tại phương diện này, là đại đại yếu hạng. Lật qua lật lại chính là như thế hai câu nói, lại cũng dày vò không ra cái gì từ mới tới. Azelena không quan tâm, chỉ là khóc, mặc màu đen dày cao gót chân nhỏ, không ngừng đập mạnh chạm đất tấm, ủy khuất phải không được. Bị Azelena dùng sức ôm, từ ngực đến bụng, chăm chú dính vào nhau, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác hôn mê đánh tới, tiêu phàm tâm thần hơi có chút sập dờn, hơi có vẻ mặt tái nhợt trên má, hiện lên hai đoàn đỏ hồng. Đạo gia định lực cùng Phật gia định lực tu luyện, không là một chuyện. Đạo gia đa số lưu phái cũng không khỏi muốn, vô luận lấy loại nào tiêu chuẩn để cân nhắc, Azelena đều là khó gặp đại mỹ nữ, giờ phút này nằm ở tiêu phàm trên vai, đầu đầy như sa tanh trơn bóng tóc vàng không ngừng run run. Non mềm thân thể mềm mại doanh doanh đầy cõi lòng, loại này dụ hoặc, thực tế không phải người bình thường có thể chống cự được. Huống chi nàng đối tiêu phàm hoàn toàn không đề phòng, chỉ cần tiêu phàm hơi có biểu thị, Azelena lập tức liền sẽ đem mình dâng hiến cho hắn. Tiêu phàm không có tùy ý loại này dụ hoặc tiếp tục tràn lan xuống dưới, hai đầu gối hơi cong một chút, đem Azelena bế lên, xảy bước đi đến trước sofa, chuẩn bị đem Azelena thả ở trên ghế salon. Không, không nên rời bỏ ta, ta, ta thật là sợ, "Van cầu ngươi, không nên rời đi." Azelena ôm thật chặt ở cổ của hắn, nói cái gì cũng không chịu buông tay, thanh âm mềm mại, sở sở đáng thương. "Ta không rời đi, ngươi yên tâm." Tiêu Phàm không đành lòng tránh thoát, đành phải cũng tại ghế sofa bên trong ngồi xuống, đem Azelena nhẹ nhàng tiểu thân thể ôm vào trong ngực, thấp giọng an ủi, đưa tay thay nàng lau đi nước mắt. "Azelena, không khóc, nói cho ta, bọn hắn có không có thương tổn ngươi?" Azelena lắc đầu, bộ dáng hay là rất sợ hãi ta sợ ta sẽ không còn được gặp lại ngươi đại tỷ đại tỷ uy hiếp ta nói nếu như ngươi không giúp đỡ liền phải đem ta đưa cho ả rập tù trưởng vĩnh viễn vĩnh viễn quan trong sa mạc trong vương cung cả một đời quan ở nơi đó sẽ không đại tỷ về sau lại không còn uy hiếp ngươi nàng đã bị ta bắt lại tiêu phàm ôn nhu nói thật sao azelena bỗng nhiên ngẩng đầu đến mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc người thật thanh đại tỷ bắt lại rồi cái này đây không có khả năng tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói thật nếu như bọn hắn không thả ngươi đại tỷ liền không thể quay về ta đã cùng thi đấu vũ đàm tốt a à, thi đấu vũ chính là các ngươi đại lão bản hắn đáp ứng cho ngươi tự do hoàn toàn tự do từ giờ trở đi azelena ngươi chính là tự do ngươi muốn đi nơi nào liền có thể đi đâu lại không còn có người uy hiếp ngươi sẽ không có người cho ngươi đi làm ngươi chuyện không muốn làm ngươi là tự do ngươi có thể trở về nhà đi nhà thế nhưng là ta đã không có nhà a à. azelena vừa mới hưng phấn một điểm cảm xúc lập tức lại trở nên ảm đạm cúi đầu tự lẩm bẩm ngươi ngươi mới là nhà của ta không azelena ngươi có nhà mà lại ngươi còn có thân nhân tiêu phàm rất khẳng định nói không không có ta nghe qua Bọn hắn đã sớm tại một trận hỏa hoạn bên trong chết rồi. Phụ thân ta, mẫu thân của ta, ca ca ta đều chết rồi. Bọn hắn cũng không còn có thể nhìn thấy ta. Azelena tinh thần chán nản, nước mắt lại một chút xíu từ nàng hồng hồng trong hốc mắt trượt xuống, bộ dáng muốn đáng thương biết bao liền có đáng thương biết bao. Azelena, có lẽ ngươi tham dò được tin tức không xác thực, ta có thể khẳng định, mẹ của ngươi còn sống, 100% khẳng định. Azelena lập tức mở to hai mắt nhìn Sở sờ nhìn qua hắn, toàn vẹn không hiểu tiêu, người đi qua quê hương của ta sao? Làm sao người biết, mẫu thân của ta còn sống? Tiêu phàm cười cười, chiều mến sờ sờ nàng gương mặt xinh đẹp, nói ta không cần đi quê hương của ngươi, cũng có thể biết, mẫu thân ngươi còn sống, mà lại nàng sống rất khá, là cái cực người có quyền thế. Làm sao ngươi biết đây này, kia, kia không có khả năng, Azelena nhẹ nhàng lắc đầu, cứ việc nàng thích tiêu phàm, tín nhiệm tiêu phàm, nhưng dạng này thuần túy phỏng đoán lời nói, nàng vẫn là không thể tin tưởng. Hoàn toàn không có căn cứ, tiêu phàm không đáp, đưa tay vung lên mái tóc dài màu vàng óng của nàng, cẩn thận chu đáo lấy Azelena tướng mạo, lại nhẹ nhàng nhào nặn một chút Azelena dày đặc vành tay, lấy thêm lên tay của nàng, nắm thành quả đấm, nghiêm túc nhìn một chút tình cảm tuyến đuôi văn, lần nữa nghiệm chứng mình thôi diễn. Mặc kệ là người Đông Phương hay là người Phương Tây, cũng mặc kệ là ai loại, tướng học mệnh lý thôi diễn đều là nhất trí. Azelena nguyệt giác to lớn, song nghi cao độ hơi có khác biệt, phải cao trái thấp, khôn cung khóa chặt, không gì phá nổi. Khắp nơi đều biểu hiện ra, nàng mẫu thân chẳng những khỏe mạnh, mà lại tương lai sẽ tương đối trường thọ. Từ tướng tay bên trên nhìn, tình cảm tuyến đuôi văn phía bên phải đường vân cực kỳ khắc sâu, hơi nhếch lên, cái này là mẫu thân nắm quyền lớn, phú quý song toàn rõ ràng dấu hiệu. Mặc kệ Azelena lúc trước hỏi thăm tin tức từ đâu mà đến, tướng lý biểu hiện phải như thế minh bạch, tuyệt sẽ không sai. Azelena, tin tưởng ta sao? Tiêu phàm mỉm cười hỏi. Ừm, Azelena dùng sức gật đầu. Tốt, vậy ngươi đi tắm, hảo hảo ngủ một giấc. Qua mấy ngày, ta sắp xếp người đưa ngươi đi về nhà. Ngươi yên tâm, đại tỷ cùng những người khác, cam đoan sẽ không lại uy hiếp ngươi. Ngươi có thể đem quá khứ hết thảy tất cả đều quên, bắt đầu lại từ đầu. Tương lai của ngươi, tràn ngập quang minh, ngươi biết sinh hoạt phải rất hạnh phúc, tiêu phàm thần sắc 10 điểm chắc chắn hắn đã sớm vì Azelena bốc qua quẻ, quẻ tượng minh bạch biểu hiện, Azelena hảo vận trình lập tức đánh đến nơi, có cực quý người tương trợ. Vị này quý nhân, tựa hồ chính ứng tại tiêu phàm trên người mình. Ta không trở về nhà, Azelena bỗng nhiên liều mạng lắc đầu, lại một lần nữa ôm thật chặt ở hắn, dán tại trong ngực của hắn, nói đến kiên định vô so. Ta muốn lưu tại bên cạnh ngươi, mặc kệ ngươi đến cỡ nào chán ghét ta, ta đều phải để lại tại bên cạnh ngươi. Ta nơi nào đều không đi, ta không trở về nhà, ta không có nhà." Azelena lại khóc thút thít, có chút nói năng lộn xộn. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, vừa cười vừa nói, "Ta nơi nào chán ghét ngươi rồi. Ngươi không ghét ta, vậy, vậy ngươi vì cái gì không quan tâm ta? Ta biết, ta không xấu, ngươi chính là chán ghét ta, cảm thấy ta là cái nữ nhân xấu. Ta là bị buộc, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn hại ngươi." Azelena không ngừng lắc đầu, kiều nộn thân thể tại trong ngực hắn không ngừng vặn vẹo, mềm mại mà giàu có độ đàn hồi bờ mông, mãnh liệt ma sát tiêu phàm bộ vị nhạy cảm. Tiêu phàm nở nụ cười khổ, nhẹ nhàng hít một hơi, chấn định tâm thần của mình. Azelena, không phải như thế, ta không ghét ngươi, ta cũng cho tới bây giờ đều không có cho rằng ngươi là cái nữ nhân xấu. Nhưng là ưa thích cùng nam nữ chi ái, là hai việc khác nhau. Ta không thể thương tổn ngươi, cũng không nguyện ý tổn thương ngươi, ngươi hiểu chưa? Không, không, ta không muốn nghe những này, ta chính là thích ngươi, chính là yêu ngươi, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Azelena ngoan cường lắc đầu, bỗng nhiên bỗng nhiên đứng thẳng người dậy, kiều diễm môi đỏ rung động, hôn tiêu phàm đôi môi, nóng hổi nước mắt, từ nàng vũ mị trong mắt to như chân châu trượt xuống, đầy đặn mềm mại bộ ngực, chăm chú đặt ở tiêu phàm ngực, theo nàng thở hào hển không ngừng chập trùng, một lần lại một lần trêu đùa tiêu phàm nguyên thủy nhất. Tiêu phàm không có khước từ, êm ái hôn một cái đôi môi của nàng, đưa tay tại nàng phần lưng huyệt vị bên trên nhẹ nhàng đụng một cái. Azelena suy nghĩ dần dần bắt đầu mơ hồ. chương 189, vườn treo. Một đài đen nhánh bóng lưỡng đại bôn, chậm rãi rừng ở trung thiên đại hạ cửa sảnh trước đó. Tháng đầu xuân nắng gắt phía dưới, trung thiên đại hạ giống một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng vân tiêu, màu lam pha lê màn tường, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lóng lánh như mộng ảo quang trạch. Trung Thiên Đại Hạ là vùng này tiêu chí họ kiến trúc. Tổng cao 49 tầng, cao hơn xung quanh tất cả công trình kiến trúc, thậm chí so vài dặm có hơn Trung Thiên Khách Sạn còn muốn cao tầng 13. Trung Thiên Khách Sạn cùng Trung Thiên Đại Hạ lệ thuộc vào cùng một cái tập đoàn, giữa bầu trời tập đoàn là cơ thể tập đoàn thuộc hạ công ty con. Bất quá giữa bầu trời tập đoàn cổ phần cấu thành cực kỳ phức tạp, làm công ty mẹ cơ thể tập đoàn, chỉ chiếm không đến 3% 15 cổ phần giữa bầu trời tập đoàn rất nhiều phần đông, thân phận tương đương thần bí, thậm chí tổ chức cổ đông đại sẽ thời điểm, đều là cắt cử đại biểu đến đây. Xe Mercedes vừa dừng lại ổn, thân mang chế phục, tinh thần phấn chấn trẻ tuổi bảo an lập tức bước nhanh tiến lên, kéo cửa xe ra. Trung thiên đại hạ không phải khách sạn, là văn phòng. Tại trong cao ốc làm việc công ty, chỉ ít trên trăm nhà. Tuyệt không phải bất luận cái gì xe bắn tới, bảo an đều sẽ đi lên quản môn nhưng đài này xe Mercedes không giống, tất cả trung thiên đại hạ bảo an cùng nhân viên lễ tân, đều biết chủ nhân của nó ai. Cửa xe mở ra, một đầu thẳng tắp thon dài tất chân cặp đùi đẹp phóng ra cửa xe, cơ khinh xa toàn thân áo đen, đi đi xuống xe, tại trước cửa xe thoảng qua ngừng chân một lát, cao ngất ngực, màu vàng nhạt dây chuyền chân châu, lóng lánh ánh sáng nhu hòa. Vô luận là ở đâu bên trong, vô luận lúc nào, cơ khinh xa mãi mãi cũng là như vậy tinh xảo cao nhã, phong vận mê người cơ tổng tốt, bảo an liên tục không ngừng cho đại lão bản cúi người chào. Cơ thị tập đoàn chú thủ đô phân công ty làm việc nơi trốn, liền thiết lập tại Trung Thiên Đại Hạ. Cơ khinh xa mỉm cười gật đầu, xem như đáp lễ. Danh chấn kinh yến ngọc quan âm, xưa nay không tại tầng dưới chót nhân viên trước mặt làm bộ làm tịch, bày đại lão bản giá đỡ. Nàng càng là bình dị gần gũi, công ty nhân viên thì càng kính yêu nàng. Phạm Nhạc bước nhanh đến phía trước, đưa trong tay chìa khóa xe giao cho bảo an bảo an tử sẽ lái xe đến bãi đỗ xe đi. Tại Phạm Nhạc cùng đi phía dưới, cơ khinh xa tiến vào thang máy, thẳng tới 48 lâu. Toàn bộ 49 lâu, chỉ có một cái làm việc đơn vị, chính là cơ khinh xa chủ tịch văn phòng. Trên thực tế, chủ tịch văn phòng chỉ chiếm rất nhỏ một bộ phân không gian, cùng văn phòng chăm chú kể cùng một chỗ, là một cái cự đại vườn treo. Mỗi khi thời tiết tốt đẹp, tầm nhìn cực dài thời điểm, cơ khinh xa đều thích tại vườn treo ở lại, pha một bình trà xanh, hai đĩa quả hạch, chậm rãi làm hao mòn một buổi sáng hoặc là một cái buổi chiều. Đại đường thang máy, chỉ có thể đến tới 48 lâu. Muốn lên 49 lâu, nhất định phải đi bộ. Tại thông hướng tầng cao nhất đầu bậc thang, có bảo an đứng gác, không phải hẹn trước khách nhân, ai cũng không thể đi lên quấy giày cơ tổng. Dù là người địa vị lại lớn, liền xem như thủ đô thị trưởng đến, không có hẹn trước đều không thể đi lên tầng cao nhất. Nơi này bảo an cùng cái khác thư ký nhân viên công tác, chỉ đối cơ tổng một người phụ trách. Cơ khinh xa cùng phạm nhạc bên trên tầng cao nhất, một tên mặc màu lam nhạt nghề nghiệp bộ váy xinh đẹp văn viên, cùng tại phía sau. Nàng là cơ khinh xa tại thủ đô phân công ty chuyên trách thư ký. Cơ khinh xa bên người mỗi một cái nhân viên công tác đều trải qua tỉ mỉ chọn lựa, nữ xinh đẹp đoan trang, nam anh tuấn xoái khí. Dung mạo không đẹp nhìn, hết thảy khỏi phải. Cơ khinh xa thích hết thảy mỹ hảo, cảnh đẹp ý vui sự vật vậy sẽ làm nàng tâm tình khoái trá. Chủ tịch văn phòng sáng sủa sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Cơ khinh xa hàng năm ở đây làm việc thời gian cũng không nhiều, nhưng căn phòng làm việc này, mãi mãi cũng sẽ thu thập phải sạch sẽ, đâu vào đấy. Cơ khinh xa không có đi to lớn lão bản sau cái bàn kia đồng dạng to lớn lão bản trong ghế ngồi xuống, mà là mở ra văn phòng thông hướng vườn treo pha lê cách cửa, một cỗ tươi mát hương hoa sông vào mũi. Cái này cái cửa đại vườn treo, nhưng thật ra là toàn phong bế. Toàn kết cấu bằng thép, tăng thêm thật dày trong suốt không màu pha lê, đem vườn hoa cùng gian ngoài cách biệt. Xét thấy thủ đô xương mù mai thời tiết, có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế, nếu như không làm toàn phong bế, nhiều khi vườn treo đều là không thể đợi. Lại nói trong hoa viên hoa cỏ thực vật, cũng cần một cái ấm áp không gian mới có thể bảo chứng bốn mùa thường thanh, hoa nở kiểu diễm. Đương nhiên, cửa sổ thủy tinh cũng có một phần là có thể hoạt động. Thời tiết tốt đẹp thời điểm có thể mở ra thông gió thông khí. Cơ khinh xa chậm rãi đi tiến vào cỏ xanh như tấm đệm vườn treo. Cơ tổng, hôm nay nói trình an bài là như vậy. 9 giờ sáng, cũng chính là sau 20 phút, muốn tổ chức phân công ty các bộ môn người phụ trách hội nghị. Tiếp xuống, muốn thảo luận công ty đi sông Hán bất hồng sơn thôn đầu tư hợp đồng. Thư ký đi theo cơ khinh xa sau lưng, thấp giọng báo cáo. Cơ khinh xa nhẹ nhàng nâng lên tay, đánh gãy thư ký báo cáo, nói tiểu lý, Thanh Hồng Sơn thôn đầu tư hợp đồng lưu lại, cái khác không cần báo cáo, sáng hôm nay tất cả làm việc, ta không tham gia, từ phạm tổng thay ta chủ trì. Thư ký tiểu thư thoảng qua sướng sờ, lập tức kính cẩn đáp, được rồi, cơ tổng. Đây là Hồng Sơn thôn đầu tư hợp đồng, nói, đem một phần thật dày tư liệu, nhẹ nhàng bày ra tại một bên hình tròn trên bàn trà, lập tức chuyển hướng phạm nhạc, chờ hắn chỉ thị. Phạm nhạc không chỉ là cơ khinh xa cận vệ, hay là cơ thị tập đoàn chấp hành đồng sự kiêm cao cấp phó tổng giám đốc. Cơ khinh xa cùng phạm nhạc loại này cổ quái tổ hợp, cực kỳ hiếm thấy, chỉ ít liền thư ký tiểu thư biết, trước mắt kinh yến chi địa còn không có nhà nào công ty lớn có dạng này tổ hợp. Cơ khinh xa cùng phạm nhạc quan hệ là một cái vĩnh hằng bí ẩn. Trước kia là, hiện tại là, tại có thể đoán được tương lai, cũng còn đồng dạng sẽ là cơ thị tập đoàn tất cả nhân viên thích nhất phỏng đoán bí mật. Phỏng đoán hai người bọn họ quan hệ trong đó, cơ hồ thành số ít nhân viên lớn nhất niềm vui thú. Phạm nhạc tại cơ thị tập đoàn không có bất kỳ cái gì minh xác phân công, nhưng cơ thị tập đoàn mỗi một vị cao tầng quản lý đều rất rõ ràng, phạm nhạc có thể hoàn toàn đại biểu cơ khinh xa, chỉ cần là phạm tổng làm được quyết định, sau đó cơ tổng chưa hề lật đổ qua. Phạm nhạc là cơ khinh xa cái bóng, tiểu lý, phạm nhạc chào hỏi thư ký một tiếng, nhanh chân hướng ngoài văn phòng đi đến. Thư ký tiểu thư vội vàng theo thật sát, cùng loại tình hình, Nàng cũng từng trải qua, không cần hỏi nhiều, dựa theo cơ tổng cộng phạm tổng ý kiến làm chính là, cơ tổng tuyệt sẽ không trách cứ sự vô lễ của nàng. Rất nhanh, to lớn vườn treo, thậm chí toàn bộ 49 lâu, cũng chỉ còn lại có cơ khinh xa một người. Làm cơ thị tập đoàn nhân vật số 2, phạm nhạc tại Trung Thiên Đại Hạ cũng không có phòng làm việc của mình, thậm chí tại cơ thị tập đoàn tổng bộ, hắn cũng không có phòng làm việc của mình. Hắn luôn luôn đi theo cơ khinh xa bên người, an bài cho hắn đơn độc văn phòng thuần túy lãng phí. Cực thiểu số thời điểm, nếu như hắn đại biểu cơ khinh xa tới công ty xử lý sự vụ, sẽ trực tiếp sử dụng cơ khinh xa văn phòng. Cơ khinh xa không có vội vã đọc qua kia phần đầu tư hợp đồng, mà là cởi xuống giày cao gót, cứ như vậy chân trần dẫm tại mềm mại trên cỏ, chậm rãi đi đến vườn hoa một bên, mở ra cửa sổ thủy tinh, một cỗ thanh phong lập tức xót vào, đem bên tai nàng rủ xuống một sợi tóc đen thổi đến phất phới. Cơ khinh xa mở ra tùy thân mang theo tiểu khôn bao, xuất ra nữ sĩ thuốc lá, đưa đến bên miệng, vừa mới chuẩn bị đánh lửa, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại đem bật lửa cùng thuốc lá đều thu vào, đón chiều dương, hít một hơi thật sâu. Bộ ngực đầy đặn, càng thêm cao ngất, cơ khinh xa tại hàng rào tiền chạm một hồi, mới không chậm không nhanh trở lại che nắng dù hạ là cái, mình cho mình ngâm một bình trà, lúc này mới cầm lấy kia phần đầu tư hợp đồng, chậm rãi lật xem. Êm tai chuông điện thoại di động cũng tại thời khắc này vang lên. Cơ khinh sa cầm điện thoại di động lên xem xét, khóe miệng hơi vểnh lên, hiện lên một cái nụ cười quyến rũ. Mặc kệ người trước người sau, cơ khinh sa Tiếu Dung, vĩnh viễn là như vậy mềm mại vũ mị, khiến người mê say. Một ít, sớm, cơ khinh sa lấy nàng đặc hữu mang theo khàn khàn lại kiều mị tận xương thanh âm cho điện thoại bên kia Tiêu Phàm lên tiếng chào. "Cơ tổng, người bây giờ tại thủ đô sao?" Tiêu Phàm mỉm cười hỏi, "Tại, một ít đi tìm ta." Là nếu như cơ tổng hiện tại có thời gian, ta muốn đi qua cùng cơ tổng gặp mặt. Cơ khinh xa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, một thiếu tìm ta, ta lúc nào cũng có thời gian. Vị trí của ta bây giờ, tại Trung Thiên Đại Hạ 49 lâu, xin đợi một thiếu đại giá quang lâm. Tốt, mời cơ tổng chờ một chút, ta lập tức đi tới. Ừm, ta chờ ngươi, cơ khinh xa thanh âm, càng thêm kiều mỹ nhu uyển đối nàng không hiểu rõ người, có lẽ chỉ cần vừa nghe đến dạng này kiều mỹ thanh âm, chỉ sợ liền muốn mất hồn mất vía, ý nghĩ kỳ quái. Cúp máy tiêu phàm điện thoại, cơ khinh xa đem hợp đồng buông ra, nâng chung trà lên, thân thể dựa vào phía sau một chút, nâng lên thon dài chân trái đặt ở trên đùi phải, chậm rãi phẩm một miệng nước trà, xinh đẹp trong mắt tinh sáng nóng lánh, ai cũng không biết nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì. Ước chừng sau nửa giờ, tiêu phàm xuất hiện tại trung thiên đại hạ tầng cao nhất. Không có người cùng đi, ngay cả tân lâm đều không tại bên cạnh hắn. Cơ khinh xa đã vừa mới đã phân phó lầu dưới bảo an viên, tiêu tiên sinh có thể trực tiếp bên trên tầng cao nhất, không cần bất luận kẻ nào cùng đi. Tiêu phàm cố ý đến tìm nàng, thoảng qua có chút vượt quá cơ khinh xa dự kiến, đoán chừng có tương đối chuyện quan trọng muốn cùng nàng đàm, tự nhiên không hy vọng có người dự thính. Một ít, hoan nghênh, cơ khinh xa mỉm cười đứng dậy đón lấy, dài cao gót đã xuyên trở về, nàng cùng tiêu phàm ở giữa, còn không có đạt tới như vậy tùy ý trình độ. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng cùng tiêu phàm còn không thể tính là bằng hữu về sau phải chăng có thể trở thành bằng hữu còn phải lại nhìn tiêu phàm xuyên qua chủ tịch văn phòng đi tiến vào vườn treo quan sát bốn phía một cái vừa cười vừa nói cơ tổng nơi tốt tại cốt thép xi măng san sát lớn trong đô thị tạo ra như thế một cái thế ngoại đào nguyên cơ tổng thật có nhã hưng a à. nhìn ra được tiêu phàm tán thưởng xuất từ nội tâm hắn là xác thực không nghĩ tới cơ khinh sa tại khổng lồ như thế vườn treo bên trong làm việc Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, vô luận sinh hoạt hay là làm việc, đều sẽ để người cảm thấy 10 điểm vui vẻ. Cơ khinh xa là một cái rất sẽ hưởng thụ sinh hoạt nữ nhân. Nàng chủ tịch văn phòng là một cái hoàn chỉnh phòng xếp, mang theo phòng bếp nhỏ, chỉ cần cơ khinh xa mình thật có hứng thú, hoàn toàn có thể ở đây tự chuẩn bị ánh nến bữa tối, lại gối lên đầy trời tinh quang ngủ. chương 190, Thiên Thủ Ngọc Quan Âm, đoạt mệnh son phấn đỏ. Ta là nữ nhân, nữ nhân nên đối với mình tốt đi một chút. Cơ khinh xa nhàn nhạt cười một tiếng, nhu uyển nói, lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tuổi xuân trôi nhanh, hồng nhan chóng giả a. À. Từ khi đấu cho trận nhìn thấy tiêu phàm về sau, vị này kinh nước yến mặt nổi tiếng nhất nữ cường nhân, liền chưa hề tại tiêu phàm trước mặt hiện ra qua nàng cường ngạnh một mặt. Mỗi lần cùng tiêu phàm gặp mặt, đều là vũ mị mềm mại, nữ nhân vị mười phần. Cơ khinh xa cường thế, vốn cũng không phải là bên ngoài đồng hồ triển lộ ra. Cùng tiêu phàm thực chất bên trong lộ ra đến kiêu ngạo đồng dạng, cơ khinh xa cường thế, cũng giấu ở, ở sâu trong nội tâm. Chưa từng thần sắc nghiêm nghị, uy áp lại đâu đâu cũng có. Đây mới thực sự là cường thế, tiêu phàm hình như có ý như vô ý, ánh mắt tại cơ khinh xa tinh xảo gương mặt phía trên dừng lại thêm vài giây đồng hồ. Từ xã giao lễ nghi góc độ mà nói, tiêu phàm đây là biểu thị mình đối cơ khinh xa tôn trọng. Cơ khinh xa biết tiêu phàm vì cái gì như thế rõ xét nàng đây là thầy tướng thói quen nghề nghiệp cơ khinh sa chỉ là có chút hiếu kỳ không nghĩ tới lão tiêu gia đích hệ tử đệ bên trong sẽ toát ra một vị đại tướng sư khó được một thiếu đại giá quang lâm một ít mời ngồi bên này cơ khinh sa mỉm cười đưa tay mời khách tiêu phàm cười gật đầu chậm rãi quá khứ tại che nắng rủ dưới trong ghế ngồi xuống cơ khinh sa tự tay ngâm trà thơm dâng lên tới tạ ơn tiêu phàm hạ thấp người gửi tới lời cảm ơn ánh mắt ở trên bàn đầu tư hợp đồng bên trên đảo qua, phong bì bên trên hồng sơn thôn ba chữ đặc biệt bắt mắt, tiêu phàm nồng đậm xong mi có chút đi lên một dương. Tơ khinh xa nhẹ cười nói, một ít, trước đó không lâu ta phái người đi một chuyến hồng sơn thôn, dự định ở nơi đó đầu tư làm cái du lịch khu. Ngữ khí hiền hòa tự nhiên, không có nửa điểm tranh công làm ra vẻ chi ý. Tiêu phàm đệ đệ tiêu thiên vừa mới đi hồng sơn thôn đảm nhiệm thôn bí thư chi bộ không lâu, cơ khinh xa liền phái người đi Hồng Sơn thôn khảo sát hạng mục, chuẩn bị làm du lịch khu, nó ý không nói cũng hiểu. Hồng Sơn thôn là chỗ tốt, núi hảo thủy tốt, lại có tiêu lão gia tử đại chiêu bài, làm hưu nhàn du lịch cùng màu đỏ du lịch đem kết hợp đặc sắc khách du lịch, rất có tiền đồ. Ta chuyên gia đoàn đội tổng hợp phân tích, đầu tư 20 triệu, quản lý thỏa đáng lời nói, 5 năm tả hữu liền có thể thu hồi chi phí. Nếu như lại thêm một chút may mắn, có lẽ còn có thể sớm thu hồi chi phí, tiếp xuống chính là thuần kiếm được. Ta là cái người làm ăn, thích tính toán chi ly, ngược lại để một hiếm thấy cười. Cơ khinh xa tiếp tục ôn nhu nói, hoàn toàn một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, trừ sách đến lão gia tử, ép căn bản không hề nâng lên tiêu thiên danh tự. Nghe, cái này hoàn toàn là một cái thuần túy thương nghiệp động tác, không có trộn lẫn bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích. Tiêu thiên vừa mới cưỡi ngựa nhậm trước thôn bí thư chi bộ, lập tức liền có người đầu tư 20 triệu, đây chính là vô cùng ghê gớm chiến tích, đối với tiêu thiên cấp tốc tại Hồng Sơn thôn đứng vững gót chân, mở ra cục diện có 10 điểm tác dụng tích cực. Đến từ thủ đô hàng hiệu nha nội, lão tiêu nhà đích tôn, quả nhiên không tầm thường. Không thể không nói, cơ khinh xa đây là một tay rượu cờ. Rượu liền rượu tại, nàng rõ ràng hướng ngươi lấy lòng, ngươi còn không thể cực tuyệt. Lão tiêu nhà hai cái đích tôn, một cái xuất ra, tuyệt con đường hoạn lộ, thừa kế tiếp hoàn khố, thật vất vả đi đến chính đồ, còn không phải toàn lực ứng phó bồi dưỡng A. À. Tặng lễ cũng là rất có giảng cứu rất cần kỹ xảo. Biết người ta muốn cái gì, sau đó tặng đại lễ còn vượt xa khỏi người ta dự tính, nhân tình này, không lĩnh cũng được lĩnh. Cơ khinh xa có thể trong thời gian cực ngắn quật khởi, danh chấn kinh yến, đem cơ thị tập đoàn kinh doanh thành một cùng một công ty lớn, tuyệt đối không phải dựa vào vận khí, dựa vào là thực lực. Thực lực tổng hợp, cơ khinh xa bản nhân, thì là loại này thực lực tổng hợp bảo đảm lớn nhất tiêu phàm mỉm cười nói cơ tổng một phen tâm ý ta thay mặt đệ đệ ta lính. ta chỉ là có chút lo lắng hắn đi được quá thuận sẽ bị làm hư sau này đụng phải chân chính mưa gió sợ không ứng phó qua nổi cơ khinh xa cười nhạt một tiếng xinh đẹp ánh mắt tại tiêu phàm trên mặt mềm mại đáng yêu đi một vòng khẽ hé môi son nói một ít chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo lời này của ngươi có chút nghĩ một đằng nói một nẻo a à. tiêu phàm liền cười nâng chung trà lên uống trà trà ngon, cơ khinh xa cười nói, một ít, ta không tin ngươi không có cho nhị thiếu thôi diễn quá mệnh tướng. Tiêu nhị thiếu cực quý mệnh cách, cơ hồ đều khác ở trên mặt. Có như thế mệnh cách, mặc kệ cái dạng gì mưa gió, cũng không sợ. Tiêu phàm chậm rãi đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, nói cơ luôn luôn người trong đồng đạo, ta cũng không giả mồm. Tiêu thiên mệnh cách mặc dù 10 điểm quý giá, nhưng vô luận ai tướng mệnh, đều không phải đã hình thành thì không thay đổi. Giang hồ hiểm ác, hoạn lộ long đong, ai có thể 100% cam đoan cả một đời đều có thể thuận buồm xuôi gió. Cơ khinh xa khẽ vuốt cằm, nói thì nói như thế, đây không phải còn có một thiếu vi lệnh đệ hộ giá hộ tống sao. Nhị thiếu đã là đại quý chi mệnh, đương nhiên sẽ không thiếu vận khí tốt. Một thiếu chính là lệnh đệ mạnh nhất hữu lực chỗ dựa. Cơ khinh xa mặc dù tinh thông thuật pháp, lại không cách nào tại tiêu phàm trên thân nhìn ra nửa điểm mánh khóe. Nàng từng nếm thử cho tiêu phàm thôi diễn tướng mệnh, lại phát hiện là hoàn toàn phí công. Từ tướng mạo bên trên nhìn, tiêu phàm phổ thông đến cực điểm, có thể nói là vô tướng người. Cái gọi là vô tướng người, cũng là tướng thuật bên trên một cái thuật ngữ. Không là thật vô tướng, mà là tướng mệnh hết sức bình thường, bình thường chi cực, không có chút nào chỗ kỳ lạ. Nếu như đổi một người biểu hiện ra dạng này tướng mạo, cơ khinh xa chắc chắn sẽ không có bất cứ hứng thú gì làm tiến một bước thôi diễn. Trên thế giới này, đại đa số đều là vô tướng người, tầm thường, độ này cả đời. Chỉ có số người cực ít mới có đặc thù tướng mệnh. Nhưng ở tiêu phàm trên thân hiện ra loại này vô tướng, cơ khinh xa tuyệt đối không thể tin tưởng. Cũng không phải là bởi vì tiêu phàm là lão tiêu gia tử đệ, liền xem như hào môn thế gia tử đệ, tầm thường người cũng chiếm tuyệt đại đa số. Cơ khinh xa không tin cái này thôi diễn kết quả, là bởi vì tiêu phàm mình bày ra bản sự, thực tế lớn không bình thường. Một cái như thế cao minh một cùng hào môn tử đệ, nếu như nói cả đời này đều đem tầm thường vượt qua cơ khinh xa cảm thấy quá không bình thường về tình về lý đều không đúng vậy cũng chỉ có thể chứng minh tiêu phàm chân thực tướng mệnh bị trời cơ chi lực che phủ lên nàng nhìn không ra từ đó có thể biết tiêu phàm tại thuật pháp bên trên tu vi phía trên nàng về phần tiêu phàm thuật pháp tạo nghệ đến cùng cao thâm đến trình độ nào lại không phải cơ khinh xa có khả năng phỏng đoán thâm bất khả chắc đây chính là cơ khinh xa tải trong suy nghĩ cho tiêu phàm dưới định luận tiêu phàm mỉm cười hiển nhiên không nghĩ liền cái đề tài này xâm nhập nghiên cứu thảo luận nâng chung trà lên chậm rãi thưởng thức trầm ngâm nói cơ tổng người có uyển thiên thiên tin tức sao cơ khinh xa cảm thấy kinh ngạc thế nào một thiếu hôm nay là vì thiên thiên mà đến là trước đó không lâu thiên thiên cô nương cùng ta nói nàng phát hiện một chỗ hán đại cổ mộ khả năng cùng man thanh tiên sinh có quan hệ hỏi ta có hứng thú hay không cùng đi xem nhìn, ta lúc ấy khuyên nàng, nàng xem thường. Mấy ngày nay, ta đều liên lạc không được nàng, có chút lo lắng, tiêu phạm ăn ngay nói thật, hắn đánh qua uyển thiên thiên điện thoại, không thông, cũng tìm lưu mặc hỏi thăm qua, lưu mặc cũng không rõ ràng uyển thiên thiên hành tung, toàn bộ yên chi xã mấy vị nhân vật trọng yếu, đều liên lạc không được. Cân nhắc đến cơ khinh xa cùng Uyển Thiên Thiên là khuê mật, tựa hồ quan hệ 10 điểm mật thiết, tiêu phạm liền tự mình đến nhà bái phỏng cơ khinh xa khóe miệng hiện lên mỉm cười, nói, một thiếu đối cô gái nhỏ này thật đúng là quan tâm đâu. Yên tâm đi, một ít, Uyển Thiên Thiên không phải mới xuất đạo thái điểu, yên chi xã, làm cái này nghề, không nói là cả nước cổ xưa nhất lưu phái, chỉ ít cũng sắp xếp tiến vào trước ba đi. Cho tới bây giờ, nàng còn không có thất thủ qua. Cơ khinh xa an ủi cũng không có đưa đến tác dụng vốn có, tiêu phàm sau nghi chăm chú nhỏ lên, nói cơ tổng, ta lo lắng không phải cái này. Yên Chi xã chưa từng thất thủ, chưa chắc là chuyện tốt. Chính là bởi vì dạng này, Uyển Thiên Thiên 10 điểm tự tin, ai lời nói đều nghe không vào. Nếu như kia tòa cổ mộ, thật cùng Man Thanh Tiên sinh có quan hệ, như vậy, nàng sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong cơ thể nàng sát khí, nay đã tương đương nồng đậm. Cơ khinh xa sắc mặt lập tức cũng biến thành nghiêm trọng. Làm Uyển Thiên Thiên khuê mật, cơ khinh xa đương nhiên cũng có thể cảm nhận được Uyển Thiên Thiên thể nội trầm tích âm sát khí, nhưng lấy cơ khinh xa tại thuật pháp bên trên tạo nghệ nàng tạm thời còn không thể phán đoán chính xác loại này âm sát khí đối uyển thiên thiên nguy hại càng đừng đề cập đường hóa giải hiện tại nghe tiêu phàm kiểu nói này lập tức liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng họ tiêu phàm tuyệt không phải từ không sinh có nói chuyện giật gân họ cách ngay cả hắn đều như thế quan trọng có thể thấy được uyển thiên thiên tình huống thực tế đã vô cùng không lạc quan một ít mấy ngày nay ta đều không có cùng uyển thiên thiên liên lạc qua giữa chúng ta cũng không phải là thường xuyên đều có liên hệ. Uyển Thiên Thiên cái kia họ tử, một thiếu cũng biết, không an tĩnh được. Nàng quá hiếu động, lơ lửng không cố định, như vậy đi, ta lập tức liên lạc một chút nàng. Cơ khinh xa trịnh trọng nói, được, cơ khinh xa lập tức cầm lấy trên mặt bàn tiểu xảo tinh xảo điện thoại, ngay trước tiêu phàm trước mặt, bắt đầu quay số điện thoại. Nhưng kết quả lại cùng tiêu phàm dữ liệu đồng dạng, liên tiếp đánh ba cái khác biệt dãy số, đều không thể kết nối kỳ quái, cơ khinh xa loay hoay điện thoại di động, xinh đẹp đại mi cũng nhau. Ba cái dãy số đều không thông, loại tình huống này, trước kia thật đúng là chưa từng xảy ra. Nàng cùng huyền thiên thiên ở giữa, lẫn nhau lưu lại một cái khẩn cấp liên hệ số điện thoại, cái số này là 10 điểm giữ bí mật, rất ít người biết. Hai người ước định, nếu có đặc biệt khẩn cấp tình huống phát sinh, liền lấy cái số này liên hệ, chuẩn bị tùy thời có thể chi viện đối phương. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Cơ khinh xa cùng huyền thiên thiên không phải khuê mật, mà cùng loại với một loại đồng minh quan hệ. Một vị là danh chấn kinh yến ngọc quan âm, một vị là hoành hành giang hồ son phấn đỏ, có thể tương hỗ chi viện, đối lẫn nhau mà nói, đều là một cái mạnh hữu lực bảo hộ. Thiên thủ ngọc quan âm, đoạt mệnh son phấn đỏ, đây là bằng hữu trên giang hồ, đưa cho hai vị này phương bắc giang hồ trên đường một cùng một nữ đại hào lời bình. Từ cái này ngắn ngủi 10 cái trong chữ, cũng có thể nhìn ra ngọc quan âm cùng son phấn đỏ có hết sức rõ ràng khác nhau ngọc quan âm mạnh vì gạo, bạo vì tiền, son phấn đỏ ra tay ác độc vô tình. Tiêu phàm thần sắc, càng thêm nghiêm trọng, một ít, lấy người chi năng, cũng đẩy coi không ra sao. Ngọc quan âm giống như là rất vị ý mà hỏi thăm. Đẩy coi không ra, đây chính là ta lo lắng nhất nguyên nhân. Tiêu phàm lắc đầu, chậm rãi nói, sắc mặt 10 điểm sầu lo. chương 191, đối thủ chân chính. Tiêu phàm thẳng thừa tự mình thần cơ diệu toán, thoảng qua vượt quá cơ khinh xa dự kiến, cũng làm cho cơ khinh xa có chút cảm động, một cỗ khác ấm áp, lặng lẽ phun lên cơ khinh xa trong lòng, nhu nhu. Cơ khinh xa chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, đã không biết có bao nhiêu lúc nói, mình chưa từng bị người cảm động qua. Tiêu phàm thần sắc cùng ngữ khí đều rất vì tâm, không có bất kỳ cái gì dáng vẻ cạch cớm, thật giống như hai cái bằng hữu chân chính đang tán gẫu. tiêu phàm một cách tự nhiên thừa nhận mình cơ mật. Cơ khinh xa rất rõ ràng, nàng âm thầm phỏng đoán cùng tiêu phàm mình thừa nhận là tuyệt đối hai việc khác nhau. Cái trước biểu thị nàng cơ khinh xa năng lực, cái sau lại đại biểu cho tiêu phàm thành khẩn. Làm việc đoan chính, đại khí bàng bạc, cực cường giả phong phạm, sôi nổi mà ra. Một ít, việc này a, à, ta đi nghe ngóng đi, cũng không nhất định chính là xảy ra ngoài ý muốn. Có đôi khi cô gái nhỏ này là ưa thích náo, có lẽ là cố ý cùng chúng ta làm trò cười đâu. Cơ khinh xa ôn nhu nói. Bất quá cơ khinh xa cũng biết, mình cái này an ủi 10 điểm gượng ép. Điện thoại tắt máy, liên lạc không được, còn có thể nói là Uyển Thiên Thiên hồ nháo tìm đoàn người vui vẻ, nhưng Tiêu Phàm đẩy không tính được tới Uyển Thiên Thiên bất kỳ đầu mối nào, cái này lại không phải Uyển Thiên Thiên mình có thể làm được. Trừ phi Uyển Thiên Thiên cũng là một vị thuật pháp cao thủ, có thể che đậy trời cơ. Chỉ là căn cứ cơ khinh xa đối Uyển Thiên Thiên hiểu rõ, vị này tung hoành giang hồ nữ ma đầu, cố nhiên tâm ngoan thủ lạt, võ nghệ cao cường, tại thuật pháp một đạo, lại cũng không tinh thông. Tiêu phàm trầm ngâm một lúc, cũng chỉ có thể gật đầu. Không thể suy tính Nguyễn Thiên Thiên phương vị, điện thoại cũng liên lạc không được, chỉ có thể dựa vào cơ khinh xa lấy những phương thức khác đi tìm Nguyễn Thiên Thiên hạ lạc. Dù sao cho tới bây giờ, hắn cùng Nguyễn Thiên Thiên liên hệ số lần cũng không nhiều, luận đến lẫn nhau rất quen trình độ, tự nhiên kém xa cơ khinh xa. Có lẽ cơ khinh xa có biện pháp tìm tới Uyển Thiên Thiên. Vậy liền vất vả cơ tổng, ta không nhiều quấy giày, cáo từ. Tiêu phàm đứng dậy, mỉm cười nói đừng. Cơ khinh xa đứng dậy đưa tiến, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, một ít, thiên thiên nếu là biết một thiếu như thế lo lắng nàng, nhất định sẽ rất cảm động. Lời nói này phải 10 điểm chính thức, lại tựa hồ như lộ ra một chút xíu trêu chọc hương vị, thậm chí còn mang theo một chút xíu ghen tuông. Có lẽ loại này ghen tuông không quan hệ nam nữ tình yêu, chỉ là nữ nhân trời họ cho phép. Không thể nghi ngờ, Tiêu Phàm hôm nay là chuyên vì Uyển Thiên Thiên sự tình đến tìm nàng. Mắt thấy một vị như thế siêu quần bạt tụy nam nhân dạng này quan tâm bên cạnh mình nữ hài tử, cơ khinh xa trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút ghen tuông, cũng coi là 10 điểm bình thường. Như vậy cũng tốt so học sinh niên đại, có người cho tiểu cô nương đưa tờ giấy nhỏ, tiểu cô nương mang vô so tâm tình thấp thỏm mở ra xem, lại là mời nàng chuyển giao cho ngồi cùng bàn hảo hữu tâm tình lập tức liền sẽ trở nên phi thường khó chịu uy, ta thích chính là người ngồi cùng bàn, không phải ngươi a." À. Tiêu Phàm cười cười, cũng không có làm nhiều giải thích. Có chút sự tình là giải thích không rõ ràng, càng tô càng đen. Huống chi anh Minh thần võ Tiêu chân nhân, xác thực không am hiểu xử lý cùng nữ hài tử quan hệ, nhất là Cơ Khinh Sa Uyển Thiên Thiên dạng này cực kỳ ưu tú cực kỳ kiệt xuất cô gái xinh đẹp. Cơ Khinh Sa tự mình đưa Tiêu Phàm đến đầu bậc thang. "Cơ tổng, xin dừng bước." Xuống thang lầu thời điểm, Tiêu Phàm xoay người, "Tao nhã lễ phép nói." Mặt khác mời cơ tổng thay ta hướng khách nhân của ngươi vấn an khách nhân cơ khinh xa có chút ngây người xinh đẹp liễu diệp lông mày nhẹ nhàng giơ lên tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng không nói gì nữa quay người đi xuống cầu thang cơ khinh xa đầy bụng điểm khả nghi nàng càng thêm không biết tiêu phàm quay người xuống lầu nháy mắt sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ nghiêm trọng giữa ngón tay hàn quang ẩn hiện lại nhưng đã trừ ba cái liễu diệp tiểu đao nơi tay giống như vậy như lâm đại địch tình hình tại tiêu phàm trên thân tuyệt không thấy nhiều. Cơ khinh xa chậm rãi trở lại chủ tịch văn phòng, trong đầu còn tại nghiêm túc suy tư, tiêu phàm vừa rồi câu kia không đầu không đuôi, đến cùng là loại nào hàm nghĩa, chẳng lẽ là nhắc nhở nàng, tại cái này trung thiên đại hạ tầng cao nhất, giờ này khắc này, trừ nàng cùng tiêu phàm bên ngoài, còn có người thứ ba tồn tại. Kia cơ hồ khả năng không lớn, thật có một người như vậy thăm dò ở bên, lấy cơ khinh xa chi năng, như thế nào lại không phát giác gì coi như người này võ nghệ cao cường, giỏi về ẩn tàng hành tung của mình, nhưng cái này tầng cao nhất vườn treo, nhưng hoàn toàn không phải người bình thường xem ra đơn giản như vậy. Cơ khinh sa tự tay ở đây bày ra phòng hộ pháp trận, dù là một cái cảnh vệ đều không có, chỉ cần có người chưa từng đạt được nàng mời mà xuất hiện tại 49 tầng, nàng tuyệt đối có thể ngay lập tức phát giác được dị thường. Cơ khinh sa một chân vừa mới đạp tiến vào chủ tịch văn phòng, lập tức lại thu hồi lại, con người bỗng nhiên co vào, nhẹ nhàng tất ba chi tiếng vang lên, cơ khinh xa tay phải tinh xảo thon dài năm ngón tay, nhàn rỗi ở giữa thật dài một chút, ẩn ẩn có huyết mang lấp lánh. Một đầu thẳng bóng lưng, chính đứng lặng tại vườn treo giả sơn bên cạnh, hai tay chắp ở sau lưng, đầu lâu hơi dương, tựa hồ đang thưởng thức tình không nghìn dặm, trời xanh không mây phong cảnh. Là ngươi, cơ khinh xa thấp giọng kinh hô, tay phải năm ngón tay chẳng những không có trở về hình dáng ban đầu, đầu ngón tay hồng mang ngược lại càng thêm lóa mắt, mềm mại thân thể có chút uốn lượn, vậy mà bày ra toàn bộ tinh thần để phòng tư thế, xinh đẹp mắt phượng bên trong, thậm chí cực nhanh hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Cái kia chính đang thưởng thức phong cảnh nam nhân chậm rãi xoay người lại, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Chính là Diệp Cô Vũ. Diệp Cô vu ánh mắt tại cơ khinh xa trên tay phải nhẹ nhàng đảo qua, lập tức lắc đầu, khóe miệng hiện lên một vòng khinh thường chi ý. Cơ tổng, xem ra ngươi đối ta từ đầu đến cuối đều không tín nhiệm a. Diệp Cô Vũ mỉm cười nói, cơ khinh xa tay phải xòe ra năm ngón tay, chậm rãi thu về, nắm thành tuyết trắng nắm tay nhỏ, ánh mắt lập tức trở nên 10 điểm chấn định, nhếch miệng lên, cũng hiện lên một vòng vẻ châm chọc. Ta hẳn là tin tưởng ngươi a." À. Diệp Cô Vũ từ tốn nói, chúng ta quen biết đến bây giờ, ta có gây bất lợi cho ngươi sao? Cơ khinh xa liền cười, trong tươi cười mang theo cực độ mỉa mai, hai mắt nhắm lại, từ tốn nói, Diệp Vương, nếu như muốn nói vô sỉ, ngươi tính được một cái lời nói này phải cực không khách khí. Diệp cô vũ sau nghi có chút nhân lại, ngay tại trong ghế ngồi xuống, ngồi là cơ khinh xa ban đầu vị trí, nói cơ tổng, người ta ở giữa, vốn chính là giao dịch. Lúc trước ta cứu ngươi, cho các ngươi hà lạc phái bù đắp thất lạc thiên trương, nhưng không có đã nói với ngươi, là không ràng buộc trợ giúp. Ta làm bất cứ chuyện gì, mục đích họ đều hết sức rõ ràng. Vô tư kính dân, lấy giúp người làm niềm vui, không phải ta diệp cô vũ phong cách hành sự. Cơ khinh xa cười lạnh một tiếng, nói, Diệp Vương, ta đáp ứng chuyện của ngươi, cho tới bây giờ đều chưa từng quên. Ngươi đối ta làm qua sự tình, ta càng thêm sẽ không quên. Nếu là giao dịch, đó chính là lợi dụng lẫn nhau, cần gì phải nói chuyện gì tín nhiệm không tín nhiệm. Diệp cô vũ khe khẽ thở dài, trên mặt toát ra vẻ cô đơn chi ý. Chỗ cao không thắng hàn, lụa mỏng, ta vốn cho là, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Ngươi biết, ta rất ít có bằng hữu mỗi một người bạn đối với ta mà nói đều đầy đủ chân quý cơ khinh xa lãnh đạm nói thật xin lỗi diệp cô vũ người nằm đó tại trên người ta động những cái kia tay chân liền đã chú định chúng ta đời này không có khả năng làm bằng hữu ta thừa nhận ngươi rất cường đại cường đại đến cơ hồ không cách nào đối kháng nhưng cái này cũng không hề biểu thị ta sẽ hướng ngươi uốn gối ngươi có thể giết ta nhưng xin ngươi đừng lại buồn nôn ta buồn nôn diệp cô vũ khe giật mình lập tức nở nụ cười tiếng cười rất vang dội không có chút nào cố kỵ lại cũng nghe được diệp cô vũ tâm tình vào giờ khác này tuyệt đối không sung sướng cơ khinh sa là khó gặp đại mỹ nữ vô luận nam nhân kia bị mỹ nữ như vậy khinh bỉ tâm tình cũng sẽ không rất vui vẻ càng không nói đến diệp cô vũ dạng này kiêu ngạo đến thực chất bên trong đầu cường thế nam nhân cơ khinh sa lạnh lùng nhìn xem hắn từ đầu đến cuối đứng tại chủ tịch cửa phòng làm việc bên ngoài không có bước vào một bước. Đối trước mắt cái này anh Tuấn siêu quần, khí độ nghiễm nhiên nam tử, cơ khinh xa đầy cõi lòng cảnh giác trị ý, tuyệt không chịu cùng hắn đi được quá gần. Nếu như nói, qua nhiều năm như vậy, tại cơ khinh xa nhân sinh bên trong, còn có một cái ác mộng mộng, vậy liền không phải diệp cô vũ không ai có thể hơn. Cái này cái nam nhân, là một cái chân chính ma vương. Cứ việc dựa theo thế tục quan điểm đến xem, hắn cho cơ khinh xa trợ giúp thật lớn, cho tới nay, cũng không có đối cơ khinh xa tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn dưới tại cơ khinh xa trong thân thể cấm chế, cũng chưa từng phát tác qua, thậm chí cơ khinh xa đều đã không cảm giác được những cấm chế kia tồn tại. Nhưng ở cơ khinh xa trong lòng, hắn vẫn như cũ là cái ma vương. Là cái chính cống ma vương. Bao nhiêu lần cơ khinh xa ở trong mơ bừng tỉnh, mồ hôi lạnh lâm ly. Tốt à, cơ tổng, đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ nói giao dịch. Cơ khinh xa lạnh lùng nhìn xem hắn, chậm đợi đoạn dưới ta hôm nay đến tìm ngươi, vốn muốn cùng ngươi nói chuyện cùng tiêu phàm có liên quan sự tình, không nghĩ tới cơ tổng cộng hắn quan hệ rất không tệ, có chút vượt quá dữ liệu của ta. Diệp cô vũ cầm lấy trên mặt bàn kia phần đầu tư hợp đồng, tiện tay đọc qua, lạnh nhạt nói, thanh âm hoàn toàn hồi phục bình tĩnh, không có chút rung động nào. Cơ khinh xa lập tức cảnh giác lên, người muốn hiểu tiêu phàm. Vì cái gì, Diệp cô vũ lạnh lùng nói, người không cần biết nguyên nhân, người chỉ cần tiếp cận hắn là được thật xin lỗi, ta không phải rất rõ ràng. Ngươi sẽ minh bạch, ngươi tiếp cận hắn, trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn. Về phần dùng phương pháp gì để hắn tiếp nhận ngươi, kia chính là chuyện của mình ngươi, ta không can thiệp. Ta nghĩ, chỉ cần hắn là cái nam nhân bình thường, hẳn là không biện pháp cự tuyệt ngươi. Diệp cô vũ liếc nàng một cái, bỗng nhiên lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ta ngay tại làm, nhưng không phải vì ngươi làm, từ giờ trở đi, ngươi vì ta làm. Diệp cô vũ thuận miệng nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Cơ khinh xa nhàn nhạt hỏi, sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Ngươi chờ ta thông chi, thời cơ chín mùi thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết phải nên làm như thế nào. Ta chỉ cần ngươi vì ta làm một chuyện, cùng chuyện này sau khi hoàn thành, ước định giữa chúng ta giải trừ. Ta dưới trên người ngươi tất cả cấm chế, ta sẽ vì ngươi giải khai, trả lại ngươi chân chính thân tự do. Cơ khinh xa bắt đầu trầm mặc, diệp cô vũ cũng không có thúc giục nàng, chỉ là nhẹ nhàng bưng lên cơ khinh xa đã từng uống qua ly kia trà, chậm rãi uống một ngụm. Cơ khinh xa bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt thái dương một sợi tóc xanh, lạnh nhạt nói, Diệp Vương, có lẽ ngươi không rõ ràng, kỳ thật ngươi cũng không phải là như cùng ngươi chính mình tưởng tượng như thế, vô địch thiên hạ. Tiêu phàm biết ngươi tại ta chỗ này, mời ta thay hắn hướng ngươi vấn an. Diệp cô vũ hai mắt, bỗng nhiên híp mắt một chút, bắn ra hai đạo tinh quang bức người. Diệp Vương, ta không biết người cùng tiêu phàm ở giữa có cái gì ân oán ta chỉ biết, người lúc này, đụng phải đối thủ chân chính. Cơ khinh sao ung dung nói. chương 192, khi dễ. Tiêu phàm mới vừa tới đến Trung Thiên Đại Hạ Đại Đường, điện thoại liền chấn vang lên. Một cái mã số xa lạ, người tốt, tiêu phàm, người cái miệng quạ đen, một lời chưa tất, trong điện thoại liền vang lên một thiếu nữ phẫn nộ tiếng gào. Chính là Phương Du Mỹ tiêu phàm không khỏi thoảng qua sướng sờ ngơ ngác một chút đánh nhỏ đến lớn người khác đã cho tiêu phàm đủ loại kiểu dáng đánh giá duy chỉ có không ai mắng qua hắn miệng quả đen phương du mỹ là cái thứ nhất bất quá tiêu phàm chố mắt cũng chỉ là trong chốc lát sự tình phương du mỹ không để ý không để ý ở trong điện thoại ồn ào mở thanh thúy kiều nộn thiếu nữ tiếng nói giống cơ quan súng đồng dạng cộc 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 chấn động tiêu phàm màng nhĩ dù là tiêu phàm nội công tinh xảo thính lực khác thường nhân trong lúc nhất thời cũng nghe không rõ Phương Du Mỹ tại hướng nàng phàn nàn cái gì. Người lập tức tới ngay thấy ta, lập tức, Phương Du Mỹ ở trong điện thoại kêu to, tiêu phàm nở nụ cười khổ, bị một tiểu nha đầu phiến tử như thế mệnh lệnh, cũng là lần đầu. Thế nhưng là tiêu phàm cũng không định cùng Phương Du Mỹ giảng đạo lý, kia hoàn toàn là phí công. Bất luận cái gì một cái nữ hài tử, nhất là là xinh đẹp nữ hài tử, đặc biệt là xinh đẹp tiểu cô nương, ở trường nữ học sinh, càng thêm sẽ không giảng đạo lý. Trên thực tế, tiêu phàm đã minh bạch, phương du Mỹ vì cái gì như thế thét lên. Nàng ở trường học thụ ủy khuất, tất cả đây hết thảy, tất cả đều muốn trách tiêu phàm miệng quạ đen. Nếu như không phải tiêu phàm để nàng cẩn thận, không muốn cùng các bạn học cãi nhau, nàng làm sao lại thụ ủy khuất như vậy? Bị mấy cái nữ lưu manh khi dễ, ngươi đến cùng tới hay không? Tiểu cô nương hung tợn kêu lên, nghe được, nàng đang liều mạng chịu đựng mình giọng nghẹn ngào. Ngươi nếu là không đến, ta liền cho giản a di cáo trạng nói ngươi khi dễ ta đây mới thực là đòn sát thủ tiêu phàm tuyệt không dám mạo hiểm dạng này hiểm ai biết tiểu nha đầu sẽ như thế nào cho mẹ hắn cáo trạng nữ hài tử lời nói khi dễ vậy nhưng quá nội hàm có vô số loại giải đọc phương thức duy nhất không đổi là vô luận loại kia giải thích tiêu chân nhân một thế anh danh đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát khi dễ người ta một ở trường tiểu nữ sinh cầm thú a hư hỏng như vậy thanh danh tiêu chân nhân vô luận như thế nào cũng không dám cõng. Chẳng những hắn một thế anh danh sẽ hủy thành cặn bá, coi như lão tiêu gia danh dự, đều giống nhau sẽ hủy thành cặn bá. Loại này bị trong nhà làm hư tiểu nữ hài, nói được làm được, nàng mới sẽ không cân nhắc hậu quả gì đâu. Lại nói, thế ra các trưởng bối chẳng lẽ còn thực sẽ như vậy sự tình tiến hành xâm nhập điều tra. Người ở đâu, phiền muộn một trận, tiêu chân nhân từ miệng bên trong lóe ra ba chữ. Ở trường học, a à, không đúng, ta hiện tại muốn đi đối diện quán cà phê ăn cái gì, ta không mang tiền, ngươi qua đây cho ta thanh toán. nói, phương du mỹ cùng cục một tiếng, cúp điện thoại. thật giống như tiêu phàm nhất định có thể biết nàng trường học ở nơi nào, cũng nhất định có thể tìm tới đối diện quán cà phê. ngươi không phải yêu quái a, à, ngay cả chút bản lãnh này đều không có, gọi yêu quái gì? tiêu phàm nhìn qua túc túc rung động điện thoại, nhẹ nhàng lắc đầu. bị tiểu nha đầu quấy giày không rõ. Đôi này tiêu chân nhân mà nói, tính được là một loại trước nay chưa từng có trải nghiệm. Uyển Thiên Thiên cũng hồ nháo, nhưng son phấn đỏ dù sao cũng là danh chấn một phương giang hồ đại hào, không phải ở trường tiểu nữ sinh, đối Uyển Thiên Thiên hồ nháo, Tiêu Phàm có thể tiếp nhận. Giang hồ nhân sĩ làm việc, phần lớn không theo thông thường ra bài. Xem ra cái này hồng trần đại kiếp, Tiêu chân nhân xác thực cần trải qua rất nhiều, trước kia chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới quái sự. Vừa nghĩ đến đây, tiêu phàm liền là thản nhiên đã nhất định kinh lịch vậy liền đi đối mặt tốt tiêu phàm tự mình mang lấy xa hoa đại bôn rời đi trung thiên đại hạ trung thiên đại hạ tầng cao nhất một đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú lên dần dần đi xa xe mercedes âm trầm trong mắt tinh quang lấp lóe tiêu phàm không tiếp tục gọi điện thoại tới hỏi phương du mỹ nàng trường học ở nơi nào không cần phải vậy đại bôn nửa điểm đường quanh co đều không đi trực tiếp liền đi hướng khải minh trung học Phương Du Mỹ tại Khải Minh Trung học học tập, hơi hơi có chút vượt quá tiêu phàm dự kiến. Bình thường đến nói, giống Phương Du Mỹ gia đình như vậy xuất thân, tiểu học, sơ trung, cao trung cũng sẽ ở nào đó mấy chỗ cố định trường học học tập. Kia là tụ tập địa phương, nhìn qua đơn giản bình thường không chút nào thu hút học sinh, địa vị nói không chừng liền to đến hù chết người. Tiêu Phàm Tiêu Thiên đều là như thế này kinh lịch học sinh của bọn hắn niên đại. Kia mấy chỗ đặc biệt trường học, phong cách trường học trường học kỳ tốt vô cùng không phải nói không ai đánh nhau nháo sự, nhưng bình thường sẽ không trong trường học náo. Tỷ như Tiêu Thiên Tiêu Nhị ca cùng Uông thuật Phan Uông Nhị ca ở giữa, liền thường xuyên đấu pháp. Đa số thời điểm đều là ở trường cửa bên ngoài. Trong trường học nháo sự, tuyệt đối là muốn chết tiết tấu. Lão sư có lẽ không có cách nào thu thập ngươi, nhưng lão sư sẽ cáo trạng. Cái này cáo trạng đến riêng phần mình trong nhà, mặc kệ là một thiếu hay là nhị ca, đều phải chịu không nổi đây là trường học lão sư đòn sát thủ khải minh trung học mặc dù cũng là khu bên trong trọng điểm trung học dù sao cũng không thể cùng kia mấy chỗ đặc biệt trường học đánh đồng có lẽ phương lê cùng nhiêu vũ đình không hy vọng phương du mỹ tại một cái quá đặc thù hoàn cảnh bên trong trưởng thành đi để nàng tiếp xúc nhiều chút đặc quyền giai tầng bên ngoài hoàn cảnh xã hội đối nàng cá nhân trưởng thành có trợ giúp kinh sư hào môn thế gia cũng không ít trưởng bối đem trong tộc tử đệ đưa đến phổ thông trọng điểm trung học học tập đều là ôm như thế cái rèn luyện tâm tư. Bất quá để Phương Du Mỹ không tưởng được chính là, lần này, nàng tựa hồ là thật gặp được đại phiền toái. Cúp máy tiêu phàm điện thoại, tiểu nha đầu khí cổ cổ đi ra phòng học, hướng phía ngoài cửa trường đi đến. Thời gian lên lớp, nguyên bản không thể trốn học, nhưng tiết sau là khóa thể dục, tiểu nha đầu liền xin nghỉ, nói thân thể của mình không thoải mái, muốn nghỉ ngơi. 16-17 tuổi tiểu cô nương, xác thực mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, là có thể cự tuyệt lên tiết thể dục. Lão sư căn bản liền không có hỏi lý do. Tại Khải Minh Trung học, Phương Du Mỹ là lão sư yêu thích học sinh tốt, dáng dấp đẹp đặc biệt, thành tích học tập đặc biệt tốt, miệng còn ngọt. Cái này ba loại bên trong chỉ cần chiếm đồng dạng, chính là lão sư trong mắt hảo hài tử, chớ đừng nói chi là Phương Du Mỹ ba loại đều đủ. Lão sư nhưng không biết, trước đây không lâu, Phương Du Mỹ còn cùng cấp cao hai nữ sinh cãi nhau. Mà lại kia hai nữ sinh, là Khải Minh Trung học nổi danh đại tỷ đầu, thành tích học tập, tướng mạo bình thường, quan hệ xã hội lại đặc biệt phức tạp. Trong trường học có không ít học sinh nhận qua khi dễ của các nàng, hòa nói bên trong không ai dám trêu chọc. Phương Du Mỹ bình thường cũng cùng với các nàng không có cái gì gặp nhau, chính là vừa rồi đi ngang qua thảo trận thời điểm, nhìn thấy mấy nữ sinh khi dễ một cái gầy tiểu nhân đồng học, nhất thời kích động lòng căm phẫn, tiến lên bênh vực kẻ yếu, kết quả đại xảo một trận, còn xô đẩy mấy lần. Nếu không phải có trường học lão sư trùng hợp đi ngang qua, chỉ sợ lúc ấy liền muốn diễn biến thành một trận chiến đấu. Tiểu Nha đầu ăn một chút thiệt thòi nhỏ, cái này cũng chẳng có gì, mấu chốt là tức giận đến quá sức. Phương Du Mỹ từ nhỏ đến lớn, liền gặp không quen khi dễ như vậy người xử tình, tại nàng như thế gia đình, cơ bản cũng rất ít có thể nhìn thấy cùng loại tình hình. Ai dám khi dễ người của Phương gia, chân chính để Phương Du Mỹ sinh khí, còn không phải hai vị kia đại tỷ đầu ỷ thế hiếp người? mà là cái kia bị khi phụ gầy bạn học nhỏ uất ức biểu hiện. Phương Du Mỹ vốn định lôi kéo nàng đi phòng giáo vụ cáo trạng, không ngờ bị phiến hai cái bàn tay, trên mặt bị cầm ra mấy đạo vết máu gầy bạn học nhỏ, lại giống hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, nhìn Phương Du Mỹ ánh mắt, tựa như nhìn xem một cái cửu nhân, tựa hồ khi dễ nàng không phải kia hai cái bá đạo nữ đồng học, mà là bên vực lẽ phải bên vực kẻ yếu Phương Du Mỹ. Sau đó liền như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, nhanh như chấp chạy ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy. Thanh Phương Du Mỹ phiền muộn phải. Phiền muộn một trận về sau, Phương Du Mỹ rút kinh nghiệm xương máu, bỗng nhiên liền nhớ lại tiêu phàm tới. Không sai, chính là cái kia miệng quả đen. Phương Du Mỹ lập tức tìm được sự tình đầu nguồn. Hắn không phải nói để cho mình không muốn cùng đồng học cãi nhau sao. Phương Du Mỹ trước kia xưa nay không cùng đồng học cãi nhau, kia yêu quái đã nói như vậy về sau, không có mấy ngày liền đại xảo một trận. Phương Đại Tiểu Thư cơ hồ không hề nghĩ ngợi, một điện thoại liền cho tiêu phàm đánh qua bất quá tiêu phàm biểu hiện để nàng còn tương đối hài lòng không nói hai lời liền đáp ứng chạy tới cái này còn tạm được phương du mỹ một bên hướng ngoài trường học vừa đi một bên hé miệng cười khẽ tận đến giờ phút này tiểu nha đầu mới ý thức tới mình vừa rồi uy hiếp tiêu phàm lời nói có chút khác người bị tiêu phàm khi dễ lời này thật đúng là không thể tùy tiện nói vạn nhất bị giản a di cùng nhà mình lão mụ hiểu lầm còn không phải lật trời làm không tốt a, à, hai nhà trưởng bối sẽ để bọn hắn cùng một chỗ. Tại người bình thường nhà, tình hình như vậy tự nhiên rất khó phát sinh. Phương Du Mỹ không phải là ở trường tiểu nữ sinh a. À. Vừa lên cấp 3 đâu, nhưng ở thế gia hào môn, vậy nhưng liền không nói được. Thông ra, từ trước là thế gia hào môn tương hỗ gắn bó quan hệ thân mật một loại đi hữu hiệu hảo thủ đoạn. Phương Du Mỹ niên kỷ dù nhỏ, bên người chính trị hôn nhân lại là thấy nhiều. Hai cái rõ ràng không có chút nào yêu nhau người, bởi vì một loại nào đó trong chính trị sách lược hoặc là nói trong chính trị cần, ngạnh sinh sinh góp lại với nhau, rõ ràng nửa điểm tình cảm đều không có, còn muốn ở trước mặt người ngoài giả trang ra một bộ thân thân mật mật, cầm sắt hài hòa dáng vẻ. Theo Phương Du Mỹ biết, đừng bảo là học sinh trung học, thế ra hào môn thậm chí còn có kết thông gia tử bé. Song Phương hài tử cũng còn lúc còn rất nhỏ, trong nhà lão gia tử liền cho chỉ định. Phương Du Mỹ biểu ca kết chính là thông gia từ bé, biểu ca 4 tuổi thời điểm, chị dâu vừa vừa ra đời, ra trưởng hai bên chuyện phiếm thời điểm, không biết là ai mở câu trò đùa, còn liền thật định ra đến. Trước đó không lâu, biểu ca liền cưới hắn đánh tiểu liền định ra nàng dâu, đường đường chính chính thành vợ chồng. Phương Du Mỹ đã đầy 16 tuổi, gần 17 tuổi, Tiêu gia cùng Phương gia cũng coi như môn đăng hộ đối, lại thêm Tiêu Phàm khi dễ nàng, quả thực chính là ông trời tác hợp cho a. Hai nhà hợp tác một nhà, khi dễ sự tình liền đừng đề cập. Thành hai vợ chồng, người nào thích khi dễ ai liền khi dễ đi, các trưởng bối đại khái có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, không rảnh để ý. Ngẫm lại việc này, thật là có thú, thật muốn như vậy, không biết cái kia yêu quái sẽ là loại vẻ mặt nào. Phương Du Mỹ càng nghĩ càng thú vị, vừa đi vừa cười lên tiếng đến, tuyết trắng gương mặt xinh đẹp bên trên, lặng lẽ hiện lên hai đóa đỏ ửng. Phương Du Mỹ Mới vừa đi ra cửa trường, tiểu nha đầu mơ màng, liền bị một tiếng lạnh như băng quát lớn đánh gãy. Phương Du Mỹ ngẩng đầu nhìn lên, song mi lập tức giơ lên, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên ở giữa liền biến sắc. Chương 193: Thích ăn đòn. Chính là kia hai cái cùng nàng cãi nhau cấp cao nữ sinh. Trừ hai vị này đại tỷ đầu, còn có hai tên nữ hài tử, mặc kỳ trang dị phục, đầu đầy tóc vàng tóc đỏ giao nhau, nó bên trong một cái, miệng bên trong còn ngậm một điếu thuốc thơm, vành mắt tô lại thành gấu trúc. Một cái tay cắm ở to béo A à Hàn phục trong túi quần, thân thể tố chất thần kinh mà run run, nhưng liếc phương du mỹ, thần tình kia, rất giống nhìn thấy con cừu nhỏ lão sói xám. Cách đó không xa còn có ba cái 18-19 tuổi tuổi trẻ hậu sinh, đồng dạng kỳ trang dị phục, một cái lý lấy đầu chọc, một cái khác trực tiếp tại trên lỗ tai treo cái đại đại bằng bạc tai điểm, một cái duy nhất hơi bình thường điểm, thì nhiễm một đầu hoàng mau. Ba cái dưới đại tiểu tử đều ngậm lấy điếu thuốc, hi hi ha ha nhìn qua bên này. Thảo, cái này tiểu tiện hóa dáng dấp còn rất đẹp mắt, nhất là cặp mắt kia, thật lớn a. À. Nấm tuyết điểm nam nhìn thấy phương du mỹ, không khỏi xứng sở ngơ ngác một chút, lập tức cười đùa tí từng nói. Bồng tử, nếu không ngươi bên trên, gọi tiểu cầm các nàng tránh ra điểm, đầu chọc cười hi hi nói. Nấm tuyết điểm lắc đầu, nói quên đi thôi, ta cam môn phải nói nghĩa khí, ta nhưng là tiểu cầm bạn trai, dạng này làm không tốt mặt khác hai cái tiểu vô lại liền hướng hắn giơ ngón tay cái lên bồng tử ta nói tiểu cầm có phải là quá cái kia chỉ như vậy một cái con gà con như tiểu nha đầu các nàng bốn cái còn không giải quyết được a à. còn ba ba kêu lên ta mấy ca tới hoàng mao tiểu vô lại có chút không hiểu nói ai biết được tiểu cầm nói kia tiểu tiện hóa trong nhà giống như rất có tiền sợ đến lúc đó nàng gọi người đến giúp đỡ dừng a à, có tiền thì thế nào có tiền không tầm thường a à. tại vùng này ai dám gây ta ca môn, phế hắn. Đúng đấy, lão tử không ưa nhất chính là những cái kia cao phú xoái trang bước đồ chơi, ỉ vào trong nhà có mấy cái tiền bẩn, khắp nơi khoe khoang. Hôm nay tiểu nha đầu này không gọi người thì thôi, nàng nếu là dám gọi người tới, lão tử cắt hắn gân chân. Đầu chọc hung tợn nói, khí thế ngất trời phun ra một cỗ sương mù. Đúng đấy, xem ai dám đến. Nấm tuyết điểm cùng hoàng mau tiểu vô lại đều phụ họa theo đuôi, một bộ đắc chí vừa lòng, toàn bộ đường cái ta quyết định như bức thần sắc. Bên kia toa tình hình, nhưng liền không có như thế bình thản, hai vị đại tỷ đầu cùng hai cái xã hội nữ thanh niên, vây quanh Phương Du Mỹ, khóe miệng mang theo nụ cười gần, chậm rãi tới gần. Phương Du Mỹ từng bước một hướng về sau, rất nhanh, lưng liền chống đỡ trường học tường vây, lui không thể lui. Tiểu nha đầu sắc mặt tái nhợt, đôi môi nhếch, mặt mũi tràn đầy đều là quật cường không phục thần sắc. Bất quá trong lòng đầu lại sớm đã hối hận trăm ngàn lần, nàng không phải hối hận cùng hai vị đại tỷ đầu đối nghịch, nàng là hối hận vừa rồi treo tiêu phàm điện thoại treo phải quá nhanh, đều không có đem Khải Minh Trung học kỹ càng địa chỉ nói cho tiêu phàm, cùng tiêu phàm bốn phía thăm dò được Khải Minh Trung học địa chỉ lại chạy tới, chỉ sợ nàng sớm đã bị người thu thập thảm. Trong lúc này, Phương Du Mỹ bỗng nhiên rất nhớ cái kia yêu quái. Nếu như hắn tại, mấy cái này nữ lưu manh tính được cái gì? Nhưng tiểu nha đầu tuyệt không khuất phục, ta cảnh cáo các ngươi, đừng làm loạn, không phải các ngươi sẽ hối hận. Cục công an sẽ đem các ngươi đều bắt lại. Bốn người từng bước ép sát, tiểu nha đầu tức giận kêu lên. Chỉ là chính nàng cũng biết, câu này uy hiếp thực tế rất không đủ lực. Mấy cái này nữ lưu manh, đoán chừng là đồn công an khách quen. Công an thần miệng, dọa không được người. Lúc này, coi như nàng đem phương ra hàng hiệu tử rời ra ngoài, cũng không dùng được. Lão phương nhà biển chữ vàng, chỉ có thể dùng để hù dọa bên trong thể chế quan viên, Mấy cái này nữ lưu manh, biết cái gì a? À? Muốn hù sợ những này nữ lưu manh, nhất định phải là đường phố trên mặt đại ca. Ha ha, miệng còn thật cứng rắn mà. Lão nương hôm nay liền xé nát ngươi chương này miệng nhỏ, nhìn ngươi còn phát không phát gái. Tiểu Cầm cũng chính là hai vị đại tỷ đầu chi bên trong niên kỷ hơi lớn cái kia, ước chừng có 18-19 tuổi dáng vẻ, là học sinh cấp 3, mặt mũi tràn đầy khinh thường châm chọc nói đại tỷ đầu chính là không quen nhìn Phương Du Mỹ cái này tiểu tử, dung mạo xinh đẹp, thành tích học tập lại tốt, trong nhà có có tiền, đi tới chỗ nào đều là bị người bưng lấy nuông chiều thiên chi kiêu nữ. Hòa nói bên trong nước giếng không phạm nước sông cũng coi như, hôm nay dám to gan lớn mật, quản lên đại tỷ nhàn sự đến, nếu không gọi nàng kiến thức một chút đại tỷ thủ đoạn, nàng còn tưởng rằng trường học này là trong nhà nàng mở đây này. Đại tỷ sự tình, cũng dám quản, ngươi, lưu manh, phương du Mỹ trợn tròn mắt to, tức giận kêu lên nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ thoáng qua đỏ bừng lên đã lớn như vậy phương du mỹ còn không có đụng phải như thế thô tục không chịu nổi người hay là cái nữ học sinh cái gì phát gãi không phát gãi như vậy cũng có thể nói ra miệng tới tiểu cầm khịt mũi coi thường nha người hay là cái thanh thuần ngọc nữ đâu thần tượng phái a à, ta lưu manh ta lưu manh thì thế nào lão nương chơi qua nam nhân sau so người cả đời này thấy qua còn nhiều thế nào ao ước a à. hôm nay lão nương liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút để ngươi chơi thanh thuần chị em bên trên thanh cái này tiểu gãi hàng cho lột sạch nhìn nàng còn dám hay không nghiêu bức như vậy vung tay lên đi đầu liền tiến lên một thanh nắm chặt phương du mỹ tóc cái khác ba tên nữ lưu manh cũng cùng nhau tiến lên dừng tay các ngươi những này đồ lưu manh a à, phương du mỹ hết dầm lên trong thanh âm lại là ủy khuất lại là tuyệt vọng Kỳ thật nơi này cách trường học cửa chính phòng an ninh không xa, đáng tiếc trường học hai vị kia gác cổng, trên danh nghĩa là bảo an, kỳ thực đều đã năm 60 tuổi, là lãnh đạo trường học thân thích, chiếu cố tới đây kiếm miếng cơm ăn. Mắt thấy tiểu cầm bọn người hướng phương Du Mỹ thì bạo, hữu tâm muốn xen vào, một chút liếc thấy bên kia ba cái ngo ngoe muốn động tiểu vô lại, liền từng cái co đầu rụt cổ, làm rùa đen. Dù sao đây không phải phát sinh ở trong sân trường ẩu đả, bọn hắn mặc kệ cũng là phải liền tại trong lúc nguy cấp, một đài sáng bóng đại bôn kết một tiếng, tại loạn tổ một đoàn hiện trường bên cạnh ngừng lại. Mấy tên nữ lưu manh không chút nào để ý, đã đem Phương Du Mỹ nhấn ngã xuống đất, ba chân bốn cẳng đào y phục của nàng, cũng may Phương Du Mỹ xuyên đồng phục chất lượng không tệ, lại là kẹp khắc kiểu dáng, tương đối rắn chắc, nhất thời bán hội, mấy tên nữ lưu manh cũng vô pháp coi là thật đưa nàng lột sạch. Ngay từ đầu, Phương Du Mỹ còn quyền đấm cước đá liều mạng phản kháng, đến cùng không làm gì được đối phương người đông thế mạnh, tăng thêm nàng niên kỳ ấu nhỏ, tiểu cầm bọn bốn người đều là trưởng thành nữ tử, thể lực xa cường hãn hơn nàng. Bất quá trong khoảnh khắc, phương du Mỹ liền cuộn thành một đoàn, hai tay gắt gao bảo vệ quần áo của mình, quyết không để các nàng đạt được. Chỉ là nàng kiều tiểu lực yếu, rõ ràng ngăn cản không được bao lâu. Đang lúc tiểu nha đầu ủy khuất vạn phần có lúc, bỗng nhiên trước mặt sáng lên, trên thân áp lực biến mất, lập tức chỉ nghe ôi liên thanh, duyên dáng gọi to không thôi, không chịu được ngẩng đầu mở mắt xem xét, kia mấy tên nữ lưu manh ngã trái ngã phải nằm một chỗ. Tiêu phàm nhàn nhạt đứng ở trước mặt của nàng, làm sao náo thành dạng này, mắt thấy tiểu nha đầu tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, tiêu phàm song nghi nhân lại, cúi người, muốn đem phương du Mỹ nâng đỡ. Uy, ngươi là ai ăn ngươi, dựa vào cái gì đánh người, quất hắn, phế hắn, còn không có cùng phương du Mỹ đứng dậy, nấm tuyết điểm, đầu chọc, hoàng mau cái này ba tên tiểu vô lại đã lao đến, khí thế hùng hổ. Liền vừa rồi nấm tuyết điểm bọn người còn hút thuốc, cười tâu tuyết chờ lấy xem kịch vui đâu, thanh tiểu nhi từ kia lột sạch, nhất định có thể mở rộng tầm mắt. Không ngờ sau một khắc, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, tiêu phàm phi tướng quân từ trên trời giáng xuống, đoàn người còn không có lấy lại tinh thần, bốn tên nữ lưu manh liền lẩm bẩm nằm xuống, không đứng dậy được. Ba tên tiểu vô lại lập tức giật nảy cả mình, lập tức giận tím mặt quả nhiên có mở ra xe sang cao phú soái đến chống đỡ chàng tử. Không phải phế tiểu tử này không thể, coi là trong nhà có tiền, thì ngon a à. Tại vùng này, có tiền không dùng được, quyền đầu cứng mới là đạo lý quyết định. Đầu chọc tiểu vô lại thậm chí lộ ra chồng chất đao. Coi như không đâm chết tên tiểu bạch kiểm này, cũng được tại hắn gương mặt kia tử bên trên cho chém lên mấy đao, cho hắn phá mặt mày hốc hác, nhìn về sau hắn còn phải sắt không hả hê. Tiểu tử người có tiền nữa, lại lái hào xe, một trương vai mặt hoa, ta liền không tin còn có tiểu gãi hàng dính sát. Phương bát đản, gọi ngươi cho lão tử trang. Ai nha, nấm tuyết điểm người thứ nhất xông tới tiêu phàm trước mặt, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, miệng đầy tiểu vụn vặt, một quyền liền chiếu vào tiêu phàm mặt đánh tới. Xem ra hắn cùng đầu chọc tiểu vô lại là một cái ý nghĩ, chính là không quen nhìn có tiền tiểu bạch kiểm, không phải để tiểu bạch kiểm biến thành vai mặt hoa không thể. Sau đó chính là hét thảm một tiếng, nấm tuyết điểm không tính thân thể đan bạc thẳng bay lên, trùng điệp đâm vào vây trên tường, nhào ngược lại, miệng bên trong như giết heo chu lên, giấy ruộng lấy, chính là không đứng dậy được, hai cái cánh tay đều mềm nhún, không lấy sức nổi, cũng không biết có phải hay không là đoạn mất. Cái thứ hai xông lên chính là đầu chọc, chủy thủ trong tay hàn quang hắc hắc, hung tận đâm đi qua. Kết cục của hắn so nấm tuyết điểm thảm, thảm nhiều. Nấm tuyết điểm chỉ là hai tay chật khớp, đầu chọc trực tiếp gãy xương hiển nhiên chủy thủ thẳng đâm tới, tiêu phàm hai chân một mực dính tại nguyên chỗ không di động mảy may, duỗi tay ra, liền bắt được đầu chọc thủ đoạn, sau đó liên tiếp xương vỡ vụn âm thanh âm vang lên, đầu chọc kêu to quỷ dạp xuống đất, nước mắt nước mũi đồng loạt phun ra ngoài, toàn bộ cánh tay phải vặn vẹo thành một cái kỳ quái hình dạng, không biết gãy thành vài đoạn. Người này tướng mạo hung ác, xem xét chính là cùng hung cực ác chi đồ, mà lại mặc kệ 3721, móc ra đao liền lên đến đâm người, Đối loại này thuần túy hung đồ, Tiêu Phàm hạ thủ tuyệt bất dung tình. Hiện tại phế hắn, tránh khỏi hắn ngày sau bốn phía làm ác, tổn thương vô tội, cũng đem mình đưa lên không về tử lộ. Vô cực môn giáo nghĩa nói đến rõ ràng, trừ ác chính là làm việc thiện. Hoàng Mao tiểu vô lại một đôi chân thật giống như dính keo cường lực nước, bỗng nhiên đậu ở chỗ đó, hoảng sợ vạn phần nhìn qua Tiêu Phàm, tuyệt không còn dám hướng phía trước nửa bước cũng còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nấm tuyết điểm cùng đầu chọc liền trực tiếp nằm sấp. Cái này, cái này, tên tiểu bạch kiểm này đến cùng là người hay là quỷ. Tiêu phàm trong tay ước lượng lấy đầu chọc trùy thủ, lạnh lùng nhìn xem hoàng mau tiểu vô lại, bỗng nhiên đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ, kẹp lấy trùy thủ mũi đao, nhẹ nhàng một dùng sức, cơ rốt một tiếng, sắc bén trùy thủ lập tức liền từ gián đoạn thành hai đoạn. Bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Hoàng Mao Tiểu vô lại chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đuôi xương cuộc chỗ bay lên, sắc mặt nháy mắt biến thành trắng bệch nhan sắc, thân thể run rẩy, hai chân như nhũn ra, kìm lòng không đặng quỳ xuống, hạ thân một trận khô nóng, vô luận như thế nào đều khống chế không nổi, một cỗ gãi mùi thối bay ra. Vậy mà dọa đến Tiểu trong quần. chương 194, thật mất mặt. Kỳ thật tiêu phàm trong đầu cũng rất dính nhau, hắn cho tới bây giờ đều không hề nghĩ tới, mình có hướng nhất viết sẽ lấy những này đầu đường lưu manh làm đối thủ, trong đó thậm chí còn có mấy cái bát phụ như nữ lưu manh. Kia thực tế, thực tế là quá khôi hài. Nếu rơi vào tay giang hồ trên đường các bằng hiếu biết được, người khác không nói, uyển thiên thiên tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng. Đường đường vô cực môn trưởng giáo chân nhân, thân tự xuất thủ đối phó mấy cái đầu đường tiểu vô lại, nói ra cũng bị người chết cười. Nhưng đụng tới loại tình hình này, không xuất thủ lại khẳng định không được. Khoanh tay đứng nhìn, làm sao hướng nhiều a di bàn giao. Tiêu phàm tiện tay bắn ra, bẻ gãy hai đoạn chủy thủ, như là mũi tên, đạc đạc hai tiếng, đinh nhập ven đường xanh hóa cây thân cây bên trong, đầu đao kia một đoạn, trực tiếp liền không nhìn thấy cái bóng, còn lại kia một đoạn, còn giữ cái chuôi đao tại bên ngoài, lưỡi đao tất cả đều chui vào thân cây. Bình thường người muốn đạt thành loại hiệu quả này, không phải dùng chùy sắt lớn đến nện. Vừa mới từ dưới đất bò dậy mấy tên nữ lưu manh, nguyên vốn sẽ phải khóc lóc om sòm, bỗng nhiên bên trong nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đã lời ra đến khóe miệng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, há to mồm, nửa ngày không khép lại được tới. Các nàng lại vô tri vô biết, cái này hay là thấy rõ ràng. Có lẽ cái gì gọi là đạn chỉ thần thông các nàng chưa nghe nói qua, nhưng liền loại này lực tay, đủ để đưa các nàng dọa đến hồn phi phách tán. Tuy nói hảo nam không cùng nữ đấu, nhưng kia quyền chủ động lại là giữ tại trong tay người khác. Vạn nhất người ta hảo nam cũng cùng nữ đấu đâu, ai chịu nổi tiêu phàm lại không để ý mấy tên côn đồ xoay người đem phương du mỹ kéo lên phương du mỹ kỳ thật cũng bị kinh ngạc đến ngây người đồng dạng trương đại trủy trợn mắt hốc mồm tiêu phàm đưa tay qua tới kéo nàng thời điểm thậm chí phản xạ có điều kiện như về sau rụt lại thực tế cũng cho tiêu phàm hù sợ người này đến cùng còn có bao nhiêu ẩn giấu bản lĩnh không có triển lộ ra a à? thời khắc này tiểu nha đầu muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật đen nhánh tóc dài dối bời dính đầy lá cây cùng bụi đất khóe miệng nước một khối, trên trán một mảnh máu ứ động, trên thân đồng phục cũng loạn thất bát tao, khóa kéo bị kéo ra, áo lót đều bị nhấc lên một đoạn nhỏ, lộ ra tuyết trắng bụng nhỏ. Tiêu Phàm lập tức vươn tay ra, cho nàng kéo xuống áo lót, lại kéo lên đồng phục khóa kéo. Động tác 10 điểm tự nhiên, không có cảm thấy có chút nào không thỏa. Phương Du Mỹ trong mắt hắn, chính là cái không dành thế sự tiểu cô nương, mẫu thân hắn khuê mật nữ nhi, 10 phần một cái tiểu mau hài tử. Phương Du Mỹ một gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ bừng lên, cắn môi một cái, nghiêng đầu đi. Từ nàng hiểu chuyện bắt đầu, liền không còn có một cái tuổi trẻ nam tử cùng nàng từng có như thế thân mật tiếp xúc. Bất quá thời khắc này tiểu nha đầu, xấu hổ chỉ là phụ, mấu chốt là ảo não. Vốn là muốn gọi Tiêu Phàm tới hảo hảo mắng một trận, không nghĩ tới lại làm cho hắn nhìn thấy mình chật vật như thế tình hình, quả thực mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Tiểu cô nương cực mạnh lòng tự trọng nhận nghiêm trọng làm tổn thương. Đám lưu manh này, Phương Du Mỹ hận đến thẳng rậm chân, vừa thẹn vừa giận. Hôm nay phát sinh việc này, thực tế để nàng có chút không biết làm sao. Ta muốn đi cáo bọn hắn." Tiêu Phàm lấy điện thoại cầm tay ra đến, chuẩn bị gọi điện thoại. Tiểu Nha đầu bỗng nhiên lại 10 điểm cảnh giác tiếp cận hắn, hỏi: "Ngươi làm gì? Đừng báo cảnh sát a." À. Nàng là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, tại Phương Du Mỹ trong suy nghĩ sự tình làm lớn chuyện, không phải không kinh động công an cơ quan mà là không thể kinh động cha mẹ của nàng. Nếu để cho các bạn học đều biết nàng là chỉ sợ nàng sẽ bị triệt để cô lập. Cũng không phải là nói các bạn học có bao nhiêu bợ đỡ, bởi vì cái gọi là vật học theo loài người lấy bảy phân, người bình thường xuất thân đồng học, sẽ cảm thấy cùng nàng ở giữa có một đạo thiên nhiên chiến hào, sẽ không đi chủ động cùng nàng tiếp cận. Để phương du Mỹ chủ động đi lấy lòng các bạn học, nàng có kéo không dưới cái mặt này. Ta biết, tiêu phàm hướng phương du Mỹ gật gật đầu, xem như cho nàng một cái hứa hẹn lập tức gọi tiểu quế tử điện thoại chuyện như vậy giao cho tiểu quế tử đi xử lý không có gì thích hợp bằng tiểu quế tử tuyệt đối có biện pháp để mấy cái này lưu manh vô lại từ nay về sau nhìn thấy phương du mỹ bóng lưng đều sợ hãi càng đừng đề cập sẽ lần nữa gây sự với nàng tiêu phàm cũng không hy vọng chuyện như vậy lại phát sinh một lần mặc dù nói phương du mỹ ở trường học bị người khi dễ cùng hắn không có bất kỳ cái gì nhân quả quan hệ nhưng đã hắn bị cuốn vào tiến đến liền nhất định phải xử lý thỏa đáng nhiều vũ đình đối với hắn ấn tượng cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt chính là cùng lão phương nhà giao hảo thượng giai thời cơ nếu như nhiều vũ đình biết hắn đối nữ nhi của mình tao mộ chẳng quan tâm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao chỉ sợ vừa mới đối với hắn đổi mới ấn tượng sẽ lập tức đổi trở về từ đây không để ý đến hắn nữa nghe tiêu phàm giảng điện thoại ngữ khí không giống như là báo cảnh phương du mỹ âm thầm thở phào một cái mấy cái kia lẩm bẩm tiểu vô lại, cũng âm thầm thở phào một cái. Chớ nhìn bọn họ miệng thảo luận phải hung ác, thậm chí một lời không hợp suốt đau liền đâm, kia là nhất thời huyết khí chi dũng. Bây giờ bị tiêu phàm thu thập phải quá sức, nếu như lại tiến vào cục cảnh sát bên trong đi, vậy coi như phiền phức lớn. Người này mở ra đại bôn đến, là lớn thằng giàu có A. Cục công an khẳng định là giúp đỡ kẻ có tiền, chẳng lẽ còn sẽ hướng lấy bọn hắn mấy cái này tiểu lưu manh. Huống chi hôm nay việc này đi, chính là bọn hắn gây chuyện trước đây, đao cũng là bọn hắn trước móc ra. Tiến vào kết thúc tử, có thể rơi xuống tốt, đi, đi trường học các ngươi, tìm hiệu trưởng, tiêu phàm nói chuyện điện thoại xong, đối phương du Mỹ nói. Tìm hiệu trưởng A, tiểu nha đầu lại trần chờ tựa hồ không phải như vậy tình nguyện. Nói cho cùng, nàng cũng chính là cái còn tại lên cấp 3 tiểu hài tử, có mấy cái học sinh nguyện ý đứng tại hiệu trưởng trước mặt. Việc này, nhất định phải tìm hiệu trưởng phản ứng một chút tình huống trong trường học gia dạng này ác bá học sinh, hiệu trưởng khẳng định có trách nhiệm. Còn cùng thanh niên lưu lỏng cấu kết, khi dễ đồng học. Cỗ này lệch gió không hảo hảo giết một giết, không được. Lại nói, đầu chọc một cái cánh tay cơ bản báo hỏng, cũng phải có cái đến tiếp sau kết quả xử lý, cứ như vậy rời khỏi, khẳng định tại lý không hợp. Vậy được rồi, tiểu nha đầu cũng xem chừng cái này một lần tránh không khỏi, nhẹ gật đầu, miệng vỉnh lên. Đi thôi, tiêu phàm kéo phương du Mỹ tay nhỏ, Đi vào trường học, Phương Du Mỹ lặng lẽ nhếch miệng, nàng xem như nhìn ra, Tiêu Phàm căn bản chính là coi nàng là tiểu hài tử nhìn, kéo tay của nàng cũng là vô ý thức động tác, cùng nam nữ tình yêu không dính nổi nửa điểm bên cạnh. Tiểu cô nương trong đầu lại khó chịu, nàng không phải muốn cùng Tiêu Phàm yêu đương, căn bản liền còn không có ý niệm này. Nhưng 16, 17 tuổi nữ hài tử, chính là mẫn cảm nhất niên kỷ, trong đầu loạn thất bát tạo ý nghĩ nhiều đi. Tiêu phàm nếu như muốn chủ động tiếp cận nàng, cùng nàng nói chuyện yêu đương, nàng khẳng định sẽ không khách khí chút nào một ngụm xì trở về. Thế nhưng là tiêu phàm bày ra loại này khi nàng tiểu hài tử thái độ, kia lại không đúng. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ mình không có mị lực A, hấp dẫn không ngừng nam nhân. Cái này có thể đả thương tự tôn. Bất quá trong đầu suy nghĩ lung tung về suy nghĩ lung tung, mình non mềm tay nhỏ bị tiêu phàm cầm, tiểu nha đầu thật đúng là lên không nổi dũng khí hất ra trong đầu hoặc nhiều hoặc ít có điểm cảm giác khác thường. Tiêu phàm lúc này, tự nhiên không có có tâm tư đi phỏng đoán tiểu cô nương cảm giác, hắn trước tiên cần phải thanh việc này thu thập xong. Ai ngờ tại tiến vào cửa trường thời điểm, liền gặp phải phiền toái. Vừa rồi khoanh tay đứng nhìn hai tên lão bảo an, lúc này lại biểu hiện được dũng cảm, song song hướng một chạm trước, ngăn lại tiêu phàm cùng phương du mỹ, sụ mặt nói các ngươi muốn làm gì. Gia hỏa này, thế nhưng là đánh người hung thủ, nhìn thanh mấy cái kia lưu manh thu thập phải, đầu chọc đã co quắp tại địa, không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép. Nấm tuyết điểm cũng tiếp tục ghé vào kia, lẩm bẩm dậy không nổi. Hoàng Mao cho tới nay còn quỳ, không dám đứng dậy. Dạng này ngoan nhân, cũng không thể tùy tiện liền thả vào trường học đi. Tại phía ngoài cửa trường đánh nhau ẩu đả, cùng trường học không liên quan, bọn hắn không xen vào, cũng không có trách nhiệm. Cái này nếu là tiến vào trường học, đợi chút nữa thanh hiệu trưởng đều đánh bên trên dừng lại vậy coi như không dễ chơi làm không tốt bắt ăn cơm của bọn họ đều sẽ bị đập mất tiêu phàm sau mi nhân lại thần sắc có chút không vui nguyên bản tiêu phàm không thích tại bình thường quần chúng trước mặt cố làm ra vẻ nắm nhưng hai vị này bảo an là một ngoại lệ rõ ràng nhìn thấy có người đối bản trường học học sinh thi bạo không dám lên trước cản trở cũng là thôi là người đều sợ chết tiêu phàm cũng không trách bọn hắn nhưng mà ngay cả cái điện thoại báo cảnh sát đều không đánh vậy liền không đúng làm người làm sao có thể lạnh lùng như vậy hôm nay nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới thật làm cho mấy cái kia nữ lưu manh đạt được kia là thiên đại tai họa lão phương nhà nhất định tức giận trường học này từ hiệu trưởng đến lão sư lại đến cái này hai tên bảo an có một đám người phải ngã nấm mốc tránh ra tiêu phàm không muốn cùng dạng này người nói nhảm lạnh lùng quát lớn một tiếng tiêu một thiếu cũng không phải là lạm người tốt hai tên bảo an bị hắn ánh mắt lạnh như băng một đâm, lập tức đều dùng mình một cái, hai mặt nhìn nhau, do dự muốn hay không tránh ra. Tiêu phàm không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, đưa tay víu vào rồi, ngăn tại trước mặt một bảo vệ liền lảo đảo lấy hướng một bên liền lùi lại ba bốn bước. Tiêu phàm lôi kéo phương du mỹ tay, xài bước đi tiến vào sân trường. Hai tên bảo an lần nữa liếc nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, ai cũng không dám lại đuổi theo ngăn cản nó bên trong một cái phản ứng tương đối nhanh, chố mắt một hồi, liên tục không ngừng chạy tiến vào phòng gác cửa gọi điện thoại đi. Cái này cần lập tức báo cáo hiệu trưởng, một cái mãnh nhân liền muốn đi tìm người gây chuyện, hiệu trưởng đại nhân, mời ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiện tại không báo cáo, sau đó hiệu trưởng truy cứu tới, ai có thể ngăn cản được. Khải Minh Trung học mới xây ký túc xá cách phòng gác cửa không xa, vào cửa rẽ trái, không đến một khoảng trăm thước, rất phong độ một tòa tám tầng đại lâu văn phòng. May mà này sẽ các học sinh đều đang đi học, nếu là tan học trong lúc đó, phương du mỹ chật vật như thế, không biết sẽ khiến bao nhiêu người vây xem. Chỉ sợ tiểu nha đầu sẽ xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Dù là như thế, trên đường đi cũng đụng phải ba bốn cái lão sư cùng trường học nhân viên công tác, người người ghé mắt. Quang trời hóa nói phía dưới, liền tại trong sân trường, một cái mặt âm trầm thanh niên nam tử cùng vốn trường học nữ học sinh tay cầm tay, loại tình hình này cũng không thấy nhiều. Nhìn kỹ lại vậy tiểu nữ sinh, tóc tai bù xù, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xanh một miếng tử một khối, liền càng thêm lộ ra quỷ dị vô so. Không biết phát sinh loại nào biến cố, Phương Du Mỹ vừa thẹn lại giận, cắn chặt môi, cúi đầu, mặc cho Tiêu Phàm lôi kéo đi lên phía trước, tuyệt không ngẩng đầu lên nhìn một chút. Mất mặt, quá mất mặt, tiểu nha đầu trong đầu cái kia phiền muộn a, à, quả thực không cách nào hình dung, hận không thể tìm đầu cái đất chui vào. Chương 195, ương ngạnh Khải Minh Trung học Đại Lâu văn phòng rất phong cách Tây, lắp đặt thang máy. Phòng làm việc của hiệu trưởng tại lầu 6, bên trái tận cùng bên trong nhất một gian. Tiêu Phàm cùng Phương Du Mỹ đi tới phòng hiệu trưởng cổng, tiểu nha đầu lại do dự, ngẩng đầu, đáng thương nói Tiêu. Tiêu đại ca, chính người đi vào đi, ta tại, ta tại bên ngoài chờ lấy. Suốt cuộc chịu gọi Tiêu đại ca, xem ra tiểu cô nương là thật trong lòng chuột dạ. Phương Du Mỹ không phải không gặp qua hiệu trưởng, Cao hơn giáo ủy lãnh đạo đều gặp bất quá dĩ vãng cái kia một lần Phương du Mỹ đồng học đều là làm học sinh xuất sắc đi tiếp thu đồng hồ Dương cùng tán dương cái kia như hôm nay dạng này bẩn thỉu xanh một miếng tử một khối đi hiệu trưởng mất mặt a à, tiêu Phàm vừa cười vừa nói tiểu Mỹ người hôm nay là khổ chủ người không đi vào chúng ta cái này chẳng làm sao cáo a à. ai nói muốn cáo trạng rồi ta mới không muốn cáo trạng Phương du Mỹ thầm nói một mặt khó chịu hôm nay ăn như thế lớn một cái thiệt thòi ném khỏi đây bao lớn một cái mặt nói tiểu nha đầu trong lòng không hận tuyệt đối là giả bị mấy cái nữ lưu manh đặt ở chân tường lột y phục thời điểm phương du mỹ trong lòng cái kia hận nha âm thầm thề lão nương nhất định khiến các ngươi tốt nhìn cùng tiêu phàm lộ diện một cái đem những tên côn đồ kia trong khoảnh khắc thu thập phải thất linh bát lạc tiểu nha đầu tư duy lập tức lại chuyển trở về lúc này sợ mất mặt sợ phụ mẫu biết nàng ở trường học cùng người đánh nhau Tiêu Phàm sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nói Tiểu Mỹ, chúng ta không phải cáo trạng, hôm nay tình huống này, nhất định phải cùng trường học nói rõ ràng. Sau này tuyệt đối không cho phép lại phát sinh những chuyện tương tự. Mặc kệ chuyện này phát sinh trên người ngươi hay là phát sinh ở những học sinh khác trên thân, trường học đều có trách nhiệm. Bọn hắn nhất định phải coi trọng, bọn hắn coi trọng bọn hắn, cùng ta chuyện gì?" Tiểu Nha Đầu tiếp tục nói thầm, chính là không chịu vào cửa. Tiêu Phàm đành phải nhịn dưới họ tử có chút cúi đầu, nhìn qua Phương Du Mỹ con mắt, nghiêm túc nói, tiểu Mỹ, hôm nay chuyện này, ngươi không tránh thoát. Liền ngươi dạng này, về đến nhà, cũng không gạt được Phương thúc thúc cùng như a Di. Nếu thật là chờ bọn hắn đến tìm trường học, việc này ngươi liền nghĩ không làm lớn chuyện đều không được, đến lúc đó ngươi càng thêm phiền phức. Nước mắt lập tức ngay tại tiểu nha đầu trong mắt đảo quanh. Nàng lo lắng nhất chính là cái này, cái này tên đáng ghét, hết chuyện để nói. Chán ghét, tiêu phàm cười cười, đưa tay cho nàng nhặt đi đính vào trên tóc nửa mảnh lá cây vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng thấp giọng nói yên tâm người nghe ta an bài ta sẽ xử lý tốt chuyện này cam đoan nhiêu a di không mắng ngươi có được hay không thật phương du mỹ lập tức ngẩng đầu lên vừa mừng vừa sợ đương nhiên tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng phá nàng thẳng sống mũi nhỏ một chút trong mắt lộ ra yêu thương thần sắc tiêu phàm không có muội muội liền một cái đệ đệ tiểu nha đầu sở sở đáng thương thần sắc lập tức đả động hắn. Các ngươi là cái kia lớp, ở đây làm cái gì? Một tên khoảng 40 tuổi nam tử trung niên xảy bước đi tới, nhìn thấy một màn này, lập tức liền tấm dưới mặt, trầm giọng hỏi. Một đôi mắt tại thật dày thấu kính về sau nhanh như chớp loạn chuyển, đầy cõi lòng cảnh giác dáng vẻ. Phương Du Mỹ mặc đồng phục, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, rất rõ ràng là Khải Minh Trung học học sinh đang học, cái này nam thanh niên, tại hiệu trưởng cửa phòng cùng vốn trường học nữ học sinh thần thái thân mật tình huống rất không đúng. Tiêu phàm liếc nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, xem như trả lời chắc chắn, lập tức lôi kéo phương du mỹ tay, tiến vào phòng hiệu trưởng. Phòng làm việc của hiệu trưởng 10 điểm rộng rãi, không sai biệt lắm có 3 40 mét vuông. tại sao bàn công tác còn có một cánh cửa, đoán chừng là phòng vệ sinh hoặc là phòng nghỉ. Hay là cái phòng xếp hình thức văn phòng đâu, hiệu trưởng ước chừng 43, 44 tuổi bộ dáng, mặc đồ vest, ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Các ngươi tìm ai, xin hỏi ngươi là hiệu trưởng sao? Tiêu phàm tại trước bàn làm việc 3 mét chỗ đứng vững, lạnh nhạt hỏi. Đúng, ta chính là hiệu trưởng, ngươi là đơn vị nào? Có chuyện gì, hiệu trưởng sắc mặt càng thêm nghiêm túc, kỳ thật hắn tiếp vào gác cổng điện thoại về sau, đã có thể đoán được tiêu phàm cùng phương du Mỹ thân phận không nhìn phương du Mỹ trên trán xanh một miếng tử một khối, khóe miệng cũng xé rách rồi sao? Cái này nói rõ là cáo trạng đến rồi bất quá hiệu trưởng dù sao kinh nghiệm phong phú, rất rõ ràng xử lý chuyện như vậy trước hết ổn định trận cước, nếu là đối phương vừa lên cửa, mình lập tức loại người vô dụng nguyễn đản, việc này liền không có cách nào xử lý, chỉ có thể chờ đối phương ra điều kiện, nhân viên nhà trường đem tương đương bị động. Loại chuyện này chính xác phương thức xử lý, chỉ có thể trước tự cao tự đại, nắm một phen, cùng đối phương khí thế trước yếu, tiếp xuống nên xử lý như thế nào, quyền chủ động liền bóp tại trong tay mình. Vô luận như thế nào, nữ hài tử này cũng là mình trường học học sinh, có việc cầu người. Tiêu phàm mặc dù nhìn qua trẻ tuổi, nhưng kia khí độ, kia trang phục, một chút liền có thể nhìn ra được, không thể nào là học sinh cấp 3. Hiệu trưởng, có cái tình huống, nhất định phải giải thích cho người một chút. Tiêu phàm một lời chưa tất. Vừa rồi tại hành lang bên trên đụng phải cái kia đeo kính nam tử trung niên, đã vội vã tiến vào phòng hiệu trưởng, nhìn cũng không nhìn tiêu phàm cùng phương du mỹ một chút, trực tiếp đối hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, có chuyện gì cùng ngươi hồi báo một chút, vừa rồi ta tiếp vào phòng gác cửa điện thoại, nói trường học của chúng ta hai tên lớp 12 nữ học sinh, còn có mấy cái bằng hữu, ở cửa trường học bị người đánh, nó bên trong một cái bị thương rất nghiêm trọng. Nghe nói, đánh người hung thủ cũng là trường học của chúng ta học sinh từ trên xã hội gọi tới người, còn lái bôn chỉ xa, tựa như là con em nhà giàu. Hiệu trưởng mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, kinh ngạc nói có loại sự tình này tiêu phàm khóe miệng liền hiện lên một tia trào phúng ý cười phương du mỹ đã kêu lên uy người đừng đổi trắng thay đen a à. rõ ràng là bọn hắn gọi người trong xã hội đến khi phụ ta có được hay không nào có dáng vẻ như vậy đây không phải chơi xấu a à. đeo kính nam tử trung niên lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác âm âm tiếp cận phương du mỹ cùng tiêu phàm hết sức nghiêm túc nói ngươi là cái kia lấp tên gọi là gì vừa rồi ở cửa trường học gọi người trong xã hội đến đánh nhau phải ngươi hay không ai nói ta gọi người trong xã hội đến đánh nhau rồi rõ ràng là bọn hắn gọi người đến khi phụ ta có được hay không ngươi có nói đạo lý hay không phương du mỹ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị người hù sợ lớn chừng mắt nổi giận đùng đùng phản bác ta hỏi ngươi là cái nào ban tên gọi là gì kính mắt trung niên nam mặt đen lên rất không vui quát cũng là khí thế nhiễm nhiên tiêu phàm lạnh nhạt hỏi vị đồng chí này ngươi lại là người nào dựa vào cái gì ở đây thần sắc nghiêm nghị ta ta họ tôn là trường học giáo vụ chủ nhiệm tiêu phàm liền cười nói nguyên lai là tôn chủ nhiệm tôn chủ nhiệm vừa mới ở cửa trường học khi dễ muội muội ta một gái nữ đồng học dáng dấp cùng ngươi rất giống là cháu gái của ngươi hay là cháu gái tiêu phàm như thế nhắc lên phương dù mỹ lập tức lấy lại tinh thần lập tức kêu lên đúng đúng ngươi không nói ta còn nghĩ không ra cái kia tiểu cầm chính là họ tôn kiêu ngạo nhất chính là nàng đào ta quần áo cũng là nàng. Tôn chủ nhiệm sắc mặt một hàn, cả giận nói, người lại là đơn vị nào. Trường học của chúng ta bên trong sự tình, người dựa vào cái gì quản. Ta vừa mới xem lại các người tại hiệu trưởng bên ngoài động thủ động cước, các người quan hệ thế nào. Tuổi còn nhỏ, liền không học tốt, học người ta nói chuyện gì yêu đương. Cuối cùng hai câu này, lại là hướng về phía phương du Mỹ nói. Vị này tôn chủ nhiệm, quả nhiên không hổ là quan phương nhân vật, đổi trắng thay đen, chỉ hưu bảo ngựa bản sự 10 điểm cao minh. Vừa lên đến, mặc kệ 3721, liền ác nhân cáo trạng trước, trừ bát giới trả đúa. Dạng này người, trời sinh chính là hỗn thể chế liệu, chỉ ở một cái nho nhỏ trung học bên trong khi một cái nho nhỏ giáo vụ chủ nhiệm, coi là thật có chút nhân tài không được trọng dụng. Cho hắn một cái thị chính bố tín phóng cục trưởng, tuyệt đối có thể đảm nhiệm, lắc lư những cái kia tham dân, kia là tiêu chuẩn, tài giỏi có dư A. Ngươi, ngươi oan uổng người, ai nói ta yêu đương rồi phương du mỹ khi đến liên tục dậm chân trong đôi mắt thật to nước mắt thẳng đảo quanh đã lớn như vậy tiểu nha đầu còn chưa bao giờ giống hôm nay dạng này ủy khuất qua Còn rảo biện ta vừa rồi tận mắt thấy tôn chủ nhiệm chém đinh chặt sắt nói tiêu phàm giơ tay lên nhẹ khẽ vẫy một cái nói tôn chủ nhiệm ta mặc kệ ngươi cùng cái kia nữ học sinh là quan hệ như thế nào nhưng ta phải nhắc nhở ngươi hôm nay chuyện này ngươi muốn cánh tay giả thiên đổi trắng thay đen nghe nhìn lẫn lộn kia không có khả năng việc này không phải một cái nho nhỏ giáo vụ chủ nhiệm có thể đè xuống đến hiệu trưởng xét thấy tôn chủ nhiệm cùng chuyện này người trong cuộc có thân thuộc quan hệ hắn không thích hợp tham dự việc này xử lý mời ngươi để hắn né tránh nha khẩu khí thật lớn ngươi là khu trưởng hay là bộ giáo dục cục trưởng a tôn chủ nhiệm hắc hắc cười lạnh trong mắt tất cả đều là khinh thường chi ý người trẻ tuổi đừng tưởng rằng trong nhà có hai cái tiền liền có thể ở đây dạng chó hình người trang lớn cánh tỏi. Ta cho ngươi biết, có tiền không dùng được. Nơi này là Khải Minh Trung học phát sinh ở trường học của chúng ta sự tình, chúng ta tới xử lý. Lúc nào đến phiên ngoại nhân đến khoa tay múa chân rồi. Lại nói, người đem người đánh thành trọng thương, hiện tại cũng còn tại phía ngoài cửa trường nằm đâu. Người ngược lại ác nhân cáo trạng trước rồi, nói cho ngươi, việc này không có đơn giản như vậy. Ta đã báo cảnh, đồng chí của đồn công an lập tức liền sẽ chạy tới có lời gì, người đi cùng cảnh sát nói, chúng ta hôm nay trước xử lý học sinh đánh nhau sự tình. Vị bạn học này, người tên là gì? Cái kia lớp, Tôn Chủ nhiệm khí thế hùng hổ, nước miếng tung bay. Tiêu Phàm không thèm để ý hắn, Phương Du Mỹ cũng dương đầu lên, không tuân theo. Nếu biết cái này Tôn Chủ nhiệm cùng cái kia nữ lưu manh học sinh có một loại nào đó thân thuộc quan hệ, Phương Du Mỹ cũng không muốn cùng hắn nói nhảm. Tiểu nha đầu chỉ là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện không nghĩ để người trong nhà nhúng tay. Muốn nói một cái tiểu tiểu giáo vụ chủ nhiệm, để Phương tiểu thư cầm con mắt nào nhìn hắn đâu. Ai, các ngươi thái độ gì? Nghĩ đến đám các ngươi không mở miệng, ta liền tra không được sao? Lẽ nào lại như vậy? Tôn chủ nhiệm giận tím mặt, quát, Tiêu Phàm không để ý tới hắn cũng liền thôi, hiện tại ngay cả vốn trường học học sinh cũng dám xem thường quyền uy của hắn, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hiệu trưởng nhíu mày, nói, lão Tôn Tôn chủ nhiệm hừ một tiếng, hiệu trưởng lập tức chuyển hướng tiêu phàm, nói, vị đồng chí này, đã các người muốn xử lý vấn đề, vậy sẽ phải có xử lý vấn đề thái độ. Tôn chủ nhiệm là trường học của chúng ta giáo vụ chủ nhiệm, những sự tình này về hắn quản. Các người thái độ như vậy, xử lý như thế nào vấn đề đâu? Đúng hay không, tiêu phàm lắc đầu, nói, hiệu trưởng, nếu nói như vậy, vậy liền không làm phiền các ngươi xử lý. Ta đi tìm người khác xử lý đi audio điện tử võ tấn bền khế tập 13